Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 3. Giờ phút này, ở khuôn viên của Tô Thương, tất cả vệ sĩ đã bày sẵn thế trận chờ địch, thăm dò xung quanh rất cảnh giác. Đối với nhà họ Tô, tối nay là một trận đại nạn, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Các dòng họ lớn ở Giang Bắc, toàn bộ đều đang đợi xem trò hề của nhà họ Tô, thậm chí một vài dòng họ, có ý đồ muốn chiếm lấy vị trí này. Trong phòng đọc sách, Tô Thần Binh ngồi trên ghế, mặt trầm như nước, sắc mặt hết sức khó coi. Bên cạnh có hai người, một người là phó đội trưởng đội vệ sĩ. Một người khác dáng người nhỏ gầy, hơn 40 tuổi, nhìn có hơi giống với Vương Phú Quý, chính là cha của Vương Đại Thiếu Gia, Vương Bảo Toàn. Lúc này, Vương Bảo Toàn nói, Đại tướng Tô, ông không cần lo lắng quá mức, không phải chỉ là một tên hóa kình đỉnh phong sao, nhằm nhò gì chứ, đối với nhà họ Tô mà nói chỉ là chuyện còn con mà thôi. Tô Thần Binh liếc nhìn Vương Bảo Toàn một lát, dò hỏi, Vương Bảo Toàn, hiện nhiều dòng họ ở Giang Bắc, đều đang bất hòa với nhà họ Tô, ông lại cử người qua đây giúp tôi như vậy, không sợ bị liên lụy sao? Sợ cái mẹ gì, Đại tướng Tô, tôi từng là phó quan của ông, chúng ta là tình cảm thân thiết hoạn nạn có nhau. Vương Bảo Toàn dõng dạc nói, hôm nay cho dù có chết, tôi cũng phải chết trước mặt ông. Tiểu tử nhà ông, bình thường chỉ biết nịnh nọt, nhưng giờ phút quan trọng thì lại luôn có mặt, tôi quả nhiên không nhìn lầm ông. Tô Thần Binh lộ ra một nụ cười khổ, nhưng chỉ là, lần này chỉ sợ nhà họ Tô phải gặp rủi ro thật sự rồi. Đại tướng Tô, đừng mất tinh thần nữa. Không phải là ông truyền tin về thành phố rồi sao, sẽ có quân chi viện chứ? Vương Bảo Toàn an ủi. Thành phố sao, nơi đó có người chỉ muốn nhà họ Tô bị tiêu diệt đó. Tô Thần Binh lắc đầu cười, sau đó nói, còn nữa, Vương Bảo Toàn, 5 năm trước tôi đã không phải là Đại tướng Tô nữa rồi, sau này không cần xưng hô như vậy với tôi nữa. Vâng, Vương Bảo Toàn nghiêm túc trả lời. Hy vọng nhà họ Tô có thể thoát được kiếp này. Tô Thần Binh thở dài lần nữa, hai mắt liền khép hờ, muốn lấy trạng thái đỉnh cao nhất, dẫn đầu đội vệ sĩ nhà họ Tô nghênh chiến với Tiếu Diện Phật. Một bên khác, Tiếu Diện Phật đã đi tới chợ đen Cửu Môn, nổi giận đùng đùng hô to, Tô Huyền Thiên, đi ra chịu chết đi. Soạt soạt soạt, trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều nhìn sang bên đó. Tiếu Diện Phật đến rồi. Ha ha, Tô Huyền Thiên tôi chờ cậu ta một lúc lâu rồi. Lần này có kịch hay để xem rồi đây. Lần trước nghe nói Tô Huyền Thiên đã cắt tai của Tiếu Diên Phật, nhưng tôi vẫn không tin lắm, Tô Huyền Thiên xem ra cũng hơn 20 tuổi, sao có thể là đối thủ của Tiếu Diên Phật chứ? Nghe nói Tô Huyền Thiên đánh lén, cho nên mới đánh được, cục tức của Tiếu Diên Phật xem ra không nhẹ đâu nha, một mực muốn tìm Tô Huyền Thiên, muốn trả mối thù cắt tai. Chợ đen đông đảo những người luyện võ công, đều biết Tô Huyền Thiên có ân oán với Tiếu Diên Phật. Vì vậy xung quanh thấy rất náo nhiệt. Lúc này, Tô Thương từ trong đám người đi tới, nhìn về phía Tiếu Diện Phật cười đều, khẽ cười nói, ôi, tiền bối, sao bầu không khí ở đây náo nhiệt vậy? Tô Huyền Thiên, Tiếu Diện Phật căm tức nhìn Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, biết rồi còn cố hỏi, giả vờ gì nữa, đêm nay tôi sẽ giết cậu, để xả mối hận trong lòng tôi. Ha ha, tiền bối, ông đây là có chút không rõ phải trái nhé. Tô Thương cười nói, hai ngày trước ông lừa tôi ra ngoài, muốn cướp tiền của tôi, nhưng tôi chỉ ra tay đánh trả chút mà thôi, không cẩn thận cắt mất bên tai của ông, không phải tôi cố ý, ông không hận tôi đến mức như vậy chứ. Không cẩn thận. Tiếu Diện Phật kìm được giận nói, hừ, Tô Huyền Thiên, hôm nay bất kể cậu giải thích thế nào, tôi cũng sẽ không tha mạng cho cậu đâu. Tiền bối, sao ông lại như vậy được chứ, chúng ta giảng hòa không được sao? Thực ra tôi cũng rất tôn trọng ông. Tô Thương nói nghiêm túc nói, tôi một lòng ngưỡng mộ ông, giống như nước sông cuồn cuộn, triền miên không ngớt, lại giống như. Lại lan tràn giống như Hoàng Hà, đã xảy ra là không thể ngăn cản đúng không? Tiếu Diện Phật giành nói. Vãi trưởng, Tô Thương kinh ngạc nói, tiền bối, làm sao ông biết tôi nhắc tới cái này vậy, chúng ta quả nhiên có duyên phận, tâm linh tương thông nha. Mẹ kiếp. Tiếu Diện Phật không nhịn được, nói tục trực tiếp luôn, tức giận đùng đùng nói, Tô Huyền Thiên, sai lầm giống nhau tôi đây sẽ không mắc hai lần đâu, tôi đây không thể bị dính chiêu được nữa. Vậy được rồi.
Tô Thương nhìn thấy Tiếu Diện Phật không kìm chế được cơn giận, trong lòng liền nảy ra một suy nghĩ chế nhạo, thế là nói ra: tiền bối, thật ra tôi vô cùng khâm phục ông, trước khi ra tay, ông có thể đồng ý một yêu cầu của tôi không? Ha ha, thằng nhóc này, cậu cũng biết đêm nay chính bản thân mình buộc phải chết, cho nên muốn để một lời trăng trối chứ gì? Tiếu Diện Phật nghe vậy, cười nhạt trước, sau đó rộng lượng nói: được, Tiếu Diện Phật tôi là một người có phong độ, có yêu cầu gì, cậu nói đi. Vậy tôi nói thật nhé. Bảo cậu nói thì cậu cứ nói nhảm đâu ra nhiều như vậy. Tiếu Diện Phật không nhịn được nói. Được rồi. Ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người Tiếu Diện Phật, nháy nháy mắt, ngây thơ như cún nói: tiền bối, đời này tôi còn chưa cưới vợ, chưa từng làm cha, ông có thể gọi tôi một tiếng cha, cho tròn vẹn ước mơ làm cha của tôi không? Vừa nói xong, những người luyện võ công xung quanh đều trợn tròn mắt lên, sau khi dừng lại vài giây mọi người ào lên cười to. Tôi cứ nghĩ Tô Huyền Thiên sẽ cầu xin tha mạng, ai ngờ cậu ta lại ngoan cố như vậy. Ha ha, có thể gọi tôi một tiếng cha không, chết cười tôi đây. Nhân tài đó, Tô Huyền Thiên này kiêu ngạo đấy, nhưng, chỉ sợ cậu ta sẽ chết rất thê thảm. Tô Huyền Thiên, Tiếu Diện Phật phản ứng lại, mặt đỏ lên, giận tím mặt nói: cậu dám trêu đùa tôi, muốn chết à? Vừa dứt lời, Tiếu Diện Phật mất lý trí, vận động toàn bộ chân khí, bỗng nhiên ra tay. Người tôi đang đợi chính là cậu đấy. Ánh mắt Tô Thương sợ hãi, hai tay nhanh chóng nắm lại, một quả thủy cầu dần dần hình thành. Cùng lúc đó, quanh người Tô Thương tản ra uy thế kinh khủng, tung hoành khắp nơi. Dưới khí thế của Tô Thương, thậm chí những người xung quanh có thực lực yếu đều đứng không vững. Đây, chân khí hóa ngũ hành, cậu ấy là tông sư võ đạo. Làm sao có thể chứ, nhìn chung giới luyện võ, cũng không có tông sư võ đạo trẻ tuổi như vậy. Quá kinh khủng, tuy không thể tin được, nhưng cậu ấy chắc chắn là tông sư, không thể nghi ngờ được. Tiếu Diện Phật cũng đã nhận ra khí tức của Tô Thương, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi nhanh. Chẳng lẽ thằng nhóc này là tông sư võ đạo thật sự? Suy nghĩ đến đây, trong lòng Tiếu Diện Phật không chắc, quay người muốn trốn, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Tô Thương vung ra thủy cầu, nhanh chóng đập vào ngực của Tiếu Diện, hiện trường truyền đến một tiếng ầm vang. Trong phút chốc, cơ thể Tiếu Diện Phật bay ngược lên, sau khi rơi trên mặt đất, mồm phun ra một vũng máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lúc này, khí tức của ông ta vô cùng yếu ớt, có cũng như không, hai mắt trừng to ra, ôm ngực nói đứt quãng: tôi đây cả đời làm việc, cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng, vậy mà chọc phải cao thủ tông sư. Tôi oan quá đi. Vừa mới dứt lời, Tiếu Diện Phật liền nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi mạng sống. Tôi gọi ông là tiền bối, đùa giỡn với ông, là muốn dùng thái độ của người bình thường chung sống cùng ông, nhưng ông không nên ép tôi, sao phải như thế chứ? Tô Thương lắc đầu không biết làm sao, quay người muốn rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Mọi người ở đây, vội vàng nhường một con đường, vừa kính nể vừa kiêng dè với Tô Thương. Chờ một chút, Tô công tử, bên trong chợ đen Cửu Môn không được đánh nhau, càng không thể giết người, hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, cậu nhất định phải theo chúng tôi về Cửu Môn, cho người ở bên trên một lời giải thích. Lúc này, hai tên bảo vệ ngăn lại kiên trì nói. Giải thích. Tô Thương dừng chân lại, chăm chú nhìn hai tên bảo vệ, lạnh lùng nói: Tô Huyền Thiên tôi cả đời làm việc, không cần giải thích với bất kỳ ai. Tránh ra, nếu không, chết. Hai tên bảo vệ tận mắt nhìn thấy Tô Thương giết Tiếu Diện Phật, không dám ngăn cản lại, vội vàng tránh ra, mặc cho Tô Thương rời đi. Sau khi Tô Thương đi, chợ đen Cửu Môn nhốn nháo. Tin tức cao thủ thần bí Tô Huyền Thiên, một chiêu xóa sổ Tiếu Diện Phật, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Giang Bắc. Tiếu Diện Phật tu luyện 60 năm, nghe nói sớm đã là hóa kình đỉnh phong rồi, thế mà lại chết trong tay một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, thật quá sức tưởng tượng nổi. Nghe nói người trẻ tuổi đó tên là Tô Huyền Thiên, có thể biến chân khí thành nước, chỉ có tông sư võ đạo mới có năng lực này. Tông sư võ đạo trẻ tuổi như vậy thì thật đáng kinh ngạc mà, không biết là thiếu niên tài năng giấu mình trong tông môn nào nữa. Vốn dĩ tối nay Tiếu Diện Phật muốn tiêu diệt nhà họ Tô, kết quả là mình lại chết một cách oan uổng, nhà họ Tô vậy mà lại được hưởng lợi mà, Tô Huyền Thiên, nhà họ Tô,
mọi người nói hai người này có phải có quan hệ gì với nhau không? Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi, mấy ngày trước Tiếu Diện Phật và Tô Huyền Thiên đã gây với nhau rồi. Tin tức truyền tới, không chỉ chấn động Giang Bắc mà còn gây ra một trận sóng gió không nhỏ trong giới luyện võ. Đương nhiên, Tiếu Diện Phật chết rồi, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là nhà họ Tô. Lúc này, trang viên nhà họ Tô, Tô Thần Binh đã biết được tin tức Tiếu Diện Phật bị giết rồi, ông ấy vui mừng vỗ bàn một cái. Ha ha, trời giúp nhà họ Tô của tôi mà. Tô Thần Binh vui mừng không có lời nào mà miêu tả được, kích động nói, vốn cứ tưởng rằng đêm nay sẽ là một trận đánh ác liệt, ai ngờ sự việc lại được giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Tô Huyền Thiên, cậu đúng là cứu tinh của nhà họ Tô mà, ha ha. Tô Thần Binh sau khi vui mừng xong thì dặn dò nói, Quách Hí, giải tán hết các cạm bẫy cùng vệ sĩ ở ngoài kia đi, từ giờ trở đi, nhà họ Tô trở lại như bình thường. Vâng, Quách Hí chính là phó đội trưởng của đội vệ sĩ, cung kính trả lời rồi đi ra khỏi phòng đọc sách. Đại tướng Tô, ông thật là khôn ngoan, tài trí hơn người mà, thật là tuyệt vời. Trong lòng Vương Bảo Toàn cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay sau đó lại nhớ tới bản lĩnh sở trường của mình, mặt mũi tràn đầy cung kính nịnh nọt. Ông ta giỏi nhất là nịnh nọt, hơn nữa kỹ năng này còn là cha truyền con nối, trở thành văn hóa nghề nghiệp của nhà họ Vương. Tô Thần Binh nghe thấy như vậy, liếc nhìn Vương Bảo Toàn rồi nói, Tiếu Diện Phật chết ở trong tay Tô Huyền Thiên thì có liên quan gì đến tôi chứ? Chắc chắn có liên quan đến ông rồi. Tô Huyền Thiên tuyệt đối biết đến danh tiếng của ông cho nên mới thay ông giải quyết rắc rối, lấy mạng của Tiếu Diện Phật xem như lập công đầu rồi, Tô Huyền Thiên tất nhiên là muốn nương nhờ vào nhà họ Tô. Vương Bảo Toàn nghiêm túc nói, mẹ kiếp, đừng nịnh nọt nữa. Tô Thần Binh nghe đến câu nói này, khuôn mặt đen sầm lại nói, nghe đồn Tô Huyền Thiên đã đặt chân tới cảnh giới tông sư rồi, tông sư trẻ tuổi như vậy, bắn đại bác cũng không tới tôi thì cậu ta nhờ vả đến nhà họ Tô làm gì. Nịnh nọt cái khỉ gì mà không thực tế chút nào vậy, ông không thấy xấu hổ thì tôi cũng thấy xấu hổ dùm cho ông. Vương Bảo Toàn ngượng ngùng cười rồi đứng im lặng ở một bên. Tô Huyền Thiên, cậu lại cùng họ với tôi, có lẽ 500 năm trước là người cùng một nhà. Lúc này, mặt mũi Tô Thần Binh tràn đầy cung kính nói, tông sư võ đạo hơn 20 tuổi, đây là thiên kiêu khủng bố nhiều như thế nào chứ, khó mà với tới mà. Thiên kiêu, người thời Hán gọi thiền vu của Hung Nô là con trời. Nếu như có cơ hội gặp mặt cậu ấy một lần thì tốt rồi, đáng tiếc, người mạnh mẽ cao cao tại thượng như cậu ấy sẽ không thèm gặp mặt tôi đâu. Tô Thần Binh lẩm bẩm nói. Ông chủ, đại thiếu gia trở về rồi. Ngay lúc này, Quách Hí đi vào nói. Tô Thương. Tô Thần Binh lấy lại tinh thần, xem thường nói, thằng nhãi này, trở về cũng đúng lúc thật. Nhà họ Tô vừa thoát khỏi nguy hiểm thì nó trở về nhà liền. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của cái tên đáng khinh bỉ Tô Cảnh Hàm, nhiều năm như vậy xem như tôi nuôi không công rồi, sau này nhà họ Tô vẫn phải dựa vào Tô Thương, xem ra chuyện đi đến quốc nhận phải lên lịch trình sớm thôi. Suy nghĩ đến đây, Tô Thần Binh lạnh nhạt nói, Quách Hí, kêu Tô Thương vào đây, tôi có chuyện muốn nói với nó. Vâng. Quách Hí nghe xong liền quay người đi ra khỏi phòng đọc sách. Rất nhanh Tô Thương liền đi vào. Cha, Tô Thương lên tiếng chào hỏi. Ừm, Tô Thần Binh gật đầu, sau đó chỉ vào Vương Bảo Toàn đang ở bên cạnh nói, Tô Thương, đây là Vương Bảo Toàn cha của Vương Phú Quý, nhà họ Tô xảy ra chuyện chỉ có mình ông ta không sợ sống chết mà chạy tới giúp đỡ, nhanh gọi chú Vương đi. Đừng, 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 Tô Đại Thiếu Gia, chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại với nhau, cậu gọi tên tôi là được rồi. Vương Bảo Toàn được sủng ái mà lo sợ, sau đó cười nói, tôi giúp được gì chứ, cũng chỉ đến đây đứng vậy thôi. Chú Vương, thêu hoa trên gấm thì dễ, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Tô Thương nhìn Vương Bảo Toàn, nghiêm túc nói, hôm nay chú đến giúp nhà họ Tô, xứng đáng được gọi một tiếng chú, sau này nhà họ Vương chính là bạn bè tốt nhất của nhà họ Tô. Tô Đại Thiếu Gia, Vương Bảo Toàn lộ vẻ xúc động. Nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem nói, hai câu nói này của cậu làm tôi cảm động quá, không hổ là con trai của Đại tướng Tô, nói chuyện sao mà hay đến vậy, giống như đang tẩy não tôi vậy, làm cho tôi ngay bây giờ hận không thể vì nhà họ Tô mà rơi đầu đổ máu. Đại tướng Tô, không phải ông có chuyện gì muốn nói với Tô Đại Thiếu gia sao, vậy tôi đi trước đây.
Vương Bảo Toàn vừa lau nước mắt vừa nói. Cút đi, khóc thút thít cái quái gì, khi nào rảnh tôi tìm ông uống rượu. Tô Thần Binh hùng hùng hổ hổ nói. Được thôi. Tô Đại Thiếu Gia, sau này giúp đỡ Vương Phú Quý nhà tôi nhé, ưu điểm của cậu quá nhiều rồi, cậu chỉ cần đứng yên thôi mà cũng tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Vương Phú Quý nhà tôi nếu như bằng một nửa của cậu thôi thì tôi nằm mơ cũng bật cười mà tỉnh cả ngủ. Trước khi đi, Vương Bảo Toàn còn nói một tràng những lời nịnh nọt. Sau khi ông ta đi rồi, trong phòng đọc sách chỉ còn lại hai người Tô Thương và Tô Thần Binh. Tô Thương, sao con lại về lúc này, có phải nghe thấy tin tức gì rồi không? Tô Thần Binh dò hỏi. Tin tức gì cơ? Tô Thương nghi ngờ nói. Trước đây không lâu, Tiếu Diện Phật bị một cao thủ thần bí giết chết rồi, bây giờ nhà họ Tô đã được giải thoát khỏi nguy hiểm rồi, lẽ nào con không biết sao? Không biết, Tô Thương lắc đầu nói. Vậy sao con lại dám một mình trở về chứ? Tô Thần Binh nhíu mày hỏi, rồi lại nghĩ đến một khả năng liền vui mừng kinh ngạc nói, lẽ nào con không muốn làm con rùa rụt cổ cho nên chạy trở về nhà họ Tô cùng sống chết với nhà họ Tô sao? Đùa gì vậy chứ? Tô Thương nhìn bộ dạng ngu ngốc của Tô Thần Binh liền giải thích nói, cha à, con chỉ là nghĩ nếu muốn bỏ trốn thì cũng phải cần rất nhiều tiền, trong thẻ con hết tiền rồi, cho nên muốn về nhà họ Tô tìm cha cho ít ấy mà. Nhưng con lại sợ Tiêu Đình không đồng ý thế là tách cậu ấy ra, lén chạy về nhà. Cha à, dù sao nhà họ Tô cũng sắp bị tiêu diệt rồi, không bằng cha chuyển vào thẻ con ít tiền đi, một lần chuyển cho con 8 hay 10 mấy tỷ, con từ từ tiêu. Tô Thương giả bộ ăn chơi lêu lỏng nói. Mẹ kiếp! Cái gì mà nhà họ Tô sắp bị tiêu diệt rồi, nhà họ Tô bây giờ tốt vô cùng đây này. Tô Thần Binh đen sầm mặt mũi lại, nghiến răng nghiến lợi nói, cái đồ bất hiếu nhà ngươi, cút, lập tức cút đi cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Cha, đừng tức giận, cha xem như con chưa nói gì là được rồi mà. Tô Thương khẽ cười sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng đọc sách. Nhưng Tô Thần Binh lại hét lớn lên, thằng nhãi con, quay trở lại đây cho tao. Cha à, không phải cha không muốn nhìn thấy con sao, sao lại? Câm miệng, xém chút bị mày chọc tức cho hồ đồ rồi. Tô Thần Binh lạnh lùng nhìn Tô Thương, cố nén cơn thịnh nộ, sau đó nghiến răng nói, còn nhớ lần trước nói với con về quốc nhận không, một tuần sau, cha sẽ đưa con đến đó, con đi chuẩn bị tốt bài báo cáo đi. Tô Thương nhất thời khóc lóc thảm thiết. Chống cự lại nói, cha à, con không muốn đi mà. Không muốn đi cũng phải đi, cha đã quyết định rồi, ai cũng không ngăn cản được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Thần Binh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Tô Thương, đều nói hổ phụ không sinh khuyển tử, cha của con cũng coi như là một người có tiếng tăm, năm đó cũng rất nổi danh ở Kinh Đô, còn con thì sao, làm cái gì cũng cô được, ăn chơi ở quán ba là đệ nhất. Cùng bằng 20 tuổi như nhau, có người đã có thể giết được Tiếu Diện Phật cao thủ ở cấp bậc đó rồi, mà con thì ngay cả tư cách thay giày cho cậu ấy cũng không có. Tô Thần Binh càng nói càng tức, không nhịn được liền đuổi nói cút, 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 nhìn thấy con là muốn nổi cơn tức lên rồi. Giết chết Tiếu Diện Phật cao thủ cấp bậc kia. Tô Thương chỉ khẽ mỉm cười chứ hoàn toàn không giải thích gì, tạm biệt xong liền rời khỏi phòng đọc sách của cha. Mặc dù hiện tại bản thân anh đã đặt chân đến cảnh giới luyện khí tầng thứ hai, giơ tay ra thì có thể giết được người luyện võ cảnh giới hóa kình, nhưng Tô Thương vẫn chưa gặp qua tông sư võ đạo chân chính nào, không biết bản thân mình so với tông sư thì ai mạnh ai yếu. Hơn nữa, người đã động đao vào nhà họ Tô kia nữa, tám phần cũng là một tông sư võ đạo. Cho nên Tô Thương không muốn đánh rắn động cỏ, quan niệm của Huyền Thiên Tiên Đế chỉ có bốn chữ, ổn định, đừng dao động. Trở về lại phòng, Tô Thương ngồi khoanh chân lại, đi vào trạng thái tu luyện, bây giờ chỉ có tu luyện mới khiến cho lòng anh bình tĩnh trở lại. Sau khi Tô Thương rời đi, Tô Thần Binh cũng rời khỏi phòng đọc sách, đem chuyện xảy ra tối nay kể cho lão gia nhà họ Tô nghe. Lúc này, trong căn phòng bí mật dưới lòng đất, một ông già đầu tóc bạc phơ, đang khoanh tay lại, ngồi ngay ngắn trên một cái đệm cói. Râu tóc ông ấy đều bạc trắng. Khuôn mặt nhăn nheo nhưng mái tóc ngắn gọn gàng trông rất có sức sống. Đặc biệt là đôi mắt của ông ấy, mặc dù đã đục ngầu nhưng lại tỏa ra ánh sáng tinh khiết dường như chỉ cần ông ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mọi người. Ông lão tóc ngắn đó không phải là ai khác chính là ông nội của Tô Thương,
Tô Kiền Khôn. Ngay lúc này, sau khi nghe Tô Thần Binh kể thì Tô Kiền Khôn vô cùng kinh ngạc, còn nói ở Giang Bắc xuất hiện một thanh niên tông sư sao, chỉ một đòn đã giết chết được Tiếu Diện Phật. Đúng vậy. Tô Thần Binh gật đầu nói, cha, người tông sư thanh niên đó tên là Tô Huyền Thiên, con chưa gặp bao giờ, nhưng nghe người khác nói, cao lắm cũng chỉ hơn 20 thôi, hơn nữa nhìn còn rất lạ, lúc trước chưa từng tới chợ đen Cửu Môn. Tông sư trẻ tuổi như vậy, tư chất tự nhiên như là yêu quái rồi. Tô Kiền Khôn cười khổ, đều nói Giang Sơn đời nào cũng có người tài, những người tỏa sáng mấy trăm năm trước, ngày trước cha đều không phục, nhưng bây giờ xem ra không phục cũng không được mà. Cha lúc hơn 20 tuổi cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc với giới luyện võ công, vậy mà cậu ấy lại có thể đặt chân được đến cảnh giới mà nhiều người cả đời này cũng không có cách gì đặt chân vào được. Cha tiếp xúc với giới luyện võ khá muộn, thuộc dạng có tài nhưng thành đạt muộn, không cần tự coi nhẹ mình. Tô Thần Binh an ủi nói. Tô Kiền Khôn khẽ gật đầu, ngay sau đó lại lạnh lùng nói, ngược lại cũng quá lợi cho Tiếu Diện Phật rồi, để cho ông ta chết rồi, nếu không tối nay cha sẽ đem ông ta chém thành trăm mảnh. Dám có ý đồ xấu với nhà họ Tô, rơi vào tay cha thì sao có thể để ông ta chết dễ dàng như vậy được. Giọng nói của Tô Kiền Khôn vô cùng lạnh lẽo nói. Tô Thần Binh nghe thấy như vậy, nhất thời vui mừng kinh ngạc nói, cha, vết thương của cha đã khỏi hẳn rồi sao? Không có. Tô Kiền Khôn lắc đầu nói, cửu chuyển hồi xuân châm của Hoa Thần Y cho dù là có hiệu quả kỳ diệu nhưng cũng không thể có mấy ngày thì có thể khiến cha khỏi hẳn được, vết thương của cha miễn cưỡng cũng đã hồi phục được 6 phần mà thôi. Nhưng mà, cho dù là như vậy thì giết Tiếu Diện Phật cũng không phải là chuyện khó, chỉ cần giơ tay lên mà thôi. Tô Kiền Khôn tự tin nói. Cha, sao cha không nói sớm, làm con lo lắng không thôi. Tô Thần Binh oán giận nói. Cái đồ bỏ đi nhà con đang oán trách cha sao? Tô Kiền Khôn trừng mắt nhìn Tô Thần Binh, lạnh lùng nói, bình thường kêu con tu luyện cho tốt vào, con lại không nghe, giờ gặp vấn đề rồi thì chỉ biết dựa vào cha để giải quyết, cha đã hơn 70 tuổi rồi, còn phải trông nom cho nhà họ Tô bao lâu nữa hả? Cha, con tu luyện rồi mà, nhưng con chỉ có thể đạt đến mức này thôi. Tô Thần Binh cười khổ nói. Cho nên mới nói con là đồ bỏ đi mà. Tô Kiền Khôn dạy dỗ Tô Thần Binh, giống như dạy đứa con vậy, không đúng, vốn dĩ là đang dạy con mà. Tô Thương gần đây thế nào? Lúc này, Tô Kiền Khôn thản nhiên nói. Tô Thần Binh trả lời, cái đồ bỏ đi đó, vẫn giống như trước đây thôi, không biết tiến thủ, không làm việc đàng hoàng, không chịu ăn học. Trong mắt Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh là đồ bỏ đi. Trong mắt Tô Thần Binh thì Tô Thương là đồ bỏ đi. Thể hiện tình cảm bằng cách đả kích thế hệ sau là truyền thống văn hóa của nhà họ Tô mà. 2. Tô Kiền Khôn không khỏi lắc đầu nói, vốn dĩ, cha cho rằng con đã đủ dở rồi, 30 tuổi mới đạt được hóa kình. Nhưng cha không ngờ, đứa cháu trai kia của cha lại còn bỏ đi hơn, 20 tuổi rồi mà ngay cả võ thuật cũng chưa hề tiếp xúc. Cũng may còn có một cô cháu gái, tư chất ngút trời, 18 tuổi đã đặt chân vào cảnh giới hóa kình. 20 tuổi là hóa kình đỉnh phong, 25 tuổi đã sắp là tông sư rồi. Nhắc đến Tô Cân Dực thì Tô Kiền Khôn liền đắc ý nói, cứ như vậy mà phát triển thì trước năm 30 tuổi Cân Dực có hy vọng sẽ đặt chân đến cảnh giới tông sư chân chính rồi, thiên phú như vậy, cả Giang Bắc không ai sánh bằng được. Cha nói như vậy thì hơi quá rồi, thanh niên Tô Huyền Thiên giết Tiếu Diện Phật kia đã là tông sư rồi. Tô Thần Binh chen miệng nói. Con không nói thì cũng không ai nói con câm đâu. Tô Kiền Khôn trừng mắt nhìn Tô Thần Binh. Tô Thần Binh biết điều liền cúi đầu xuống không lên tiếng nữa. Cho dù nói như thế nào thì Tô Huyền Thiên kia cũng đã giúp nhà họ Tô giải quyết được một rắc rối, coi như nhà họ Tô nợ cậu ấy một ân tình vậy. Tô Kiền Khôn dừng lại một lúc rồi hỏi, Thần Binh, con điều tra lai lịch của cậu ấy chưa, cha muốn gặp cậu ấy một lần. Chưa có, Tô Huyền Thiên giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Cả Giang Bắc không ai biết cậu ấy là ai, từ đâu tới. Tô Thần Binh nói, nhưng cậu ấy có đi đến chợ đen Cửu Môn 2 lần, có người nói cậu ấy muốn mua đá năng lượng, cha muốn gặp cậu ấy, có lẽ có thể đến chợ đen Cửu Môn thử vận may xem thế nào. Cha biết rồi. Tô Kiền Khôn gật đầu rồi nói, không còn việc gì nữa thì con đi ra đi, cha cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cha, con muốn nói chuyện với cha về chuyện của Tô Thương.
Tô Thần Binh nói. Tô Thương, nó làm sao? Gần đây Tô Thương ngày càng hư hỏng rồi, hơn nữa chuyện của Cảnh Hàm cha cũng biết rồi, bây giờ tương lai của nhà họ Tô đều chỉ trông chờ vào Tô Thương thôi. Tô Thần Binh nói tiếp, cho nên con muốn đưa nó đi quốc nhận rèn luyện một chút, nói không chừng có lẽ có thể thành tài cũng nên. Ừm, con tự xem rồi sắp xếp là được rồi, cũng đã đến lúc để cho đồ bỏ đi đó chịu khổ rồi, Tô Kiền Khôn tán thành nói. Cha, là như vậy, Tô Thương nhìn có vẻ như rất chống đối chuyện này, con sợ nó sẽ gọi điện cho Cân Dực. Tô Thần Binh cười khổi nói, cha cũng biết đó, con sợ nhất là Cân Dực, nếu như Cân Dực cảm thấy đau lòng cho Tô Thương từ đó mà ngăn cản thì. Yên tâm đi, Cân Dực để đó cho cha giải quyết, chuyện này nó sẽ không hỏi tới đâu. Tô Kiền Khôn nói tiếp, cha đột nhiên nghĩ tới, cha cũng đã hơn nửa năm rồi chưa gặp Tô Thương nhỉ. Đúng vậy, cha nhìn thấy nó chỉ bực mình thêm thôi. Tô Thần Binh nói, ai, đều là máu mủ ruột già, người làm ông nội sao lại có thể cảm thấy cháu mình phiền chứ? Tô Kiền Khôn thở dài nói, thời gian nửa năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn mà. Cha đang nhớ Tô Thương à? Tô Thần Binh khẽ cười nói, cũng đúng. Đều nói cách một thế hệ sẽ thân thiết hơn, cha đương nhiên yêu thương Tô Thương hơn con, thế này đi, cha, ngày mai con kêu Tô Thương qua thăm cha nhé. Đừng, không cần. Tô Kiền Khôn lại vô cùng bác bỏ, nghiêm túc nói, ý cha muốn nói là nửa năm này không gặp Tô Thương khiến cha cảm thấy thoải mái quá, con đừng kêu nó đến gặp cha, cha không muốn nhìn thấy đổ bỏ đi đó, tránh ảnh hưởng đến tâm tình của cha. Ặc, Tô Thần Binh nhất thời ngơ ngẩn cả người. Có chút mông lung, sau khi phản ứng lại thì cảm thấy dở khóc dở cười mà. Vốn dĩ ông ấy cho rằng Tô Kiền Khôn đang nhớ nhung Tô Thương, nói cả buổi trời thì ra là cha chỉ đang xúc động vì nửa năm không gặp Tô Thương thì thoải mái biết bao. Con trai à con trai, cha nói con là đồ bỏ đi, mắng con là thằng nhãi, con liền không vui, còn tranh cãi với cha. Nhưng ông nội con ngay cả gặp cũng không muốn gặp con, như vậy có thể thấy ông ấy cảm thấy con phiền phức biết bao nhiêu. So sánh như vậy thì cha đối với con vẫn còn tốt chán nhé. Tô Kiền Khôn chỉ có Tô Thương là cháu trai duy nhất, kỳ thực ông ấy đối với Tô Thương hoàn toàn không có chán ghét như biểu hiện bên ngoài, mà chỉ là hận không rèn sắt thành thép được mà thôi. Nửa năm này, Tô Kiền Khôn mặc dù không cho Tô Thương đến thăm ông ấy, nhưng ông ấy không dưới một lần lén ra ngoài đi nhìn đi Tô Thương. Chỉ là... Mỗi lần khi Tô Kiền Khôn nhìn thấy Tô Thương thì Tô Thương không phải đang ở quán ba cao cấp thì chính là đang trên đường đến quán ba cao cấp, điều này khiến ông ấy tức muốn nổ phổi, hận không thể đánh gãy ba cái chân của Tô Thương. Nhưng chuyện này cũng hết cách, dù sao cũng là cháu ruột của mình, cho nên ông ấy cũng chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý làm sằng làm bậy thôi. Tô Kiền Khôn sớm đã có ý định đưa Tô Thương đi rèn luyện, chỉ là chưa tìm được cơ hội để nói thôi. Cho nên khi Tô Thần Binh vừa mở miệng ông ấy liền quả quyết đồng ý ngay. Tô Thần Binh sau khi rời khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất thì Tô Kiền Khôn không nhịn được thở dài nói. Tô Thương à Tô Thương, nhà họ Tô cuối cùng cũng phải giao vào tay con đừng để cho ông nội phải thất vọng. Năm đó ông nội cũng là 20 tuổi mới tiếp xúc với võ công, sau đó lại tiến bộ nhanh như gió, trên chiến trường thì chiếm thành giết tướng địch. Ông hy vọng quốc nhận có thể đào tạo con trở thành người kế thừa thật sự cho nhà họ Tô. Giờ này phút này, trong một góc tối nào đó ở Giang Bắc, tức quá đi, lại để Tô Thương sống trở về rồi. Tô Cảnh Hàm cả người thì nhếch nhác, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên thiếu diện Phật đáng chết, tại sao lại không tiêu diệt nhà họ Tô, giết Tô Thương trước chứ, rồi sau đó lại đi đến chợ đen cửu môn giao nộp đầu người. Hai ngày trước, sau khi chạy thoát khỏi tay của Tô Thương, Tô Cảnh Hàm lại không hề rời khỏi Giang Bắc, mà cậu ấy đã cấu kết với Tiếu Diện Phật. Cậu ấy thật sự rất hận Tô Thương, vì để có thể giết được Tô Thương, mà không tiếc phản bội lại nhà họ Tô. Tiếu Diện Phật nhận lời Tô Cảnh Hàm, đợi sau khi tiêu diệt nhà họ Tô xong sẽ đem hết tất cả gia sản của nhà họ Tô giao hết cho cậu ấy quản lý, hai người cùng nhau chia tiền. Đối với thực lực của Tiếu Diện Phật, Tô Cảnh Hàm vô cùng hiểu rõ. Tuyệt đối có thể càn quét nhà họ Tô. Nhưng ai mà ngờ được cao thủ thần bí Tô Huyền Thiên đột nhiên nhảy ra, đồng thời giết chết Tiếu Diện Phật, đây đúng là chuyện nằm ngoài dự đoán của Tô Cảnh Hàm mà. Xem ra tôi không thể ở lại Giang Bắc được nữa rồi, sông có lúc người có khúc, Tô Thương,
đợi sau khi tôi trở lại mảnh đất này, nhất định sẽ dùng máu của anh rửa sạch nỗi hận trong lòng tôi. Nhà họ Tô, nhất định phải thuộc về Tô Cảnh Hàm này. Trong mắt Tô Cảnh Hàm tràn đầy uất hận, biểu lộ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Ngay lúc này, điện thoại của cậu ấy lại vang lên. Nhìn thấy hiển thị trên điện thoại, Tô Cảnh Hàm liền nhíu mày lại, sau đó nhếch miệng cười lạnh một tiếng, cậu ấy nhấn kết nối điện thoại. Tô Cảnh Hàm, hai ngày nay cậu chạy đi đâu vậy, sao lại không có tin tức gì vậy, hai ngày trước ở Ngọc Chỉ Tiên Cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hắc Long đi đâu rồi? Bên kia điện thoại vang lên những giọng nói chất vấn. Nạp Lan công tử, tôi đã bị bại lộ rồi, còn Hắc Long thì anh ta chết rồi. Tô Cảnh Hàm thản nhiên nói. Bại lộ. Giọng người thanh niên bên đầu dây bên kia trách cứ, hừ, Tô Cảnh Hàm, tôi đã nói cậu không cần đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, cậu không nghe, còn muốn chính tay giết chết Tô Thương, bây giờ xảy ra chuyện rồi nhé, nhưng cậu không khai ra tôi đó chứ. Không có, ngay thời khắc quan trọng tôi đã chạy thoát rồi, hai ngày nay vẫn đang trốn khỏi đám vệ sĩ nhà họ Tô. Vậy thì tốt, nhưng mà kế hoạch của chúng ta tại sao lại thất bại chứ, Hắc Long là do ai giết? Nghe đến vấn đề này, Tô Cảnh Hàm khẽ cười, sau đó nói, Nạp Lan thiếu gia, Hắc Long quá sơ suất rồi, chết ngay trong tay của Tiêu Đình. Mặc dù, tôi không có khai ra anh là ai nhưng nhà họ Tô chắc chắn sẽ đi điều tra, anh tốt nhất tìm cơ hội giết chết Tô Thương đi, như vậy cũng không cần sợ bóng sợ gió nữa rồi. Tô Thương chỉ là một tên phế vật trói gà không chặt, chắc chắn không phải là đối thủ của anh, sau khi giết chết Tô Thương, đừng quên gọi điện cho tôi biết. Để tôi vui mừng một chút. Được rồi, không nói nhiều nữa, tối hôm nay tôi sẽ ngồi thuyền rời khỏi Giang Bắc, hy vọng chúng ta còn cơ hội hợp tác với nhau. Nói xong, Tô Cảnh Hàm liền cất điện thoại lại, đẩy gọng kính viền vàng, ánh mắt u ám vô cùng. Ha ha, đồ chó má, đừng tưởng rằng tôi không biết, anh vẫn luôn lợi dụng tôi. Tô chịu thiệt ở trong tay của Tô Thương thì anh cũng đừng mong thoát khỏi. Lời vừa nói ra thì bóng dáng Tô Cảnh Hàm cũng biến mất dần vào bóng tối. Cùng lúc đó, trang viên gia tộc Nạp Lan, một thanh niên khôi ngô tuấn tú, chậm rãi để điện thoại xuống, ánh mắt không hề lay động. Mặt mũi anh ta vô cùng đẹp trai, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt, lại có phần hơi nữ tính, khiến cho người ta không nhìn thấu được. Tô Thương chỉ là một tên công tử ăn chơi lêu lỏng nhỏ nhoi, lại khó đối phó như vậy sao? Người thanh niên lẩm bẩm nói. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên khôi ngô nói, Tam thiếu gia, chỉ cần cậu mở miệng, tối nay tôi sẽ đi lấy cái mạng chó của Tô Thương ngay. Người thanh niên nhu hòa đó chính là Tam thiếu gia của nhà họ Nạp Lan, Nạp Lan Minh Chiết. Nạp Lan Minh Chiết ôn tồn lễ độ, đối xử với mọi người vừa khiêm tốn vừa nhã nhặn, khả năng buôn bán thiên phú càng đáng sợ hơn, tuổi còn trẻ mà đã tiếp quản hơn nửa sản nghiệp của nhà họ Nạp Lan rồi. Có danh tiếng rất tốt ở Giang Bắc, được xưng là đệ nhất thiếu gia ở Giang Bắc. Không cần. Lúc này, Nạp Lan Minh Chiết gật đầu nói, nhà họ Tô cũng không phải dễ chọc tới, chưa đến lúc bất đắc dĩ, thì nhà họ Nạp Lan tốt nhất đừng trực tiếp ra tay. Người đàn ông khôi ngô cường tráng lại khinh thường nói, Tam thiếu gia, chỉ với một tiếu diện Phật đã dọa cho nhà họ Tô lo lắng không yên rồi, theo như tôi thấy, nhà họ Tô cũng chỉ có như vậy thôi, cậu kiêng kỵ gì chứ? Nhà họ Tô ở dưới có Tô Cân Dực, trên thì có Tô Kiền Khôn, Tô Cân Dực thì ở ngoài biên cương xa xôi thì còn dễ, nhưng Tô Kiền Khôn vẫn còn đang ở trong trang viên nhà họ Tô. Nạp Lan Minh Chiết vô cùng kiêng dè nói, ông ấy chính là bầu trời của nhà họ Tô, chỉ cần ông ấy còn sống thì nhà Nạp Lan không thể động đao vào nhà họ Tô, muốn giết Tô Thương chỉ có thể mượn tay người ngoài. Hiểu rồi, người đàn ông khôi ngô cường tráng gật đầu rồi nói tiếp, cái tên Hắc Long này. Làm việc không để người ta yên tâm chút nào, ngay cả Tiêu Đình mà cũng không giải quyết được, nếu như để tôi đi thì Tô Thương đêm đó chết chắc, Tam thiếu gia, lần sau làm những chuyện này cứ để tôi đi là được rồi. Chuyện giết Tô Thương tạm thời để qua một bên đi. Nạp Lan Minh Chiết chuyển chủ đề nói, nhưng mà, bây giờ tôi thật sự cần anh đi giết một người. Người đàn ông khôi ngô cường tráng vui mừng nói, giết ai? Tô Cảnh Hàm. Tô Cảnh Hàm, cậu ấy không phải là đồng bọn của cậu sao? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Ánh mắt Nạp Lan Minh Chiết run lên, lạnh lùng nói, anh đi đi. Vâng.
Người đàn ông khôi ngô cường tráng bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng cả người, vội vàng nghe theo rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Tô Cảnh Hàm, đừng trách tôi độc ác, cậu biết quá nhiều chuyện của tôi rồi, chỉ có giết cậu thì tôi mới yên tâm được, khụ khụ. Nạp Lan Minh Chiết khẽ mỉm cười rồi sau đó ho lên mấy tiếng, khóe miệng lại chảy ra chút máu. Anh ta thuần thục lấy chiếc khăn tay ra lau vết máu nơi khóe miệng, thản nhiên nói, gần đây ho càng ngày càng nhiều, ngày mai là lúc đi thăm dò ý tứ của Hoa Thanh Đại rồi. Nạp Lan Minh Chiết bị bệnh, là bệnh hen suyễn, đã theo đuổi anh ta nhiều năm rồi. Vốn dĩ bệnh này không có cách gì chữa trị, nhưng theo như anh ta biết, Hoa Thời Mạc có một đan dược gia truyền, có thể chữa khỏi cho anh ta. Nhưng đan dược đó, vô cùng quan trọng đối với Hoa Thời Mạc, ông ta xem nó như mạng sống của mình, Nạp Lan Minh Chiết từng ra giá để mua nó, nhưng Hoa Thời Mạc cũng không đồng ý. Cho nên Nạp Lan Minh Chiết liền thay đổi mục tiêu, gần đây luôn qua lại tiếp xúc với Hoa Thanh Đại, dự định lợi dụng Hoa Thanh Đại tìm ra tung tích của đan dược, đến lúc đó bản thân mình có thể hồi phục như bình thường rồi. Suy nghĩ đến đây, Nạp Lan Minh Chiết liền gọi điện cho Hoa Thanh Đại, nhẹ nhàng nói. Thanh Đại tiểu thư, trưa ngày mai có rảnh không, tôi mời cô ăn cơm. Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Thương còn đang ở trong phòng tu luyện, lại bị một hồi chuông điện thoại dồn dập cắt ngang. Hiện lên màn hình điện thoại người gọi đến là Lý Nguyệt. Tô Thương vuốt lên nghe, sau đó nhẹ nhàng cười nói, vợ à, sao tự nhiên lại gọi cho anh, nhớ anh sao? Tô Thương, em đã nghe nói chuyện đêm hôm qua rồi, rất nguy hiểm, thật may là đã có một cao thủ bí hiểm nào đó đã xử lý Tiếu Diện Phật rồi. Lý Nguyệt nói, ha ha, vợ à, em gọi cho anh chỉ để nói chuyện này thôi sao? Tô Thương cười cười nói, anh còn nghĩ em hẹn anh đi khách sạn nữa chứ? Khách sạn? Lý Nguyệt bên kia điện thoại đỏ mặt nói, Tô Thương, lắm lời ít thôi, hôm nay đi đến trường đi, nếu không em lo anh sẽ bị đuổi học đó, cô Thanh Đại hai ngày nay tức giận lắm đấy. Vợ à, em có ở trường không? Tô Thương cười nói, anh sẽ đi đến trường nếu em có ở đó, còn không thì anh không đi đâu. Em không giống anh. Ngày đầu tiên đến trường đã bỏ học. Em là trò giỏi đấy. Lý Nguyệt đỏ mặt nói, còn anh, muốn đi hay không, em không quan tâm. Nói xong, Lý Nguyệt ngượng ngùng tắt máy, trong lòng giống như đang loạn nhịp. Trốn học đã mấy ngày rồi, đã đến lúc nên đến trường một chuyến. Còn chuyện của ông nội nữa, khi Hoa Thời Mạc hỏi thì không biết nói như thế nào, không biết ông ấy có biết ai là người đứng sau tiêu diệt Tô gia. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương đi xuống giường, lái chiếc Bentley mau san rời khỏi trang viên. Rất nhanh sau đó, Tô Thương đã tới Đại học Kinh Tử, trực tiếp đi thẳng vào phòng Hoa Thời Mạc. Sư phụ, Hoa Thời Mạc nhìn thấy Tô Thương liền quỳ xuống, cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy sự kính nể. Đứng lên đi. Tô Thương đưa tay lên ra hiệu sau đó hỏi, tôi bảo ông nghe ngóng chuyện đó, kết quả thế nào rồi? Báo cáo sư phụ. Ông cụ Tô rất kín miệng, chỉ nói với tôi người ra tay với Tô gia là người của một môn phái cổ đại hùng mạnh, thực lực không thể lường được, còn lại không nói thêm gì nữa. Hoa Thời Mạc trả lời. Môn phái võ cổ đại sao? Tô Thương nghe vậy, tò mò hỏi, Hoa Thời Mạc, thế trình độ của ông nội tôi là gì? Võ đạo tông sư. Hoa Thời Mạc nói tiếp, Tô lão gia nhiều năm trước cũng đã đạt tới cảnh giới tông sư, hơn nữa sau quá trình điều trị của tôi. Vết thương của ông ấy đã hồi phục 5-6 phần. Sư phụ, cho nên Tiếu Diện Phật muốn ra tay với Tô gia, thì coi như là tự đâm đầu vào chỗ chết nên tôi không hỏi nữa. Hoa Thời Mạc nói tiếp. Tôi biết rồi. Tô Thương đoán nói, nếu người kia với ông nội tôi đánh nhau đến mức người què người bị thương, thì chắc hẳn người đó cũng là tông sư. Sư phụ đoán không sai, đúng là như thế. Nhưng nếu lần sau người kia còn đến Tô gia khiêu chiến thì chắc chắn kết quả không phải là người què người bị thương đâu. Hoa Thời Mạc nịnh nọt nói, sư phụ cũng là tông sư, với lại chân khí hóa ngũ hành thuần thục như thế, tính ra cũng thuộc loại cấp cao trong số các tông sư. Nếu sư phụ hợp sức với Tô lão gia thì người kia chắc chắn không còn đường sống mà rời khỏi Giang Bắc. Nghe nói thế Tô Thương cười cười. Hiện tại anh ấy còn chưa gặp được tông sư. Cũng không chắc có thể đánh lại hay không. Hoa Thời Mạc, thiên hạ có bao nhiêu võ đạo tông sư, rất nhiều sao? Tô Thương dò hỏi. Không nhiều lắm,
có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Hoa Thời Mặc nghiêm túc trả lời, võ đạo tông sư, người này có thể là trưởng lão của môn phái võ cổ, trong thành phố lại càng khó tìm. Cao thủ bậc cao như Tô lão gia thì không chỉ có tiếng tăm ở thành phố, mà tiếng tăm trong giới võ cổ cũng không kém. Nói tới đây, Hoa Thời Mặc bỗng nhiên nhớ lại một việc, nói tiếp, sư phụ, tối qua ở chợ đen Cửu Môn, người tiêu diệt Tiếu Diện Phật chính là thanh niên tông sư Tô Huyền Thiên, người đó có phải là sư phụ không? Tô Thương không phủ nhận mà nói, chuyện này ông tự biết là được rồi, không nên nói cho ai biết. Vâng, Hoa Thời Mặc cung kính trả lời. Tô Thương gật đầu, sau đó nói, cửu chuyển hồi xuân châm của ông luyện đến đâu rồi? Tôi đã luyện được hai cấp bậc mà sư phụ dạy, nhưng chưa thuần thục lắm. Hoa Thời Mặc nói. Tô Thương lắc đầu, đã nhiều ngày rồi mà còn chưa thuần thục, xem ra ông ở phương diện y học còn rất kém cỏi đó. Nếu để cho người khác biết, có người mắng Hoa Thần Y tài năng kém cỏi, thì chắc là cười rất hàm mất. Dù sao Hoa Thời Mặc cũng là thần y nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố. Nhưng mà Hoa Thời Mặc không bác bỏ mà còn vui vẻ đón nhận, thậm chí cả dám cũng không dám thả. Sư phụ nói đúng, tôi nhất định cố gắng luyện tập, không làm cho sư phụ thất vọng đâu. Hoa Thời Mặc hơi cúi đầu nói. Cần cù bù siêng năng, luyện nhiều một chút sẽ tốt thôi. Tô Thương gật đầu nói. Cảm ơn sư phụ khích lệ. Hoa Thời Mặc cung kính nói, nhưng tự nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó nên nói tiếp. Sư phụ, tôi còn nghe nói, Tô Huyền Thiên đi chợ đen Cửu Môn là để mua linh thạch, sư phụ bây giờ vẫn cần đến linh thạch sao? Tô Thương nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, cần chứ, ông có sao? Linh thạch quý hiếm như vậy tôi không có, nhưng ông nội sư phụ có, với lại ông ấy còn nói với tôi là ông ấy muốn bày tỏ lòng cảm tạ, nên đêm nay sẽ mang hai khối ý linh thạch đến chợ đen Cửu Môn chờ tự mình tặng cho Tô Huyền Thiên. Hoa Thời Mặc nhìn về phía Tô Thương, nghi ngờ nói, sư phụ, người không biết chuyện này sao? Không biết, Tô Thương lắc đầu. Thế đêm nay sư phụ có đi gặp Tô lão gia không? Đi chứ, phải đi chứ. Mặt Tô Thương lộ ra một nụ cười, hai khối linh thạch, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nó. Dù sao chính mình cải trang thành Tô Huyền Thiên, giọng nói, bộ dạng, hơi thở đều thay đổi, không ai có thể nhận ra được. Hoa Thời Mặc, cảm ơn ông đã nói cho tôi biết tin quan trọng như thế, tôi tạm thời không thể đến trường, ông giúp tôi xin nghỉ thêm vài ngày nữa. Tô Thương nói, sư phụ đừng khách khí, tôi sẽ sắp xếp, đừng lo. Hoa Thời Mặc cung kính nói. Lúc Tô Thương cùng Hoa Thời Mặc nói chuyện với nhau thì có tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi nhận được ra hiệu của Tô Thương, Hoa Thời Mặc bình thản nói, vào đi. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc đồ đen đi vào, đôi chân dài thu hút sự chú ý của người khác, đúng là Hoa Thanh Đại. Ông nội, Hoa Thanh Đại vừa vào đã chào hỏi Hoa Thời Mặc, sau đó quay sang nhìn thấy Tô Thương, tức giận nói, Tô Thương, Tô Đại thiếu gia, ngày khai giảng mà đã xin nghỉ đi đấu chó, bây giờ không biết xấu hổ mà còn đến đây à? Cô giáo Thanh Đại, đã mấy ngày không gặp rồi. Tô Thương chào hỏi nói. Đừng gọi tôi là cô giáo, cậu không xứng. Hoa Thanh Đại tức giận nói, cậu giống như phế vật vậy, chỉ nhìn thấy cậu thôi tôi cũng thấy sợ. Mẹ kiếp, tôi có làm cho người khác khó chịu vậy sao? Tô Thương sờ mũi rồi nói, cô giáo Thanh Đại, cô có phải có sở thích đặc biệt gì hay không? Đã mấy ngày rồi, sao ông vẫn còn mặc cái áo mũ mĩm màu vàng nhạt đó? Không hôi sao? Tôi một ngày thay một lần, ngày đó sau khi về nhà tôi giặt sạch rồi, hôm nay tôi... Hoa Thanh Đại nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, bà già này không việc gì phải giải thích, tức giận nói, Tô Thương, đồ lưu manh, không được nhắc chuyện này nữa, cũng đừng nhìn lung tung nữa. Được rồi. Tô Thương cười nói, Hoa viện trưởng, cô giáo Thanh Đại tìm ông chắc chắn có việc cần, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Nói hết câu, Tô Thương bước đi ra khỏi phòng. Không được đi, cậu đứng lại đó cho tôi. Hoa Thanh Đại ngăn lại, nhưng Hoa Thời Mặc lại nói, Thanh Đại, Tô Thương đã xin nghỉ, để cho cậu ấy đi đi. Lại xin nghỉ. Hoa Thanh Đại tò mò hỏi, lần này anh ta lại muốn làm cái gì nữa? Hoa Thời Mặc đứng hình. Muốn làm là cái gì? Chuyện này nói sao đây sư phụ? Vài giây sau, Hoa Thời Mặc không nghĩ ra được lý do, vì thế nói cậu ấy phải đi đến quán bar.
quán, 3 sao. Hoa Thanh Đại nghe vậy, có chút sững sờ, tức giận nói, ông nội, cháu không nghe nhầm đấy chứ, đi quán 3 mà ông cũng cho nghỉ sao? Thái độ của ông đối với Tô Đại Thiếu Gia thật không bình thường chút nào, ông nội, có phải Tô Đại Thiếu Gia uy hiếp ông không? Được rồi, Thanh Đại, sau này chuyện của Tô Thương cháu cũng không cần phải quan tâm. Hoa Thời Mạc không giải thích, mà là nói, Thanh Đại, cháu tới tìm ông có chuyện gì không? Hoa Thanh Đại tức giận uất ức, nhưng ông nội cô lại nói như thế, cô chỉ có thể bỏ qua. Ngay sau đó, Hoa Thanh Đại đáp lời, ông nội, cháu muốn nói với ông một tiếng, là trưa nay cháu có việc phải ra ngoài không ăn cơm đâu. Ừm, cháu đi đâu thế? Hoa Thời Mạc nghi hoặc nói. Anh Nạp Lan Minh Chiết hẹn cháu cùng đi ăn trưa ở Yến Tây Hồ. Hoa Thanh Đại thẹn thùng nói, mặt đỏ bừng lên. Yến Tây Hồ sao? Hoa Thời Mạc đứng người vài giây rồi nói, ngay cả lão già như ông cũng biết nơi đó là nhà hàng tình nhân, cháu với Nạp Lan tiến triển đến mức nào rồi? Ông nội, cái gì mà mức nào, chúng con còn chưa chắc chắn, bữa ăn này là bữa ăn bình thường của những người bạn thôi. Hoa Thanh Đại đỏ mặt nói. Bạn bè mà đến Yến Tây Hồ ăn cơm cùng nhau sao? Hoa Thời Mạc thản nhiên nói, Thanh Đại, tốt nhất cháu nên giữ khoảng cách với Nạp Lan Minh Chiết, ông vẫn không đoán được người đó như thế nào. Anh Nạp Lan Minh Chiết rất phong độ, suy nghĩ lại sâu sắc, ông không biết sao? Hoa Thanh Đại liếc nhìn ông nội một cái rồi nói, hơn nữa, ông nội, lần trước ông còn khen anh Nạp Lan Minh Chiết nhìn xa trông rộng, cho phép cháu tiếp xúc nhiều hơn với anh ấy. Bây giờ ông lại đổi ý lại sao? Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Hoa Thời Mạc còn nói, tóm lại, cháu phải giữ khoảng cách với hắn, đừng thân thiết quá. Hoa Thời Mạc có lẽ đã đoán ra được ý đồ của Nạp Lan Minh Chiết, chắc chắn có liên quan đến đan dược tổ truyền của mình. Lần trước gặp mặt, Nạp Lan Minh Chiết muốn mua nhưng bị ông ấy từ chối. Hoa Thời Mạc cảm thấy Nạp Lan Minh Chiết tiếp cận cháu gái của ông. Mục đích chính là vì tổ truyền đan dược, điều này làm cho ông trở nên ác cảm đối với Nạp Lan Minh Chiết. Chẳng qua việc này không tiện nói cho Hoa Thanh Đại. Ông nội, con người ông sao lại không rõ ràng như vậy, đối với cái tên phế vật Tô Thương thái độ thì bao dung, nhưng đối với anh Nạp Lan Minh Chiết lại ác cảm như vậy, có phải ông nhận nhầm hai người này phải không? Thôi, cháu mặc kệ ông nghĩ như thế nào, tới giờ cháu phải đi ăn cơm với anh Nạp Lan Minh Chiết rồi. Hoa Thanh Đại bĩu môi, không thèm để ý đến Hoa Thời Mạc ý muốn ngăn lại, quay người đi ra khỏi phòng. Hoa Thời Mạc thấy vậy, chỉ có thể bất lực mà thở dài. Chấm chấm. Tô Thương đi ra khỏi phòng, liền lấy điện thoại ra gọi cho Lý Nguyệt, hẹn cô ra nhau ở bờ hồ trong khuôn viên trường. Lúc này, Tô Thương ngồi trên ghế dài đợi Lý Nguyệt. Bờ hồ này chính là thánh địa hẹn hò của trường học, xung quanh tụm năm tụm ba đều là tình nhân. Không coi ai ra gì mà ôm ấp nhau. Cậu xem bạn học kia, một mình mà cũng đến bờ hồ, thấy chúng mình hai người ngồi với nhau như thế này không cảm thấy khó chịu sao? Ha ha, nói không chừng anh ta không có tiền ăn cơm trưa nên muốn đến đây để ăn cơm chó đấy. Mọi người đừng khách khí, cứ cho nhiều cơm chó vào, cho anh bạn này ăn cho no. Mấy đôi tình nhân này nhìn sang Tô Thương mà cười nhạo. Nhưng đúng lúc này, Lý Nguyệt mặc váy dài màu tím nhạt, chậm rãi đi tới. Làn da trắng nõn nà, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tóc dài ngang eo, khí chất tao nhã, vừa mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó, Lý Nguyệt đi đến bên cạnh Tô Thương nói, Tô Thương, bảo em đến đây làm gì? Vợ à, giờ không phải trưa rồi sao, anh muốn mời em đi ăn cơm. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Ừm. Lý Nguyệt gật đầu nói, đến căng tin ăn đi, chiều nay em còn có giờ học, không thể đi xa được. Được. Tô Thương cười đáp lại, sau đó cùng Lý Nguyệt rời khỏi bờ hồ. Mẹ kiếp, cái cô nữ sinh vừa rồi có phải là Lý Nguyệt khoa tài chính không? Đúng rồi, chính là Lý Nguyệt, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp tuyệt vời, không thể sai được. Tên kia gọi Lý Nguyệt là vợ mà Lý Nguyệt không phản ứng gì, thế mà chúng ta còn nói cho cậu ta ăn cơm chó, mẹ kiếp. Nhìn thấy cảnh này, mấy đôi tình nhân có mặt ở đó ngây người ra, trong mắt những người con trai ở đó đều là hâm mộ và ghen tị. Rất nhanh, Tô Thương cùng Lý Nguyệt đã đến căng tin trường, đơn giản là cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Tô Thương,
tối mai là mừng thọ 70 tuổi của ông nội em, anh có muốn đến mừng thọ cho ông không? Sau khi ăn xong, Lý Nguyệt liền hỏi. Ông nội em sao? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, vợ à, ông nội của em cũng là ông nội của anh, tất nhiên anh phải đi chứ. Tô Thương, anh đừng gọi em là vợ. Lý Nguyệt đỏ mặt, tức giận nói, em không phải nói rồi sao, chúng ta hãy nói chuyện trước và kết hôn nếu hợp. Được rồi, anh không gọi em là vợ nữa, sau này anh sẽ gọi em là bà xã. Tô Thương nói, thế chẳng phải giống nhau sao, em không thèm để ý tới anh nữa. Lý Nguyệt đỏ mặt càng giận dữ hơn, nhìn Tô Thương một cái rồi ngượng ngùng chạy đi. Thanh Hoàng Nữ Đế ngượng ngùng ha ha. Tô Thương thấy vậy liền cảm thấy vô cùng thú vị, cảm tình đối với Lý Nguyệt tăng gấp đôi, tối mai đến mừng thọ, mình nhất định phải chuẩn bị lễ vật đàng hoàng mới được. Đúng lúc đêm nay có việc cần phải đi đến chợ đen Cửu Môn, đến lúc đó sẽ chọn lễ vật luôn. Hai khối linh thạch, không biết có nhiều không, có đủ cho mình luyện được luyện khí tầng 3 không? Tô Thương cười, sau đó rời khỏi trường học, lái xe đi đến biệt thự ven sông. Từ tối hôm qua, Tô Thương nhận ra có người âm thầm bảo vệ mình không phải là Tiêu Đình, mà là phó đội trưởng vệ sĩ Quách Hí. Nói đến Quách Hí, Tô Thương có biết chút ít về cậu ấy, người này tâm tư kín đáo, bày mưu lập kế. Nếu nói Tiêu Đình là tướng sông pha trận mạc thì Quách Hí cũng là quân sư của ba đạo quân. Chắc là bởi vì Tiêu Đình mấy lần không để mắt đến Tô Thương, cho nên bị Tô Thần Binh thay thế. Mặc dù Tô Thương đã nhận ra sự tồn tại của Quách Hí, nhưng lại giả vờ như cũ, vẫn làm ra vẻ không biết. Quách Hí, cậu vượt quá giới hạn rồi, tôi không thích người khác quấy rầy lúc đang nghỉ ngơi. Tô Thương thản nhiên nói bâng quơ. Quách Hí nghe thấy vậy, không nói lời nào mà tự giác rời khỏi biệt thự, quay lại canh giữ ở bên ngoài. Trong khi đó, trong lòng cậu ấy đang rất tò mò đại thiếu gia làm sao có thể biết được mình trong âm thầm theo sát. Biết được Quách Hí rời khỏi đó, Tô Thương bắt đầu khoanh chân ngồi, tiếp tục tu luyện. Thấm thoát, đã đến buổi tối. Tô Thương thả lỏng ý thức, nhận ra Quách Hí thông minh, lựa chọn một địa phương xa xa có thể quan sát biệt thự. Kể từ đó, mặc kệ Tô Thương đi hướng nào cũng không thể thoát được ánh mắt của cậu ấy. Nhưng mà... ánh mắt của người không thể luôn luôn mở được, Tô Thương nắm lấy cơ hội Quách Hí sơ hở rồi rời khỏi biệt thự, bóng dáng sớm biến mất trong màn đêm. Khoảng 8 giờ tối, ở trong chợ đen Cửu Môn, Tô Càn Khôn mặc áo kiểu lễ phục Trung Quốc, ngồi trong một quán trà nhỏ và kiên nhẫn đợi Tô Huyền Thiên. Từ ngày hôm qua sau khi biết được chuyện của Tô Huyền Thiên, ông ấy một mực suy nghĩ một vấn đề, đó chính là mượn sức. Mình cũng đã già rồi, người có sinh lão bệnh tử. Không cách nào một mực che chở Tô ra, cho nên trong đầu ông đã nảy sinh suy nghĩ mượn sức Tô Huyền Thiên. Tô Huyền Thiên tuổi còn trẻ, cũng đã đạt được vào cảnh giới tông sư, tương lai vô hạn, nếu như có thể kéo nó vào cỗ xe của nhà họ Tô, ít nhất cũng có thể bảo vệ Tô ra an toàn trăm năm. Suy nghĩ này, trong lòng Tô Càn Khôn ngày càng mãnh liệt, cho nên ngày hôm sau ông ấy đã tung ra tin tức, vì để cảm ơn Tô Huyền Thiên xóa sổ tiếu diện Phật và giúp Tô ra vượt qua khó khăn. Ông ấy sẵn sàng tặng hai khối linh thạch. Làm như vậy chỉ là muốn chọc tức người khác thôi, Tô Càn Khôn đã nghĩ kỹ, chỉ cần nhìn thấy vị thanh niên tông sư kia, dù như thế nào ông ấy cũng phải nhúng tay vào. Thậm chí, ông còn có ý định kết nghĩa làm anh em với Tô Huyền Thiên. Không sai, chính là kết nghĩa. Kết nghĩa là cách trực tiếp nhất có hiệu quả nhất để rút ngắn mối quan hệ của hai người đàn ông. Chỉ cần kết nghĩa, vậy thì người nhà họ Tô sẽ nảy sinh mối quan hệ tất yếu với Tô Huyền Thiên. Cho dù bản thân có phải chết, Tô Huyền Thiên cũng phải dốc hết sức mình chăm nom nhà họ Tô. Mặc dù bản thân và Tô Huyền Thiên chênh lệch tuổi tác tương đối lớn, nhưng người luyện võ dựa vào thực lực để tôn trọng, và chỉ tôn trọng người mạnh. Tô Huyền Thiên tuổi còn trẻ, đã đặt chân đến cảnh giới tông sư rồi, hoàn toàn có tư cách làm anh em với mình. Hơn nữa, làm bạn bè thân thiết với thanh niên đẹp trai tài giỏi như vậy, nếu truyền đi không những sẽ không mất mặt, ngược lại sẽ vô cùng vinh dự, mấy cái lão già mãi không chết kia, biết mình có một người em kết nghĩa trẻ tuổi, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt luôn ấy. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tô Kiền Khôn không kìm được lộ ra một nụ cười, kiên quyết suy nghĩ về chuyện kết nghĩa, tràn đầy sự mong đợi về Tô Huyền Thiên. Giờ phút này, Tô Thương đi tới bên ngoài chợ đen Cửu Môn rồi.
sau khi thay đổi dung mạo thành Tô Huyền Thiên, liền nhanh chân đi vào. Tô thiếu gia, Tô thiếu gia. Hai tên bảo vệ nhìn thấy Tô Thương, kính cẩn chào hỏi, cúi người thật thấp, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Tô Thương vẫn thản nhiên nói như cũ, rồi đi vào chợ đen. Tô thiếu gia, anh chờ một chút, tôi có lời muốn nói với anh. Bỗng nhiên, một tên bảo vệ lấy dũng khí nói. Tô Thương dừng chân lại, cau mày nói. Là như vậy, Tô thiếu gia, chợ đen cửu môn có quy định của chợ đen cửu môn, bất kể hai bên có thủ lớn bao nhiêu, đều không được ra tay ở chợ đen, nếu không chắc chắn sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt nghiêm khắc của cửu môn. Ý của anh là, muốn trừng phạt tôi à? Ánh mắt Tô Thương run lên, quanh người tỏa ra khí tức lạnh thấu xương, không khí phảng phất xung quanh như muốn ngừng lại. Không không không. Trong nháy mắt sắc mặt tên bảo vệ thay đổi rất nhanh, vội vàng nói, Tô thiếu gia, anh hiểu lầm rồi, xin nghe tôi nói hết câu ạ. Tối hôm qua sau khi anh đi, tôi liền đem chuyện đó báo lên cửu môn, ông chủ cửu môn sau khi biết chuyện này, vô cùng yêu thích anh. Hơn nữa còn phá vỡ quy định vững chắc mấy chục năm của chợ đen cửu môn, quyết định không làm bất kỳ hình thức xử phạt nào đối với anh. Thủ vệ tiếp tục nói, Tô thiếu gia, ông chủ bảo tôi chuyển lời với anh, cửu môn đồng ý kết thân với anh, khoảng thời gian này ông chủ sẽ đích thân đến Giang Bắc, uống rượu chúc mừng với anh. Nếu như hai bên có thái độ tốt, Tô Thương đương nhiên sẽ không từ chối, thản nhiên nói, tôi biết rồi, thay tôi cảm ơn tới ông chủ của các anh. Tô thiếu gia khách sáo rồi. Tên bảo vệ này kính cẩn nói. Tô Thương gật đầu, bèn nói, đúng rồi, con người tôi không có sở thích gì cả, chỉ thích sưu tập đá năng lượng. Chợ đen cửu môn của các cậu, lớn như vậy, chắc chắn có không ít đá năng lượng phải chứ? Nếu như ông chủ các anh thật lòng muốn kết thân với tôi, thì khi đến Giang Bắc mang nhiều đá năng lượng một chút. Để lại câu nói đó xong, Tô Thương liền nhanh chân rời đi. Đá năng lượng. Tên bảo vệ này dừng một chút, sau đó tự lẩm bẩm, suýt nữa thì quên mất, con người quái quỷ này, lần đầu tiên tới chợ đen cửu môn, chính là vì đá năng lượng. Tối nay anh ta đến chợ đen, chắc hẳn là vì nhận món quà của Tô Khiền Khôn, xem ra Tô thiếu gia thật lòng thích đá năng lượng. Một tên bảo vệ khác nói, việc này nhất định phải nói cho ông chủ biết, khiến ông ấy vui lòng có khi chúng ta sẽ được thưởng gấp đôi. Chợ đen cửu môn của chúng ta. Phân bố khắp nước Hoa, đá năng lượng còn có rất nhiều. Khi hai tên bảo vệ nói chuyện, Tô Thương đã tới khu phố chợ đen rồi. Tô Huyền Thiên xuất hiện kìa. Tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên. Cậu ấy trẻ thật đó, mắt sáng như sao, lông mày lưỡi mác, nhìn qua rất đẹp trai, rất lạnh lùng. Yêu nghiệt tài giỏi như vậy, không biết có bạn gái chưa, nếu như có thể hẹn họ cùng anh ta thì thật là tốt. Đừng có mơ. Các phái luyện võ lớn, các gia đình giàu sang quyền thế, ai mà chẳng muốn lôi kéo Tô Huyền Thiên chứ, cậu ấy muốn bạn gái như thế nào mà không có chứ. Giống như lần trước, Tô Thương vừa mới xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng mà khác với lần trước là, lần này mọi người đã không còn nghi ngờ với anh ấy, mà là tràn đầy kính nể và tôn trọng. Nhất là các cô gái trong chợ đen, các cô ấy đều là con cháu của các gia tộc. Có thiên kim tiểu thư của các nhà giàu có trên thành phố, nhưng giờ phút này các cô gái ấy có chung một thân phận, đó chính là fan hâm mộ của Tô Huyền Thiên. Trong đó có mấy cô gái, dương mắt nhìn sang Tô Thương, ánh mắt sáng như sao, hận không thể chiếm Tô Thương làm của riêng. Tô Kiền Khôn đứng ở trong đám người, đôi mắt sáng ngời có thần khí đang nhìn lên người Tô Huyền Thiên, nghiêm túc đánh giá. Dáng vẻ có khí thế, nhân trung tựa long phượng. Được đó. Tướng mạo xem như là vô cùng điển trai, tuy nhiên so với lúc tôi còn trẻ thì kém hơn một chút, nhưng làm em kết nghĩa của tôi thì tạm thời đạt tiêu chuẩn. Tô Khiền Khôn nhìn kỹ Tô Huyền Thiên, nhẹ gật đầu hài lòng, lập tức đứng lên chào hỏi, cậu Tô. Tô Thương nghe thấy giọng nói này, liền quay người nhìn sang, kết quả nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Liên quan tới ông nội, ấn tượng trong đầu Tô Thương khá sâu khắc, có cảm giác máu mủ ruột thịt, thật sự rất thân thiết. Nhưng mà, bây giờ anh ấy là Tô Huyền Thiên, cho nên giả vờ không biết Tô Kiền Khôn, cau mày nói, ông là. Tôi là Tô Kiền Khôn, đến từ nhà họ Tô ở Giang Bắc. Tô Kiền Khôn khẽ cười nói, gần đây thiếu diện Phật hung hăng ngạo mạn, mưu tính gây bất lợi cho nhà họ Tô, cảm ơn cậu Tô tối hôm qua đã ra tay bảo vệ chính nghĩa.
Lúc trước, Tô Kiền Khôn đem đến cho Tô Thương ấn tượng sâu sắc nhất, đó là ông ấy rất khinh thường Tô Thương, còn khinh thường hơn cả Tô Thần Binh, thậm chí còn chẳng thèm dạy dỗ Tô Thương. Bây giờ thấy ông nội khách sáo với mình như vậy, trong lòng Tô Thương cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhưng ngoài mặt anh ấy lại giữ khoảng cách, thản nhiên đáp lại, hóa ra là Tô lão gia, tiếng tăm của ông vô cùng vang dội, nhưng mà có thể là ông đã hiểu lầm rồi. Sở dĩ tôi giết Tiếu Diện Phật, cũng không phải là vì nhà họ Tô, là vì ông ta đắc tội với tôi. Giọng Tô Dương bình thản nói, về phần mâu thuẫn giữa ông ta với nhà họ Tô các ông, tôi hoàn toàn không quan tâm. Ha ha, cậu Tô này, tuy cậu không quan tâm nhưng lại giải quyết giúp phiền toái lớn này của nhà họ Tô chúng tôi. Tô Kiền Khôn đang nói, liền sờ tay vào ngực lấy ra hai cục đá năng lượng kích thước như một quả trứng gà, khẽ cười nói, tôi biết cậu có ý mua đá năng lượng, đúng lúc nhà họ Tô sưu tầm được hai cục, để bày tỏ lòng biết ơn. Hôm nay tôi sẽ đem chúng tặng cho cậu. Hai cục đá năng lượng, to như vậy. Trong chốc lát hai mắt Tô Thương sáng rực lên, nhưng lại nói, Tô lão gia, cái này không thích hợp lắm thì phải. Không có không thích hợp gì cả. Không có công mới không nhận thưởng, cậu giúp nhà họ Tô, đương nhiên có thể nhận quà cảm ơn của nhà họ Tô. Tô Kiền Khôn cười nói, cậu Tô, cậu nhất định không được từ chối nhé, đây là tấm lòng nho nhỏ của tôi. Nếu đã như vậy, tôi mà từ chối thì vô lễ rồi. Tô Thương nhận lấy hai cục đá năng lượng mà không hề khách sáo, sau đó cười nói, cảm ơn, Tô lão gia nhé. Cậu Tô khách sáo rồi. Tô Kiền Khôn vẫy vẫy tay. Rồi lộ ra một nụ cười, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề, cậu Tô, thực ra lần này tôi gọi cậu, chủ yếu là có một yêu cầu quá đáng, hy vọng cậu Tô có thể đồng ý. Tô Dương khẽ cười nói, Tô lão gia, chuyện gì thế, ông nói thẳng ra là được. Vậy tôi có thể nói sao? Cứ nói đừng ngại, Tô Thương thản nhiên nói. Được, Tô Kiền Khôn nhìn về phía Tô Thương, ánh mắt vô cùng chân thành, cậu Tô, tôi với cậu vừa gặp mà như đã quen. Tuy gặp mặt vẻn vẹn chỉ đúng một lần, nhưng còn hơn cả 10 năm quen biết, cho nên, cậu Tô, chúng ta kết nghĩa anh em nhé. Chúng ta kết nghĩa đi. Vừa nói dứt lời, trực tiếp khiến Tô Thương bối rối, đứng ở một bên khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Ông nội muốn kết nghĩa với mình. Mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy? Cậu Tô, cậu đừng quá ngạc nhiên, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, chúng ta kết nghĩa là cực kỳ thích hợp nhất rồi. Tô Kiền Khôn thấy Tô Thương sững sờ, liền nói, cậu nhìn xem, cậu họ Tô, tôi cũng họ Tô, tôi tên Kiền Khôn, cậu tên Huyền Thiên, ý nghĩa không kém là bao nhiêu, duyên phận lớn biết bao đấy. Khụ khụ. Tô Thương sờ lên mũi, sau đó nói, Tô lão gia, ông đang nói đùa à, tuổi tác của chúng ta chênh lệch lớn như vậy, sao có thể kết nghĩa được? Tôi nghiêm túc đấy. Tô Kiền Khôn nói tiếp, tuổi tác là cái gì chứ, không có vấn đề. Thực lực của cậu rất mạnh, chúng ta đều là người luyện võ, đều cùng một cấp độ, kết nghĩa thì hợp tình hợp lý rồi. Hơn nữa, tuổi tác của tôi cũng không lớn, năm nay mới 70, cậu cũng không nhỏ, chắc là hơn 20 đi, tuổi tác của chúng ta không chênh lệch lắm. Chênh lệch 50 tuổi, ông ấy bảo không chênh lệch lắm. Tô Thương sầm cả mặt, khéo léo từ chối, lão gia, tôi thấy hay là thôi vậy, tôi không có ý định kết nghĩa. Cậu Tô, hôm nay tôi quyết tâm rồi, nếu cậu không đồng ý kết nghĩa với tôi liền. Tô Kiền Khôn dừng một chút, sau đó nói đùa giỡn, tôi sẽ bám dính đến cùng với cậu, cậu đi đâu tôi theo đến đó, không kết nghĩa với tôi, cậu đừng mơ sẽ có tự do. Tuy Tô Thương chưa từng đánh nhau với Tô Kiền Khôn, nhưng anh ấy có thể nhận ra rõ ràng được sức mạnh của ông nội thâm sâu khó lường, là tông sư võ đạo chân chính. Theo như Hoa Thời Mạc nói, tình trạng thương tích của ông nội đã hồi phục được 5-6 phần rồi, tối hôm qua dù là không tự mình ra tay, Tiếu Diện Phật cũng chắc chắn phải chết. Đối mặt với cảnh giới này của ông nội, Tô Thương mơ hồ có một cảm giác bất lực. Dù sao anh ấy không phải tông sư thật sự, chỉ là vì sử dụng thủy cầu thuật, bị ngộ nhận là tông sư. Nhưng lúc trước, Tô Thương một chiêu đánh chết Tiếu Diện Phật hóa kình đỉnh phong, liền cho rằng bản thân và tông sư thật sự, không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng tối nay sau khi thấy Tô Kiền Khôn, anh ấy mới phát hiện bản thân mình với tông sư võ đạo có sự chênh lệch. Hóa kình và tông sư, kém một bước, mà lại cách biệt một trời. Tô Thương có thể nhẹ nhàng xóa sổ hóa kình đỉnh phong,
lại hết sức kiêng kỵ với cao thủ tông sư. Anh ấy cảm thấy, nếu như chính mình đánh nhau với ông nội, 8-9 phần là thất bại rất thảm. Cho nên nhìn thấy ông nội chơi xấu, muốn bám dính lấy mình không buông, Tô Thương liên tục cười khổ, nói, Tô lão gia, ông làm gì vậy? Tô Huyền Thiên, cậu đồng ý đi, sau này tôi bảo đảm không quấy rầy với cậu nữa. Tô Kiền Khôn nói tiếp, huống hồ, anh em chúng ta đồng lòng đồng sức, thì có thể có chỗ dựa vững chắc ở Giang Bắc. Anh em đồng lòng. Tô Thương không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, nhìn thấy ông nội kiên trì như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cậu không nói lời nào, tôi coi như cậu đồng ý. Lúc này Tô Kiền Khôn, bỗng nhiên hết sức mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, Tô Huyền Thiên, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, lần này lại ngạo mạn, làm anh của cậu. Lớn hơn mấy tuổi? 70 tuổi là mấy tuổi à? Ông nội ơi, mặt mũi của ông đâu vậy? Trong lòng Tô Thương thầm trách, ngoài mặt đành phải nhận lời. Anh ấy cũng không muốn bị ông nội bám dính mọi lúc mọi nơi, nếu như vậy thì làm được gì nữa chứ, thậm chí còn có nguy cơ bị vạch trần. Nếu để ông nội biết, Tô Huyền Thiên cũng là Tô Thương của ông ấy, chỉ sợ ông ấy sẽ chết ngay tại chỗ ấy chứ. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, mấu chốt là Nạp Lan thiếu gia đã xúi giục Tô Cảnh Hàm kia còn chưa lộ diện. Người đứng sau ra tay với nhà họ Tô gia, rốt cuộc là ai, có lai lịch ra sao, Tô Thương cũng không biết được. Cho nên trước mắt, anh ấy không muốn mình bị lộ. Đóng giả heo, mới có thể ăn thịt hổ. Tô lão gia, ông cũng nói đến mức này rồi, tôi từ chối nữa thì sẽ thể hiện sự không hiểu chuyện. Lúc này, Tô Thương khẽ cười nói, vậy được thôi, kết nghĩa liền kết nghĩa, từ nay về sau ông chính là anh của tôi. Ha ha. Người em tốt. Nghe thấy câu nói này, Tô Kiền Khôn biết mình đã thành công, phấn khích nắm chặt tay Tô Thương, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu, nhà họ Tô cũng là nhà cậu, tôi chính là anh ruột của cậu. Anh ruột, tạo nghiệp quá đi. Liệt tổ liệt tông ở trên, còn đây là bất đắc dĩ thôi, mọi chuyện sinh ra đều có nguyên nhân, các người trên trời có thiêng, chớ có trách con nhé. Tô Thương cầu khấn trong lòng trước, sau đó nắm chặt tay ông nội. Dõng dạc nói, người anh tốt, có phúc cùng hưởng, có hỏa cùng chịu. Ha ha, ha ha ha, Tô Kiền Khôn vui vẻ vô cùng, càng nhìn Tô Huyền Thiên càng hài lòng, em trai này, kết nghĩa sao có thể không uống rượu, anh biết Giang Bắc có một nhà hàng có phòng riêng cũng không tệ, đi, anh dẫn em đi ăn thử. Anh, trên người của anh còn có vết thương, hay là đừng uống rượu nữa? Tô Thương quan tâm nói. Tô Kiền Khôn bỗng ngạc nhiên nói, anh nhớ anh chưa từng nói mình bị thương, làm sao mà em biết được, chẳng lẽ em tiêu rồi, bị lộ rồi. Tô Thương nhanh chóng suy nghĩ, vội vàng cười nói, anh à, thật ra em là người học y, đương nhiên có thể nhìn ra được anh bị thương. Người thừa kế của y học. Tô Kiền Khôn dừng một chút, sau đó cười nói, em trai, vậy anh muốn kiểm tra em chút, em có thể phán đoán được tình hình vết thương của anh không? Cái này đơn giản. Tô Thương giả vờ kiểm tra một phen, sau đó nói, anh ạ, vết thương kia của anh đã nhiều năm rồi, ít nhất đã 30 năm, gần đây lại sử dụng chân khí quá mạnh, dẫn đến vết thương cũ tái phát. Nhưng mà, cũng may có người dùng cửu chuyển hồi xuân châm để trị thương cho anh, vậy mới chuyển biến tốt lên. Tô Thương nói tiếp, nếu như không có gì xảy ra, nhiều nhất 10 ngày, vết thương của anh có thể khỏi hẳn. Em trai, giỏi quá đi. Tô Kiền Khôn ngạc nhiên nói, em không chỉ phán đoán được tình hình vết thương của anh, đến cửu chuyển hồi xuân châm cũng phân biệt được, không hổ là người học y, trường của em chắc chắn không đơn giản nha. Nhắc đến sư môn, Tô Thương ra vẻ thâm sâu khó lường nói, anh ơi, cái này thì không tiện tiết lộ. Ha ha, hiểu rồi, anh không hỏi nữa. Tô Kiền Khôn biết điều cười cười, sau đó kéo tay Tô Thương, nói, tình hình vết thương của anh tự biết. Uống chút rượu không có vấn đề gì, đi, em trai, đi uống rượu. Tô Thương thật tình không thể từ chối, đành phải rời khỏi chợ đen cửu môn cùng Tô Kiền Khôn. Sau khi hai người đi, mọi người ở đấy mới kịp phản ứng. Mẹ kiếp, Tô Kiền Khôn đã kết nghĩa Tô Huyền Thiên, bôi bác quá ấy, hơn nữa tuổi tác cũng không hợp phải chứ. Cái này có gì ngạc nhiên đâu, giới luyện võ chỉ công nhận thực lực. Tô Kiền Khôn là cao thủ đứng đầu Giang Bắc.
danh tiếng lan xa, cũng không hẳn là trèo cao đâu. Nước cờ này của nhà họ Tô cao tay thật, người mạnh kết hợp với nhau, chỉ sợ tương lai mấy chục năm sau, Tô gia đều sẽ ngồi vững trên ngai vàng đệ nhất dòng họ ở Giang Bắc. Nửa tiếng sau, Tô Kiền Khôn chở Tô Thương, đi tới một nhà hàng nhỏ ở vùng ngoại thành Giang Bắc. Nhìn qua quán ăn cũng nhiều năm rồi, cũng không xa xỉ, nhưng rất nhiều khách, chắc chắn hương vị cũng không tồi. Tô Kiền Khôn giống như thường xuyên đến, gọi món rất thuần thục, sau đó ngồi đối diện với Tô Thương chờ các món. Bây giờ Tô Thương chỉ muốn tìm một lý do, nhanh chóng tạm biệt ông nội, anh cũng không muốn liên tục hưởng lợi như vậy. Nhưng mà lúc này, Tô Kiền Khôn bỗng nhiên cười nói, em trai à, anh đây có một người con trai vô dụng, tên là Tô Thần Binh, nó rất kính trọng em đấy. Theo vai vế, đứa con trai này của anh phải gọi em là chú, em trai này, anh sẽ gọi điện thoại, bảo cháu em tới gặp em nhé. Đứa con trai bất tài. Cháu trai của tôi, Huyền. Mẹ kiếp, cái này giỡn có hơi quá rồi nha. Tô Thương sau khi phản ứng lại, liền vội vàng nói, anh cả, muộn thế này rồi, con trai anh chắc đã nghỉ ngơi rồi, sau này có cơ hội thì lại cùng nhau ăn bữa cơm vậy. Cái đồ bỏ đi đó, hơn 40 tuổi rồi mới chỉ là cảnh giới hóa kình thôi, làm gì còn mặt mũi mà nghỉ ngơi chứ. Tô Kiền Khôn vô cùng khinh thường con trai của mình, nói tiếp, hơn nữa, em trai à, em là chú của nó, có muộn hơn nữa thì nó cũng phải đến đây chào hỏi em. Trong lòng Tô Thương cười khổ, nhưng ngoài mặt thì cự tuyệt nói, anh cả, thôi được rồi, em chưa chuẩn bị quà, gặp con anh thì cũng phải có chút quà chứ, lần sau gặp đi. Có quà hay không không quan trọng, em chịu gặp tên bỏ đi đó thì chính là món quà tốt nhất rồi. Tô Kiền Khôn nói tiếp, còn nữa, em trai, em đừng có mở miệng là con trai của anh nữa, nó là con trai của anh thì cũng là cháu trai của em, đừng có xa cách như vậy. Cháu trai của em, được rồi, anh cả. Tô Thương xoa xoa mũi, rồi nói, đừng kêu cháu em qua nữa, tối nay chúng ta ăn chút gì là được rồi. Nhưng mà, lúc Tô Thương đang nói thì Tô Kiền Khôn đã gọi điện cho Tô Thần Binh rồi, ông ấy thản nhiên nói, Thần Binh, cha đến nhà hàng rồi. Trong vòng nửa tiếng con phải xuất hiện trước mặt cha, cha giới thiệu cho con một vị trưởng bối. Nói xong, Tô Kiền Khôn tắt điện thoại, rồi lại nhìn sang Tô Thương khẽ cười nói, em trai à, anh đã gọi cho con anh rồi, em đừng từ chối nữa, tối nay gặp mặt cũng tốt, tránh sau này vô tình gặp nhau lại không nhận ra. Được thôi, việc đã đến nước này, Tô Thương chỉ đành nghe theo. Tô Kiền Khôn vô cùng thông minh, điều này anh biết rất rõ. Dù cho tính mạng của mình có dài lâu hơn nữa thì cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm, quan hệ giữa Tô Huyền Thiên và nhà họ Tô sau này cần phải có Tô Thần Binh duy trì. Cho nên, Tô Kiền Khôn mới vội vàng giới thiệu con trai của mình với Tô Huyền Thiên. Tiếp theo đó, thì các món ăn lần lượt được bưng lên. Tô Kiền Khôn và Tô Huyền Thiên không khách sáo mà vừa ăn vừa đợi Tô Thần Binh. Em trai, anh có quen biết với chủ nhà hàng này? Ở đây có 4 bình rượu trắng là quốc rượu trăm năm, hôm nay chúng ta uống một bình đi. Tô Kiền Khôn cười nói, rồi rót đầy một ly cho Tô Thương. Được thôi, anh cả, ly này là em kính anh. Tô Thương cũng không cự tuyệt, cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Tửu lượng của em trai thật tốt. Tô Kiền Khôn cũng uống cạn một ly, không khỏi khen ngợi, sau đó lại rót đầy ly nữa. Cứ như vậy. Rất nhanh hai người đã uống hết 2 bình quốc rượu trăm năm hơn 50 độ. Em trai, em đúng là uống rượu giỏi thật, uống gần 1 lít rồi mà mặt cũng không đỏ. Tô Kiền Khôn có hơi ngà ngà say nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Ha ha, anh cả, em trước giờ uống rượu thì mặt không có đỏ nhưng mà em có chút say rồi. Tô Thương cười nói, giả bộ có chút say, nhưng thực tế anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Bởi vì lúc nãy rượu vừa vào tới miệng thì đều bị anh dùng linh khí luyện hóa hết rồi, rượu vào đến miệng đều bốc hơi vào không khí, đừng nói là 1 lít, cho dù là 10 lít, 100 lít thì anh cũng sẽ không say. Mới có chút say, xem ra là em trai còn có thể uống tiếp được nữa, nào, em trai, chúng ta tiếp tục uống. Tô Kiền Khôn rót số rượu còn lại vào trong ly Tô Thương, nhưng chưa rót đầy thì trong bình đã hết rượu rồi. Ông ấy chuẩn bị đứng dậy đi lấy rượu thì ngay lúc này một chiếc Rolls Royce màu đen chạy nhanh đến dừng ngay trước nhà hàng. Sau đó, Tô Thần Binh bước xuống chiếc Rolls Royce, rồi vội vàng chạy đến,
cung kính đứng bên cạnh Tô Kiền Khôn, chào hỏi cha. Thần binh, con đến thật đúng lúc. Tô Kiền Khôn ngồi xuống, sau đó nói, đi, đem hết số rượu cha gửi ở đây ra đây. Vâng. Tô thần binh nghe theo rồi đi xuống nhà hàng lấy thêm hai chai quốc rượu trăm năm lên, sau đó lại liếc nhìn sang Tô Huyền Thiên ở bên cạnh, nhíu mày quan sát. Nhìn cái gì mà nhìn, cậu ấy chính là trưởng bối mà cha đã nói trong điện thoại. Tô Kiền Khôn nhìn thấy như vậy liền nghiêm khắc nói, thằng nhãi, ngẩn ra đó làm gì, còn không mau gọi chú. Chú. Tô thần binh nhìn Tô Thương, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, có chút nghĩ không ra, nghi ngờ nói cha, cha có lầm không vậy, cậu ấy so với con cũng không chênh lệch bao nhiêu, sao lại là trưởng bối của con. Cha cùng với cậu ấy kết nghĩa anh em rồi, bây giờ cậu ấy là em trai của cha, cha chính là anh cả của cậu ấy, con đương nhiên phải gọi cậu ấy bằng chú rồi. Tô Kiền Khôn giải thích, cha uống say rồi, cứ tùy ý kéo một người ở trên đường lại kết nghĩa. Cha theo con về nhà đi. Cút. Tô Kiền Khôn hất tay con trai mình ra rồi nghiêm khắc nói, cái đồ bỏ đi này, mày mù hả, vị này chính là thiếu niên đã giết Tiếu Diện Phật, Tô Huyền Thiên. Tối nay cha ở chợ đen Cửu Môn, vừa gặp cậu ấy như đã quen từ lâu, cho nên mới kết nghĩa anh em. Tô Kiền Khôn trách mắng, mau gọi chú, đừng chọc cha tức lên. Tô Huyền Thiên. Nghe đến lời này, Tô thần binh giật hết cả người. Ánh mắt nhìn Tô Thương không giống lúc nãy nữa. Ban đầu ông ấy cứ tưởng Tô Thương là một người bình thường thì gọi chú cái gì chứ, chắc chắn là do cha mình uống say rồi, toàn nói mấy lời say rượu, cho nên không có ấn tượng tốt với Tô Thương, thậm chí còn cảm thấy cha mình đúng là ngốc. Nhưng mà sau khi biết được thân phận của Tô Thương thì trong lòng Tô thần binh lại run lên, ánh mắt từ chán ghét liền chuyển thành cung kính, đồng thời trong lòng nhất thời vô cùng khâm phục tài trí nhìn xa trông rộng của cha mình. Vậy mà cha và Tô Huyền Thiên lại kết nghĩa rồi, ha ha, kết nghĩa rồi thì tốt. Như vậy thì mối quan hệ giữa nhà họ Tô và Tô Huyền Thiên đã được nâng lên một bậc rồi, sau này ai dám động vào nhà họ Tô thì cũng phải suy nghĩ lo lắng về hai vị tông sư của nhà họ Tô trước. Cha mình đúng là nhìn xa trông rộng, không hổ là giường cột của nhà họ Tô. Tô thần binh hết sức vui mừng, trên mặt không tự chủ được mà nhoẻn cười. Tô thần binh, gọi chú đi. Lúc này, Tô Kiền Khôn nổi giận rồi. Tô thần binh chớp mắt liền phản ứng lại, sau đó nhìn sang Tô Thương vội vàng cung kính nói chú. Cha gọi mình là chú. Tôi một lòng làm con của ông lại muốn làm cháu của tôi. Như vậy hợp lý không? Cái này không hợp lý mà. Tô Thương không dám nhận, thế là cười nói, ông chủ Tô, ông lớn hơn tôi nhiều như vậy, có thể làm cha tôi luôn rồi, chúng ta vẫn cứ làm theo cách riêng đi. Ông không cần thiết phải. Nhưng mà, Tô Thương còn chưa nói hết câu thì đã bị Tô thần binh cắt ngang, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô Huyền Thiên, như vậy không được, cậu là anh em kết nghĩa của cha tôi, như vậy đã là trưởng bối của Tô thần binh tôi, quy tắc là quy tắc. Chú Huyền Thiên, nào, cháu kính chú một ly, cháu uống rồi, chú cứ tùy ý là được. Vừa nói, Tô thần binh vừa mở chai rượu ra rót đầy cho mình, rồi một hơi uống cạn ly. Cái này, Tô Thương mặt tràn đầy khó xử, thật chưa từng nhìn thấy ai lại vội vàng nhận con trai làm chú như vậy bao giờ. Chú Huyền Thiên, hôm nay nếu như chú không nhận cháu thì cháu cứ uống tiếp. Tô thần binh thấy Tô Thương chưa đồng ý liền rót thêm một ly nữa, uống một ngụm thật to. Hai ly vừa xuống tới bụng thì Tô thần binh bắt đầu hơi ngà ngà say, biểu tình càng lúc càng khó coi. Em trai, đứa con trai này của anh có hơi bướng bỉnh. Em đồng ý với nó đi, nếu không nó thật sự sẽ uống tiếp đó. Tô Kiền Khôn nói. Cha à cha, con cũng là vì sức khỏe của cha, sau này cha biết rõ chuyện rồi thì cũng không thể đánh con nhé. Hai, được rồi. Tô Thương ra vẻ khó xử, nhưng cuối cũng chấp nhận đứa cháu trai Tô Thần Binh này. Chú Huyền Thiên, xin nhận của cháu một lạy. Tô Thần Binh vui mừng đến phát điên rồi, kích động muốn cúi người xuống hành lễ với Tô Thương. Trên mặt viết đầy hai chữ hưng phấn. Cha mình muốn cúi lại mình sao? Tô Thương giật nảy mình, vội vàng ngăn lại, rồi nói, cháu thần binh, đừng khách sáo như vậy, mau ngồi xuống đi. Lúc này Tô thần binh mới ngừng ý định lại, ngoan ngoãn ngồi một bên, sau đó không nhịn được liền nói, chú Huyền Thiên, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Tô Thương thật thà nói, mới 20 tuổi thôi.
Trẻ như vậy sao? Giỏi quá, giỏi quá. Tô Thần Binh nhớ tới đứa con trai của mình bèn nói tiếp, con trai cháu cũng bằng tuổi chú, nhưng nó lại là một thằng bỏ đi, cả ngày chỉ ăn chơi vui đùa, du thủ du thực, so với chú đúng là một trời một vực. Tô Thương đen sầm mặt lại, tôi ở trong lòng ông tệ như vậy sao? Thần Binh, nói bậy bạ gì đó, mấy lời này sau này không được nói nữa. Lúc này, Tô Kiền Khôn trách phạt nói. Tô Thương nghe thấy như vậy, trong lòng mới cảm thấy thoải mái được một chút, vẫn là ông nội biết yêu thương cháu hơn, nhìn thấy cha mình bôi nhọ mình như vậy còn biết ra tay ngăn lại. Nhưng ai mà ngờ, Tô Kiền Khôn lại nói tiếp, cái thằng bỏ đi Tô Thương sao lại có thể đánh đồng được với người em trai tài giỏi này của cha chứ, con nói như vậy không phải là đang sỉ nhục em trai của cha sao? Đúng đúng đúng, là con nói sai rồi, tự phạt một ly. Tô Thần Binh chỉ sợ chọc giận Tô Huyền Thiên nên vội vàng tự phạt một ly. Nhưng mà, lúc này trong lòng của Tô Thương đang khó chịu vô cùng, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Vốn cho là ông nội sẽ thay mình nói đỡ mấy câu, nói cả buổi trời thì ra người khinh thường mình nhất chính là ông nội. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng Tô Thương cũng không tiện để lộ ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng tạm biệt hai người này cho rồi. Nghĩ tới đây, Tô Thương nhìn thấy chai rượu ở trên bàn thì nghĩ ra một kế, để cho hai người chế nhạo tôi, đêm nay ông đây cho hai người bò lê bò lết luôn. Thế là, Tô Thương cười nói, ha ha, anh cả, cháu trai, những lời khác không cần nói nhiều nữa, khó mà được vui vẻ như đêm nay, chúng ta không say không về nhé. Được, em trai, anh cả cùng uống với em. Chú Huyền Thiên, mặc dù tửu lượng của cháu không tốt, nhưng tối nay nhất định cháu sẽ không lùi bước. Hai cha con Tô Kiền Khôn hăng hái nhận lời, cả hai đều muốn thông qua việc uống rượu mà xích gần quan hệ lại với Tô Huyền Thiên. Cứ như vậy, ba người vừa ăn vừa uống, giữa chừng thì rượu quốc diều trăm năm cũng hết rồi thế là lại đổi sang rượu khác. Khoảng hai tiếng sau, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh đều mơ mơ màng màng, đến ngồi cũng không vững nữa rồi. Trong đó, Tô Kiền Khôn thì nằm nhoài lên bàn, còn Tô Thần Binh thì nằm dưới đất, miệng còn lẩm bẩm. Nhưng nói cái gì thì không ai nghe rõ. Ông nội, cha, ai biểu hai người khinh thường con, đây coi như là một bài học nhỏ cho hai người. Tô Thương không hề say, khóe miệng nhếch lên cười, sau đó xoay người biến mất dần trong màn đêm. Còn về an toàn của cha và ông nội thì anh không cần quan tâm vì anh đã phát giác được tài xế lái chiếc Rolls Royce chính là Tiêu Đình. Sau khi Tô Thương rời đi, Tiêu Đình kêu mấy người làm ở nhà họ Tô đến đưa Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh về nhà. Không lâu sau, Tô Thương lại trở về chợ đen Cửu Môn, dùng hình dáng của Tô Huyền Thiên đến chợ đen Cửu Môn tìm quà sinh nhật cho ông nội Lý Nguyệt. Lần đầu tiên tặng quà, nhất định là không thể sơ sài được rồi, cho nên Tô Thương đã tiêu hơn 700 vạn để mua một bánh trà Vân Vụ Lư Hương cao cấp. Bánh trà này không đơn giản nha, nó còn có tên riêng của nó nữa. Gọi là hoa khai phú quý, được lấy từ đỉnh núi Lư Sơn, hơn nữa nó được liệt vào hàng dược liệu nổi tiếng và quý giá. Người luyện võ dùng nó có thể đả thông kinh mạch, còn người bình thường uống nó thì tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Sau khi mua xong quà mừng thọ thì Tô Thương liền rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Wow, Tô Huyền Thiên ra tay thật hào phóng, hoa khai phú quý không hề rẻ nha. Đó là điều đương nhiên rồi. Loại trà mà có tên riêng của nó thì giá trị không thể nghi ngờ rồi. Anh ta mua bánh trà làm gì chứ, dựa vào cảnh giới của anh ta thì hoa khai phú quý đối với anh ta không có hiệu quả mà. Có thể là để tặng người khác, cũng có thể là người ta thích uống trà Vân Vụ Lư Sơn. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng Tô Thương đã không nghe thấy rồi, anh đã khôi phục lại hình dáng cũ rồi trở về lại biệt thự ven sông. Quách Ý không còn ở bên ngoài chờ nữa. Mà đã vào nằm ngủ trên sofa trong phòng khách. Cái tên Quách Hí này, so với Tiêu Đình thì đúng là không chuyên nghiệp mà. Tô Thương mỉm cười, nhưng anh lại không đánh thức Quách Hí dậy, mà đi thẳng lên lầu 3, sau khi đóng cửa lại thì bắt đầu ngồi tu luyện. Tối nay anh đã có được hai cục đá năng lượng to khoảng như quả trứng gà, tương đương với 4 cục hạ phẩm linh thạch rồi. Không biết là sau khi luyện hóa hết tất cả thì có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ 3 không? Chỉ khi đạt đến luyện khí tầng thứ 3 thì Tô Thương mới càng có thêm sức mạnh để đối mặt với tông sư võ đạo. Cùng lúc đó, trang viên nhà họ Tô, hai cha con Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn,
sau khi uống thuốc giải rượu xong thì đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Tiêu Đình, khi cậu nhìn thấy tôi thì tôi thật sự đang nằm trên mặt đất sao? Tô Thần Binh hỏi. Vâng, hơn nữa, ông chủ, ông còn chảy nước miếng nữa, miệng thì lèm bèm nói gì đó không rõ. Tiêu Đình thật thà nói. Tôi. Khuôn mặt Tô Thần Binh đen sầm lại, biểu tình vô cùng xấu hổ. Tiêu Đình, tôi không làm gì đáng xấu hổ chứ? Tô Kiền Khôn không nhịn được cũng hỏi. Không có, ông chỉ nằm gục xuống bàn ngủ thôi. Tiêu Đình nói. Nghe thấy lời này, Tô Kiền Khôn liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn sang Tô Thần Binh, nghiêm trang nói, Thần Binh, con uống rượu không được, sau này ra ngoài uống ít lại, tránh làm xấu mặt nhà họ Tô. Vâng, thưa cha. Tô Thần Binh khiêm tốn trả lời, sau đó lại lo lắng hỏi, không biết đêm nay chú Huyền Thiên uống rượu có vui không, cha, cha có phương thức liên lạc với chú ấy không? Quên lưu lại rồi, nhưng mà không sao. Chỉ cần cậu ta còn ở Giang Bắc thì chắc chắn sẽ còn cơ hội để gặp mặt. Tô Kiền Khôn hài lòng mỉm cười nói, lần kết nghĩa này là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của cha, Thần Binh, sau này con phải cung kính chú Huyền Thiên một chút, tương lai của nhà họ Tô đều dựa vào cậu ta. Con hiểu. Ừm. Tô Kiền Khôn gật đầu rồi nói tiếp, đúng rồi, có mấy người ở quốc nhận muốn tới Giang Bắc, hình như là có nhiệm vụ, ngày mai con đi đón bọn họ đi. Mặc dù nhà họ Tô chúng ta đã rời khỏi quốc nhận nhưng bọn họ từ xa tới chúng ta làm chủ nhà thì một số lễ tiết vẫn nên làm cho trọn, huống hồ mấy người đó đều là những người tài giỏi mà con đã đào tạo ra. Tô Kiền Khôn dặn dò nói, gần đây cha muốn yên tĩnh để dưỡng thương, không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất đừng làm phiền cha, con đi đi. Vâng, Tô Thần Binh nghe lời rồi xoay người lại rời khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất. Sau khi đi ra Tô Thần Binh liền nói với Tiêu Đình ở bên cạnh, tối qua Tô Thương chạy đi đâu rồi, không gây rắc rối gì chứ. Dạ thưa ông chủ, Quách Ý báo tin thì đại thiếu gia vẫn luôn ở trong biệt thự, hoàn toàn không đi ra ngoài. Tiêu Đình trả lời. Không thể nào, không có lầm chứ, Quách Ý có đi lên phòng xem không, đừng để tên bỏ đi đó lại lén trốn ra ngoài. Không có, Quách Ý nói là cậu ấy đã kiểm tra rồi ạ, đại thiếu gia luôn ở trong phòng. Vậy thì kỳ quặc quá, sao nó có thể nhìn được chứ, chuyện bất thường như vậy chắc chắn có điều kỳ quái. Tô Thần Binh nhíu mày rồi nói, thôi bỏ đi, mặc nó chơi đùa vậy, dù sao qua mấy ngày nữa nó cũng phải đi quốc nhận rồi, mấy ngày này để nó hưởng thụ chút vậy. Ngày hôm sau, buổi chiều, Tô Thương đã kết thúc trạng thái tu luyện, hai cục đá năng lượng trong tay đã hóa thành cát bụi. Luyện khí từ tầng thứ 2 lên tầng thứ 3 cần linh khí rất nhiều. Bốn miếng hạ phẩm linh thạch căn bản không đủ dùng. Tô Thương thản nhiên nói, xem ra nếu muốn đột phá thì cần phải thu thập thêm nhiều đá năng lượng nữa mới được. 4 giờ chiều rồi, không còn sớm nữa, phải đi chúc thọ rồi. Tô Thương liếc nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị gọi điện cho Lý Nguyệt. Nhưng anh vừa cầm điện thoại lên chưa kịp ấn số thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Là Vương Phú Quý gọi tới, giọng điệu hoang mang vô cùng, mẹ kiếp. Tô đại thiếu gia, cứu mạng với. Tô Thương khẽ cau mày nói, cứu mạng gì chứ, từ từ nói, có chuyện gì. Hôm nay Nạp Lan Dịch hẹn tôi đi đấu chó, tôi hào hứng quá liền đồng ý, kết quả là thua sạch quần luôn rồi. Vương Phú Quý nghẹn ngào nói, những cái đó cũng không tính là gì, quan trọng là cổ phần của tập đoàn Vương Thị trong tay cha tôi cũng bị thua sạch rồi, nếu như cha tôi biết được thì chắc chắn sẽ đánh chết tôi cho mà xem. Tô đại thiếu gia, anh em tốt của tôi, cứu tôi với. Nạp Lan Dịch, đại thiếu gia nhà họ Nạp Lan sao? Tô Thương nhíu mày nói. Đúng, chính là anh ta. Vương Phú Quý nói tiếp, Nạp Lan Dịch nói rồi, chỉ cần anh chịu đến đấu chó với anh ta thì anh ta sẽ đem cổ phần của tập đoàn Vương Thị trả lại cho tôi. Ừm, Tô Thương nghi ngờ nói, ý của cậu là chỉ cần tôi đi đấu chó thì không cần biết thắng hay thua thì Nạp Lan Dịch cũng sẽ đem cổ phần trả lại cho cậu sao? Đúng vậy, đầu óc của Nạp Lan Dịch chắc là bị chập mạch rồi, cổ phần mà tôi thua của anh ta có giá hơn mấy tỷ, vậy mà yêu cầu của tên ngốc này lại đơn giản như vậy. Vương Phú Quý trước thì chửi Nạp Lan Dịch sau lại khẩn cầu nói, Tô đại thiếu gia, tôi xem anh như là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, anh xem tôi hầu hạ anh nhiều năm như vậy. Lần này anh nhất định phải giúp tôi. Đi cái đầu cậu, đừng có nói mấy lời ám muội như vậy, ông đây không tốt như cái miệng cậu nói đâu.
Tô Thương tức giận tối sầm mặt lại nhưng sau đó lại nhanh chóng suy nghĩ. Nạp Lan Dịch cũng không phải tên ngốc, chắc chắn là biết giá trị của cổ phần, sao lại có thể dễ dàng trả lại cho Vương Phú Quý như vậy chứ? Anh ta nói thẳng là muốn mình đi qua đấu chó, chắc chắn không phải là ý tốt gì. Người đứng sau lưng Tô Cảnh Hàm là Nạp Lan Thiếu Gia. Nạp Lan Thiếu Gia, Nạp Lan Dịch, lẽ nào là cùng một người? Nghĩ đến đây thì Tô Thương gật đầu đồng ý nói, Vương Phú Quý, cậu đừng lo lắng, tôi qua ngay bây giờ đây. Ha ha, Tô Đại Thiếu Gia, tôi yêu anh chết đi được. Vương Phú Quý nghe thấy như vậy mừng rỡ như điên nói, tôi biết anh sẽ không vứt bỏ tôi đâu, Tô Đại Thiếu Gia, anh nói thật đi, tôi có phải là người anh yêu thương nhất không? Người yêu thương nhất? Tô Đại Thiếu Gia, tôi có phải là người anh yêu thương nhất không? Tại sao anh không nói gì? Có phải không? Có phải không? Phải con mẹ mày. Tô Thương tối sầm mặt mũi rồi cúp điện thoại sau đó búng tay một cái. Gâu gâu. Ngay sau đó, một con teddy lông xù màu nâu liền chạy ra, đôi mắt màu đen long lanh ngước lên nhìn tràn đầy vẻ cung kính, đó chính là Bạch Miêu lần trước đã giúp Tô Thương chiến thắng trong cuộc đấu chó. Mấy ngày này, Bạch Miêu vẫn luôn ở trong phòng của Tô Thương, vô cùng ngoan ngoãn. Tô Thương cũng không có đối xử tệ với nó, anh đã cho nó ăn linh khí 2 lần rồi. Ngoại hình Bạch Miêu bây giờ không có gì khác trước, nhưng trí thông minh của nó đã tăng vọt, gần bằng như con người rồi, chỉ là nó không biết mở miệng nói chuyện mà thôi. Nó biết Tô Thương vào phòng là sẽ tu luyện cho nên trước giờ không bao giờ làm phiền đến Tô Thương, chỉ yên lặng nằm ở góc phòng, Tô Thương búng tay nó mới ngoe nguẩy cái đuôi chạy tới. Bạch Miêu, đi, tao đưa mày đi thi đấu. Hôm nay biểu hiện cho tốt vào. Lúc này, Tô Thương cười nói. Gâu. Bạch Miêu vui mừng đáp lại, xem ra rất là vui vẻ, bởi vì nó biết đã đến lúc thể hiện giá trị bản thân rồi. Tiếp theo đó, Tô Thương ôm Bạch Miêu từ tầng 3 đi xuống, đến phòng khách thì gặp Quách Ý. Đại thiếu gia, Quách Ý đã tỉnh dậy rồi, nở một nụ cười chào hỏi. Tô Thương gật đầu rồi trêu chọc nói, Quách Ý. Cha tôi kêu cậu đến trông chừng tôi vậy mà cậu lại nằm ngủ trên sofa, thái độ làm việc của cậu không nghiêm túc nha. Ai mà ngờ, Quách Ý lại nói với ý tứ sâu xa, đại thiếu gia, cái này không trách tôi được, tôi biết bản thân không thể trông chừng cậu được, nên nếu đã biết là lãng phí công sức thì chi bằng cho bản thân nghỉ ngơi đi. Hừ, Tô Thương nghe thấy như vậy, trong nháy mắt biểu tình liền ngưng động lại. Ánh mắt lạnh lẽo tới thấu xương nhìn Quách Ý rồi trầm giọng nói cậu biết cái gì rồi. Vừa nói, Tô Dương vừa tỏa ra một luồng khí thế cực lớn, không gian chung quanh lập tức lạnh đến mức đóng băng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đại thiếu gia, tôi thật đáng chết. Sắc mặt Quách Ý nhất thời thay đổi cực nhanh, cả người run rẩy. Trả lời câu hỏi của tôi, Tô Thương lạnh giọng nói cậu biết được những gì rồi. Tôi chỉ biết đại thiếu gia che giấu thực lực, còn những cái khác thì đều không biết. Quách Ý thành thật trả lời. Tô Thương nhíu mày nói, làm sao cậu biết được? Tối hôm qua, tôi đến phòng của cậu thì phát hiện cậu hoàn toàn không ở trong phòng, lại thêm lúc trước cũng có mấy lần cậu tránh được sự giám sát của Tiêu Đình, như vậy đủ để chứng minh được thực lực của cậu còn vượt xa hơn cả tôi và Tiêu Đình nữa. Quách Ý tiếp tục nói. Nếu không thì cậu cũng sẽ không dễ dàng trốn đi mà thần không biết quỷ không hay như vậy. Không tệ, cái đầu của cậu, thông minh hơn so với Tiêu Đình. Tô Thương nhanh chóng phản ứng lại, nếu như đã bị bại lộ rồi thì chỉ có thể uy hiếp một phen. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền mở lòng bàn tay ra, một thủy cầu trong nháy mắt được hình thành, phát ra uy thế vô cùng kinh khủng. Chân khí, nước, tông sư võ đạo, Quách Ý nhìn thấy như vậy. Trong mắt hiện lên nổi kinh ngạc vô cùng. Anh ta không giống với Tiêu Đình, anh ta biết bày mưu tính kế, có thể được xem như là quân sư của Tô Thần Binh. Lúc trước Tô Thần Binh đi chinh chiến ở Biên Cương, có rất nhiều việc là anh ta bày mưu tính kế cho ông ấy. Cho nên sau 2 ngày đi theo giám sát đại thiếu gia, Quách Ý đã đoán ra là đại thiếu gia đang che giấu thực lực của mình. Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ tới là đại thiếu gia vậy mà là tông sư võ đạo. Cái này thật quá khủng bố rồi. Lúc này, Tô Thương trầm giọng nói, Quách Ý, quỳ xuống. Phịch, Quách Ý không hề do dự, nhanh chóng quỳ xuống đất, ngước lên nhìn Tô Thương đầy vẻ cung kính và sợ hãi. Chuyện tôi che giấu thực lực, cậu có kể với ai chưa?
Tô Thương chất vấn. Quách Hí vô cùng sợ hãi, thành thực nói, đại thiếu gia rõ ràng là có thực lực vô cùng mạnh nhưng lại đóng giả như một tên bỏ đi, chắc hẳn là có kế hoạch của mình, cho nên tôi không kể với ai cả, cho dù là ông chủ, tôi cũng chưa nói. Không tệ, xem như cậu thông minh. Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó lại chăm chú nhìn Quách Hí, khí tức mạnh mẽ chân áp xuống, nói tiếp, cậu đoán không sai, tôi che giấu thực lực là có lý do của mình. Cậu đã biết chuyện này rồi, vốn dĩ tôi muốn giết cậu để chấm dứt hậu hoạn về sau, nhưng mà cậu đến nhà họ Tô cũng mười mấy năm rồi, vô cùng trung thành với nhà họ Tô, cho nên tôi sẽ chừa mạng sống của cậu lại. Tô Thương lạnh lùng uy hiếp nói, nhưng, tin tức tôi là người luyện võ không được để lộ ra ngoài, nếu không cậu sẽ là người bị tôi giết chết đầu tiên. Quách Hí bị khí tức của Tô Thương dọa cho sợ hãi vô cùng, vội vàng trả lời, vâng, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai. Nhớ kỹ những lời cậu nói. Tô Thương gật đầu rồi thu lại khí thế trên người lại, giọng điệu bình thản nói, tôi cần ra ngoài một chuyến, cậu ở lại biệt thự đi, cha tôi có gọi điện đến hỏi thì cậu cứ nói tôi đang ở trong biệt thự nghỉ ngơi. Sau khi nói xong Tô Thương liền ôm Bạch Miêu bước nhanh ra khỏi biệt thự ven sông. Cung kính tiễn thiếu gia. Quách Hí một mực cung kính nói, Tô Thương rời đi một hồi lâu rồi anh ta mới dám đứng lên. Đại thiếu gia ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm, tính cách như vậy tương lai chắc chắn sẽ thành tài mà. Ông chủ, xin lỗi ông, người thường đi chỗ cao, nước thì chảy về chỗ trũng, bây giờ tôi là người của đại thiếu gia rồi. Quách Hí khẽ cười, khi nhắc đến Tô Thương trong mắt anh ta tràn đầy cung kính sợ hãi. Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lơ lửng sáng chói đầy bầu trời đêm. Sau khi rời khỏi biệt thự cạnh bờ sông, Tô Thương điều khiển chiếc Bentley Mausanin, phi một mạch đến nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô. Nơi này đã bỏ hoang rất lâu, dần dần biến thành nơi các thiếu gia Giang Bắc đấu chó. Tô đại thiếu gia, anh em tốt của tôi, người em này cuối cùng cũng chờ được anh rồi. Tô Thương đi xuống xe, Vương Phú Quý liền chạy tới nịnh nọt, mẹ kiếp, Tô đại thiếu gia, mấy ngày không gặp, lại đẹp trai vãi trưởng, có để cho người khác sống không vậy? Suýt chút nữa người em này bị bẻ cong đấy. Vừa nói, Vương Phú Quý còn ôm lấy cánh tay của Tô Thương, đầu giả vờ dựa vào Tô Thương. Khốn kiếp, cút đi. Tô Thương mặt sầm lại đẩy Vương Phú Quý ra, sau đó liếc nhìn mấy người cách đó không xa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một tên người thanh niên mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt phong cách Anh. Người này cao to đẹp trai, mái tóc được sấy, chải gọn gàng, lúc này một tên đang đút một tay vào túi quần. Trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh ta chính là nhị thiếu gia của dòng họ Nạp Lan, Nạp Lan Dịch. Khi Tô Thương quan sát Nạp Lan Dịch cũng đang nhìn Tô Thương, mà còn mở miệng nói trước, Tô đại thiếu gia, đã lâu không gặp. Nạp Lan Dịch, Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, những ký ức liên quan tới đối phương liền tràn về trong đầu anh. Vai trò của Nạp Lan Dịch ở nhà họ Nạp Lan, không kém gì với Tô đại thiếu gia, đều là công tử bột của Giang Bắc. Nhưng mà, Nạp Lan Dịch thì đỡ hơn một chút, chơi thì chơi, nhưng chuyện làm ăn trong nhà cũng không phải là hoàn toàn ngu dốt. Tô đại thiếu gia với anh ta, thỉnh thoảng đánh bài, đấu chó, đua xe gì đó cùng một chỗ, hai bên cũng coi như quen biết nhau. Người đứng sau lưng Tô Cảnh Hàm, lẽ nào là anh ta thật? Bây giờ chuyện của Tô Cảnh Hàm bị bại lộ đã bỏ trốn rồi, cho nên anh ta mới lộ diện, muốn đích thân bày một ván cờ đối phó với mình sao? Nghĩ tới đây, Tô Thương cười lạnh trong lòng, định lấy bất biến ứng vạn biến. Nạp Lan Dịch, cái đồ quá đáng nhà anh, chuyện đấu chó vui vẻ như thế, anh gọi Vương Phú Quý vậy mà không gọi tôi. Lúc này, Tô Thương giả tức giận nói. Ha ha, Tô đại thiếu gia, anh đừng nóng giận, không phải là gọi anh đến rồi sao? Nạp Lan Dịch cười nói. Vậy cũng coi như tạm được. Tô Thương gật đầu hài lòng, sau đó nói, đúng rồi. Chuyện lúc trước anh đồng ý với Vương Phú Quý, không thể ăn quyệt nhé, tôi tới rồi, anh mau đem cổ phần trả lại cậu ấy đi. Tô đại thiếu gia yên tâm, tôi nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không chơi xấu. Nạp Lan Dịch liếc nhìn Tô Thương một cách khinh thường, sau đó giơ tay lên, tên vệ sĩ bên cạnh liền lấy ra một bản hợp đồng. Nạp Lan Dịch nhận hợp đồng, đưa cho Vương Phú Quý, khẽ cười nói, Vương đại thiếu gia, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà cậu vừa ký. Bây giờ trả lại cậu. Ha ha, Nạp Lan thiếu gia,
anh thật sự là một người tốt, cảm ơn nhé. Vương Phú Quý vội vàng lấy hợp đồng, xé tan tành thành nhũng vụn, rồi vứt lên không trung, vứt xong thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, phù, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng bỏ ra được rồi. Lúc này, Tô Thương nhìn về phía Nạp Lan Dịch, cười nói, Nạp Lan Dịch, anh chi một cái giá đắt như vậy để hẹn tôi ra, có chuyện gì không? Ha ha, tôi có thể có chuyện gì chứ, chỉ là nhiều ngày như vậy không gặp, có chút nhớ Tô Đại Thiếu gia thôi. Nạp Lan Dịch cười nói, huống hồ, cái cổ phần này rất quan trọng đối với Vương Đại Thiếu gia, trong lòng tôi biết rõ, nếu để cho ông chủ Vương biết Vương Đại Thiếu chuyển nhượng cổ phần, chỉ sợ Vương Đại Thiếu sẽ bị đánh gần chết mất. Mọi người là bạn cùng chơi với nhau, tôi làm sao có thể thu mua cổ phần thật được, đây không phải là hại Vương Đại Thiếu gia sao. Cho nên tôi mới có thể nói, anh đến là trả cổ phần, thực sự anh không đến, cái hợp đồng này tôi cũng sẽ trả lại cho Vương Đại Thiếu gia. Nạp Lan Dịch cười nói. Ồ, Nạp Lan Thiếu gia, thì ra anh tốt như vậy, vậy mà lại suy nghĩ cho tôi, cảm ơn nhé. Vương Phú Quý cảm kích nói. Nạp Lan Dịch cười nói. Vương Đại Thiếu gia khách sáo rồi, đấu chó mà, vui vẻ vốn là quan trọng nhất. Đúng đúng đúng, Vương Phú Quý vội hùa theo. Nạp Lan Dịch nở một nụ cười, sau đó nhìn sang Tô Thương, nói tiếp, Tô Đại Thiếu gia, nếu như đã đến rồi, hay là hai chúng ta đấu một ván đi. Vương Phú Quý nghe vậy, bỗng trả lời, cái này, Nạp Lan Thiếu gia, hay là thôi đi, Tô Đại Thiếu gia anh ấy không mang theo chó. Cậu ấy vốn dĩ muốn từ chối thay cho Tô Thương, nhưng Tô Thương lại cười nói, được thôi, đúng lúc gần đây tôi đang nuôi một con chó vô cùng dũng mãnh, bách chiến bách thắng. Khiếp thật, Tô Đại Thiếu gia, thật hay giả vậy? Vương Phú Quý bất ngờ nói, sao tôi lại không biết thế? Đương nhiên là thật rồi, cậu còn từng thấy đấy, lần trước không phải chúng ta dùng nó đánh bại con chó Pitbull của Triệu Văn Bân à? Tô Thương cười nhẹ một tiếng. Sau đó búng tay nói, Bạch Miêu, ra đây đi. Ngay sau đó, một con teddy màu nâu, liền từ trong xe cách đó không xa đi xuống, ngoan ngoan đứng bên cạnh Tô Thương. Mẹ kiếp, Tô Đại Thiếu gia, anh điên rồi, lần trước chỉ là may mắn, chó của Triệu Văn Bân mắc bệnh thoái hóa xương, lần này không may mắn như vậy đâu. Vương Phú Quý nói gấp, tối nay hay là đừng thi nữa, dù sao cổ phần cũng cầm trong tay rồi, chúng ta nhanh đi về đi. Tin tôi đi, có thể thắng. Tô Thương vỗ vỗ bả vai Vương Phú Quý, tràn đầy tự tin nói. Tô Đại Thiếu gia, anh nghiêm túc sao? Lúc này, Nạp Lan Dịch hỏi. Ừ, tôi cũng không có thời gian đùa giỡn với anh đâu. Tô Thương thôi thúc nói, tới đi, chúng ta đánh cược cái gì, nhanh đấu đi, tối nay tôi còn có việc. Được. Nạp Lan Dịch nở một nụ cười khó đoán, sau đó nói, chúng ta sẽ không cá cược tiền. Lần này cược gì đó thú vị chút. Nơi này khoảng chừng 10 cây số hướng đông, có một rừng cây, nghe nói nơi đó gần đây ma quỷ lộng hành rất ghê gớm. Nạp Lan Dịch tiếp tục nói, Tô Đại Thiếu gia, chúng ta người nào mà thua người đó phải đi tới khu kia rừng kia, thấy thế nào? Được, vậy cứ quyết định thế đi. Tô Thương trả lời. Vương Phú Quý lại nói, ồ, Tô Đại Thiếu gia, đừng kích động như vậy, khu rừng kia ma quỷ lộng hành đấy. Cái này, tôi suy nghĩ một lần nữa đi. Tô Thương nghe nói như thế, liền biết Nạp Lan Dịch có sắp đặt ở trong rừng, để giảm bớt sự nghi ngờ của anh ta, liền giả vờ do dự, vừa bắt đầu đã bỏ cuộc giữa đường. Tô Đại Thiếu gia, chúng ta đều là người từng tiếp thu 9 năm giáo dục phổ cập, loại ma quỷ gì đó, đều là mê tín, lá gan của anh hẳn sẽ không nhỏ như thế chứ. Trong lòng Nạp Lan Dịch xem thường Tô Thương. Sau đó sử dụng kế khích tướng, Tô Đại Thiếu gia trong ấn tượng của tôi, là một người có lòng can đảm, có khí phách. Nhưng, nếu như Tô Đại Thiếu gia đổi ý, thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói. Nạp Lan Dịch thất vọng nói. Ai nói tôi đổi ý rồi? Tô Thương ra vẻ hành động theo cảm tính, cắn răng nói, cứ cược cái này đi, ai thua thì người đó đi đến khu rừng. Ha ha, đây mới là Tô Đại Thiếu gia trong lòng tôi. Không hổ là Đại Thiếu gia đứng đầu Giang Bắc. Nạp Lan Dịch cười lạnh trong lòng, bên ngoài lại nịnh nọt Tô Thương. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi, đem chó của anh tới đi. Tô Thương thúc giục nói. Được. Nạp Lan Dịch gật đầu, sau đó vẫy tay, vệ sĩ bên cạnh liền dắt tới một con chó collie, cơ thể to gấp N lần so với Teddy,
xem ra hoàn toàn không có gì để mà so sánh cả. Ngay sau đó, cuộc thi đấu chó đã bắt đầu, hai con chó đứng đối diện nhau, kích thước cơ thể cách biệt khác thường như vậy khiến cho cảnh tượng này trông rất buồn cười, Nạp Lan Dịch với vệ sĩ của anh ta đều không nhịn cười được. Tô Thương cũng cười, bởi vì anh ấy có lòng tin, loại chó bình thường, Bạch Miêu một chiêu có thể hạ gục hết. Nhưng lần này, Tô Thương lại không muốn thắng. Lần này đặt cược, ai thua thì đi rừng cách đó 10 cây. Tô Thương có thể kết luận, Nạp Lan Dịch ở bên kia âm mưu, nếu như mình thắng thì sẽ không rơi vào cái bẫy đó, như thế thật là nhàm chán. Vì phối hợp với Nạp Lan Dịch diễn xuất, anh ấy muốn thua, nhất định phải thua. Vì thế Tô Thương đã âm thầm ra lệnh cho Bạch Miêu, dặn dò nó phải giả vờ thua dưới tay con chó cô ly. Tô Thương có được linh hồn của tiên đế, như vậy âm thầm truyền âm là một chuyện rất dễ dàng sẽ không có người để ý tới. Gâu! Bạch Miêu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phải làm theo, kết quả là bị ngâm trong nước nóng, nó đặc biệt đau lòng tha thiết nhìn Tô Thương. Nạp Lan Dịch còn tưởng là Bạch Miêu sợ hãi, liền cười nói, Tô đại thiếu gia, con Bạch Miêu của anh chắc là sợ rồi, ánh mắt của nó có phải đang cầu xin anh đừng để nó thi đấu đúng không? Có thể lắm. Tô Thương nhìn về phía Bạch Miêu, cười trấn an nói, ngoan, nghe lời rồi chỗ tốt sẽ không thiếu mày đâu. Gâu gâu. Bạch Miêu nghe thế, tinh thần cũng ổn định hơn, phấn khởi kêu to 2 tiếng. Tô đại thiếu gia, nó thật là thông minh, giống như hiểu được cậu đang nói cái gì đấy. Lúc này, Nạp Lan Dịch cười nói, chó cưng tốt như vậy, cậu lại lấy đồ ăn dụ dỗ nó đi chịu chết, thật đáng tiếc. Nạp Lan Dịch, cậu nói nhảm ít thôi. Tô Thương bực mình nhìn Nạp Lan Dịch, sau đó cổ vũ nói, Bạch Miêu, cố lên, cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tao giao cho mày. Gâu gâu. Bạch Miêu nghiêm túc kêu lên 2 tiếng, sau đó cực kỳ phẫn nộ nhìn vào con chó cô ly cách đó không xa. Cuộc chiến giữa hai con chó chính thức bắt đầu. Con chó cô ly hết sức hung dữ, nhe răng trợn mắt gầm lên để hù dọa đối thủ. Bạch Miêu cũng không chịu thua kém, dù chỉ to bằng quả dưa hấu nhưng nó hung dữ nhìn chú chó chăn cừu, thậm chí còn nhảy vài cái. Chẳng qua, nó còn không cao bằng bắp chân của con chó cô ly. Cho dù có nhảy dựng lên cũng chỉ có thể cắn vào đầu gối của chó cô ly, nhìn vào hết sức buồn cười. Nạp Lan Dịch cùng vệ sĩ bên cạnh anh ấy, thấy như vậy tất cả đều cười rộ lên. Giống. Đột nhiên, con chó cô ly tấn công, dữ tợn nhằm về phía đối thủ. Kết quả là thoáng cái con Bạch Miêu hung hăng lúc đầu không còn nữa, mà ngã lộn xuống đất, kêu trong đau đớn. Con chó cô ly dừng lại, nhìn con Bạch Miêu một cách ngạc nhiên. Sự bối rối lớn lóe lên trong đôi mắt nhỏ. Ha ha! Tô đại thiếu gia, con chó của anh diễn xuất khá đấy, còn chưa đụng vào đã nằm xuống rồi, không cần phải ăn vạ như thế chứ. Nạp Lan Dịch không thể nhịn được cười. Tô Thương trong lòng cười nhạt, ngoài mặt lại lo lắng nói, cái con chó này, mày tưởng mày là cái gì, thật là mất mặt tao quá, để con chó cô ly cắn chết mày còn hơn. Được rồi, Tô đại thiếu gia, bớt giận đi. Chỉ là một con chó tét đi mà thôi, làm sao có thể đấu lại con chó cô ly của tôi chứ? Nạp Lan Dịch cười nói, mấy ngày trước tôi cùng Triệu Văn Bân đánh bài nghe nói, đúng là số của đen thật, chọn phải một con chó còi xương để thi đấu. Con chó này của tôi, hôm nay vừa mới kiểm tra sức khỏe xong, mọi thứ đều bình thường, cho nên không có gì ngạc nhiên khi đánh bại con chó của cậu. Nạp Lan Dịch nói, hừ, con chó vô dụng này, mau về đây. Tô Thương nhìn Bạch Miêu, hùng hổ nói, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Dịch không cam lòng, Nạp Lan Dịch, lần này coi như cậu thắng, tôi đi vào rừng đây, lần sau tôi nhất định phải thắng cậu. Ha ha, được, có cơ hội lại đấu tiếp. Nạp Lan Dịch lộ ra một nụ cười âm mưu thành công, không chút để ý hỏi, đúng rồi, Tô đại thiếu gia, Triệu Văn Bân đã chết 2 ngày trước, chuyện này cậu có biết không? Cái gì, Triệu Văn Bân chết rồi sao? Chết như thế nào, Tô Thương ra vẻ kinh ngạc nói. Cụ thể thì tôi không rõ, dù sao tôi với anh ta cũng không thân thiết gì, không cần biết nhiều làm gì. Nạp Lan Dịch cười nhẹ nhàng nói, kìa Tô đại thiếu gia, cậu đi vào rừng đi, không còn sớm nữa tôi cũng về đây. Cậu không đi với tôi sao? Tô Thương nhìn Nạp Lan Dịch thích thú nói. Tôi không đi đâu, phẩm chất đánh cược của Tô đại thiếu gia cậu ở Giang Bắc có ai mà không biết, nhất định sẽ giữ uy tín. Lần sau chúng ta lại cược tiếp.
Nạp Lan Dịch lắc đầu cười, sau đó dắt con chó Collie cùng vài người vệ sĩ lái xe rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang. Tô đại thiếu gia, tôi đã khuyên cậu rồi, bảo cậu không nên đánh cược không nên đánh cược, thế mà cậu không nghe, bây giờ thì sáng mắt chưa, thua rồi đó. Cái rừng kia tôi đã nghe nói, thật sự có chuyện ma ám, mấy ngày gần đây đã chết vài người rồi, tim đều bị moi ra, cảnh sát phái người đi điều tra, kết quả cái gì cũng không tìm được manh mối gì, nghĩ lại thật làm cho người ta khiếp sợ. Vương Phú Quý than thở, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi sâu xa đối với rừng cây, sợ hãi nuốt hai ngụm nước bọt, nhưng cuối cùng nói, đi thôi, chúng ta cùng đi vào rừng cây, nhanh để còn về nhà, mong rằng đừng xảy ra chuyện gì. Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, nhẹ nhàng cười nói, là tôi thua, cậu đi theo làm gì? Mẹ kiếp, Tô đại thiếu gia, cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta là anh em tốt, Vương Phú Quý tôi làm sao để cậu đi một mình được? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, làm sao tôi có thể tồn tại ở Giang Bắc này cơ chứ? Vương Phú Quý nghiêm túc nói. Tô Thương nghe vậy liền có chút động lòng, không nghĩ tới Tô đại thiếu gia ăn chơi trác táng này mà còn có thể có một người anh em tốt sẵn lòng cùng anh ấy đồng cam cộng khổ vậy. Ngược lại kiếp trước mình tu luyện một đời, tu luyện 8 vạn năm mà không có nổi một người bạn nào, chỉ có con Bạch Miêu làm bạn, thật là đau thương. Tô đại thiếu gia, như thế nào, có phải cậu đang rất động đúng không, bây giờ có cho tôi đi không, thật ra hai người cùng nhau đi cũng tốt, kết hợp chặt chẽ, cậu cày ruộng còn tôi dệt vải, cậu gánh nước còn tôi tưới cây, khi không có gì để làm thì có thể chém gió với nhau, thật tuyệt. Vừa nói, Vương Phú Quý vừa nháy mắt với Tô Dương. Bóp cổ họng Tô Thương nói nhỏ, Tô đại thiếu gia, có được không? Nếu cậu muốn thì sẽ có người đào một cái hố ở nước ngoài cho cậu, và tôi đảm bảo rằng anh sẽ có trải nghiệm không tệ đâu. Đi cái con khỉ, cút đi. Một giây trước Tô Thương còn đang cảm động, giờ phút này lại đen mặt đạp Vương Phú Quý một đạp. Đồ khốn, Tô Thương, cậu thật là độc ác, chúng ta không phải đi vào rừng sao, tôi chỉ nói đùa để giảm bớt căng thẳng, thế mà cậu cũng ra tay đạp tôi. Vương Phú Quý tức giận nói. Ai nói tôi cho cậu đi? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, tôi đi một mình vào trong rừng được, cậu về nhà trước đi. Mẹ kiếp, như vậy không được. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, Tô đại thiếu gia, cậu nghĩ rằng tôi đang nói đùa với cậu sao? Trong rừng thật sự rất nguy hiểm, tôi phải đi cùng với cậu, dùng sức mạnh của Vương Phú Quý tôi để dọa chết bọn yêu ma quỷ quái. Lúc nói lời này, chính Vương Phú Quý hơi lo lắng. Rõ ràng là sợ hãi rừng cây kia, nhưng vẫn như cố tỏ ra không sợ để giúp đỡ Tô Thương. Anh em tốt, tâm ý của cậu tôi hiểu được, nhưng thật sự không cần đâu, cậu quên cha tôi sắp xếp Tiêu Đình âm thầm bảo vệ tôi sao? Tô Thương lấy Tiêu Đình ra để làm lý do. Nghe thấy có Tiêu Đình bảo vệ, Vương Phú Quý thở phào nhẹ nhõm, cười nói, sao cậu không nói sớm, như thế là tôi an tâm rồi, vậy cậu đi một mình đi. Tô Thương gật đầu. Nhưng nhớ lại một việc nên nói, Vương Phú Quý, tí nữa thì quên, tối nay là mừng thọ 70 của ông nội Lý Nguyệt, chắc bây giờ cũng bắt đầu rồi, tôi đã chuẩn bị lễ vật rồi, nhưng đi vào trong rừng sợ không về kịp, cậu đem đến tặng giúp tôi. Nói xong, Tô Thương lấy bánh trà trên xe xuống đưa cho Vương Phú Quý. Không thành vấn đề, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vương Phú Quý nhận bánh trà, nhịn không được mà nói, Tô đại thiếu gia, cậu keo kiệt thật đấy. Lý lão gia mừng thọ mà cậu chỉ tặng bánh trà thôi sao? Cậu thì biết cái gì, bánh trà này được trồng trên đỉnh núi Lư Sơn, có tên gọi của riêng mình, gọi là Hoa Khai Phú Quý, giá trị 700 vạn. Tô Dương giải thích, 700 vạn, không ít. Đợi chút, Tô đại thiếu gia, cậu nói bánh trà tên là gì? Vương Phú Quý nhíu mặt hỏi. Hoa Khai Phú Quý. Mẹ nó chứ, ông đây chính là Phú Quý, cái tên khỉ gì thế chứ? Lại còn hoa khai phú quý, hoa nở cái gì, hoa cúc sao? Vương Phú Quý tức giận nói, hoa cúc tôi nở khi nào? Tô đại thiếu gia cậu nói xem, có phải cậu cố ý lấy tên đó để bôi nhỏ tôi không? Hoa khai phú quý nở sao? Hoa cúc phú quý nở sao? Cậu đang nói cái gì vậy? Trong đầu của cậu đang nghĩ cái gì bậy bạ thế, tôi không có thời gian để chán ghét cậu, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đừng ép tôi. Tôi đi trước đây, đừng quên những gì tôi nói đấy, giúp tôi đưa lễ vật đến nhà họ Lý. Tô Thương vội vàng nói rồi lái xe rời khỏi đó, rất nhanh đã mất tăm mất dạng trong bóng đêm. Có Tiêu Đình lợi hại như vậy,
âm thầm bảo vệ anh ta trong bí mật thì có phần an tâm rồi. Cảm giác như Tô đại thiếu gia đã thay đổi tính cách. Anh ta dám đi trong đêm tối như vậy, vậy thì tôi cũng xin cha tôi bố trí một vệ sĩ hùng hậu cho tôi. Nhìn Tô Thương đi mất, Vương Phú Quý trong mắt tràn đầy sự hâm mộ, rồi quay sang nhìn bánh trà trong tay, chán ghét nói, Hoa Khai Phú Quý, khai cái chân bà nội cậu, thật là phiền phức. Vương Phú Quý càng nghĩ càng giận, vì thế nên gọi điện thoại sai đàn em, để cho nó lấy danh nghĩa Tô công tử mang bánh trà đến tặng Lý gia, còn anh ấy thì bỏ đi một cách tự nhiên. Dù sao cũng là đem đến Lý gia thì ai đem cũng giống nhau. Đúng lúc đó, trong đêm khuya, một chiếc xe thương mại màu đen đang chạy nhanh. Ngồi ở hàng ghế sau xe một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác màu be kiểu Anh, chính là Nạp Lan Dịch. Nhị công tử, nếu chúng ta không đi theo, Tô đại thiếu gia có thể không giữ lời không? Trong khu rừng kia bị ma ám, ngộ nhỡ Tô đại thiếu gia sợ hãi không dám vào trong đó thì chẳng phải là kế hoạch của chúng ta vô ích sao? Lúc này, một người đàn em bên cạnh nói. Yên tâm đi, Tô đại thiếu gia đánh cược thua, đến vợ của anh ta cũng có thể lấy ra làm cược được, huống chi chỉ là đi vào trong rừng cây một lần, anh ta sẽ có chơi có chịu. Nạp Lan Dịch nhếch miệng cười, chỉ cần anh ta đi vào rừng cây, nhất định sẽ chết dưới mai phục của Triệu gia. Nhị công tử thật là sáng suốt. Người này tò mò hỏi tiếp, thuộc hạ có chuyện này không biết, Tô gia là gia tộc lớn nhất Giang Bắc. Để so sánh với Tô gia thì Triệu gia có vẻ bé nhỏ, thuộc hạ không nghĩ ra, vì lý do gì mà Triệu gia lại muốn giết Tô đại thiếu gia. Ha ha, nói cho cậu biết cũng không sao. Nạp Lan Dịch giải thích nói, Triệu gia những năm gần đây, luôn luôn dốc sức vì Tô Cảnh Hàm, Triệu Văn Bân đã giúp cho Tô Cảnh Hàm rất nhiều việc. Nhưng mấy ngày hôm trước, Triệu Văn Bân chết, theo lời của Triệu gia thì Tô Thương liên quan đến cái chết của Triệu Văn Bân. Là do Tô Thương phái người giết Triệu Văn Bân. Nạp Lan Dịch nói tiếp, còn Tô Cảnh Hàm gần đây xảy ra chuyện, không liên lạc được. Cho nên Triệu gia vì muốn báo thù cho Triệu Văn Bân đã tìm đến tôi, trước là bày tỏ lòng trung thành, sau là thỉnh cầu tôi tìm giúp cơ hội giết Tô Thương. Nạp Lan Dịch cười nói. Thì ra là vậy, đàn em của Nạp Lan Dịch tò mò hỏi tiếp, nhị công tử, nhà họ Nạp Lan chúng ta không hề có quan hệ thân thiết gì với nhà họ Triệu. Tại sao anh lại đồng ý giúp Triệu gia? Ha ha, những năm gần đây, Tô gia đang hưng thịnh, đè ép cho Nạp Lan gia chúng ta không thở nổi, chỉ có làm cho Tô gia suy yếu thì Nạp Lan gia mới trở lại ngai vàng gia tộc đứng đầu Giang Bắc. Nạp Lan Dịch lạnh lùng cười nói, mà Tô Thương lại là người thừa kế duy nhất của Tô gia. Nếu Tô Thương xảy ra chuyện, Tô gia chắc chắn bị thiệt hại nghiêm trọng và dần dần suy yếu. Một gia tộc không có người thừa kế thì cho dù không bị suy yếu cũng sẽ bị đe dọa nhiều. Nạp Lan Dịch đắc ý nói, nếu tôi có thể hoàn thành việc này thì địa vị của tôi ở Nạp Lan gia chắc chắn sẽ vượt qua Nạp Lan Minh Chiết. Nạp Lan Minh Chiết cũng chỉ là đứa con hoang của cha tôi và Tiểu Tam mà thôi. Trong mấy năm gần đây lại chiếm gần một nửa việc làm ăn của Nạp Lan gia, anh ta dựa vào cái gì cơ chứ? Nói đến đây, Nạp Lan Dịch rất không phục. Thuộc hạ bên cạnh nghe vậy liền im lặng, tên thuộc hạ này cũng là một người thông minh, liên quan đến nội bộ tranh đấu của Nạp Lan gia, nên cũng không mở miệng. Ý nghĩ của Nạp Lan Dịch rất đơn giản, anh ta muốn diệt trừ Tô Thương, từ đó đả kích Tô gia, nâng địa vị của mình ở Nạp Lan gia lên, áp đảo danh tiếng của Nạp Lan Minh Chiết. Cho nên, khi biết được Triệu gia có thủ oán với Tô Thương, hơn nữa còn muốn giết Tô Thương, vì thế đã bày ra kế hoạch này. Nếu nhà họ Triệu thành công thì tất cả mọi người đều vui vẻ, sở dĩ họ chọn khu rừng ma ám chỉ là muốn đổ tội cho cái chết của Tô Thương là thứ bẩn thỉu, không ai có thể nghi ngờ nhà họ Triệu. Còn vì sao Tô Thương lại đi vào khu rừng đó, lý do nhất định sẽ bị truyền ra ngoài, mọi người ở Giang Bắc đều tập trung vào Nạp Lan Dịch, nhưng Nạp Lan Dịch cũng không sợ vì đây chính là kết quả anh ta muốn. Trước hết, Nạp Lan gia sẽ biết chính anh ta đã giết chết Tô Thương thì sẽ tán thưởng anh ấy. Tiếp đến, Nạp Lan Dịch chỉ là cùng Tô Thương cược một ván cược, anh ta cũng không giết Tô Thương, người Tô gia tuy rằng sẽ bất mãn nhưng không có lý do gì trách tội anh ấy. Quan trọng nhất là, Nạp Lan Dịch sẽ giải thích, nếu như mình thật sự muốn giết Tô Thương, khẳng định sẽ không dùng thủ đoạn kém cỏi như vậy để cho người khác chú ý đến mình. Ngược lại, có thể hóa giải nghi ngờ của Tô gia đối với mình. Tuy nhiên, nếu Triệu gia ám sát thất bại, Nạp Lan Dịch cũng không có tổn thất gì,
sẽ không có ai nghi ngờ anh ấy. Ngay cả khi cao thủ của Triệu gia khai ra thì anh cũng có thể phủ nhận thẳng thừng, vì dù sao cũng không có bằng chứng. Có điều Nạp Lan Dịch cho rằng, tỷ lệ thất bại cực kỳ thấp, bởi vì Triệu gia đã bố trí một cao thủ hóa kình hậu kỳ. Đêm đó không chỉ có Triệu Văn Bân chết, Khai Sơn trưởng Vương Bình Xuyên cũng chết, một trong những người anh em của Vương Bình Xuyên muốn đứng ra báo thù cho hắn nên đã gia nhập vào Triệu gia. Đây cũng là nguyên nhân Nạp Lan Dịch đồng ý hợp tác cùng Triệu gia, nếu không sẽ không để Triệu gia vào mắt. Qua đêm nay thôi, Giang Bắc sẽ không còn Tô đại thiếu gia nữa, ha ha. Nghĩ đến kế hoạch của mình, nụ cười của Nạp Lan Dịch ngày càng ảm đạm. Chấm. Lúc này, Tô Thương lái con xe Bentley Mao San, chạy như bay trong đêm tối, không mất nhiều thời gian đã đi đến 10 cây. Nơi này gần Đông Sơn, với một diện tích rừng và bụi rậm rất lớn, cảnh vật xung quanh không tệ. Dừng xe lại, Tô Thương bước xuống, lập tức buông lỏng định thần đi khám phá xung quanh. Hướng 7 giờ, hai người. Ngay sau đó, Tô Thương liền cảm nhận được hơi thở của cổ võ giả, nhếch miệng cười rồi bước về phía trước. Tại thời điểm này, sâu trong rừng, hai người đàn ông trung niên mặc quần áo dạ hội, ẩn mình trong bóng tối, tưởng rằng họ thật hoàn mỹ. Anh Khang Minh, không ngờ tối nay anh lại xuất hiện ở đây. Triệu gia vô cùng cảm kích, một người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên được gọi là Khang Minh phản ứng, Triệu gia chủ thật là khách khí, em trai của tôi là Khai Sơn trưởng Vương Bình Xuyên đã chết ở Giang Bắc. Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật và cho anh ta một lời giải thích với linh hồn em trai tôi. Hai người này là Triệu gia gia chủ Triệu Quý Bình và anh của Vương Bình Xuyên, Tống Khang Minh. Bất kể mục đích là gì, tóm lại, Triệu gia rất cảm kích cậu. Tôi và cậu hợp lực, cho dù là Tiêu Đình đội trưởng vệ sĩ nhà họ Tô bảo vệ Tô Thương cũng không giúp được gì. Triệu Quý Bình nói. Triệu Quý Bình là một kẻ cứng rắn. Ông ta đã đặt nền móng cho gia tộc họ Triệu bằng một cú đấm và một cú đá, đạt đến cảnh giới của hóa kình trung kỳ. Còn về anh của Vương Bình Xuyên, anh ta là một người hung dữ, được gọi là Tống Khang Minh với cái chân bằng đá, danh tiếng của anh ta lớn hơn Vương Bình Xuyên một chút. Cho nên bọn họ mới có đầy sự tự tin, dám có ý đồ ra tay giết chết đại thiếu gia nhà họ Tô. Triệu gia chủ, tôi hơi tò mò chút, Triệu thiếu gia chọc tức Tô Thương như thế nào? Tống Khang Minh nghi ngờ hỏi. Cụ thể tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết rằng Văn Bân đang làm việc cho Tô Cảnh Hàm, nhưng tôi đoán rằng có một ông lớn đứng sau Tô Cảnh Hàm. Triệu gia chủ nói tiếp, còn là ai thì tôi không dám khẳng định, nhưng chắc là con trai nhà Nạp Lan nào đó. Văn Bân từng lỡ miệng nói ra, tôi có hỏi mà Văn Bân không trả lời, cho nên tôi cũng không hỏi thêm. Tôi hiểu rồi. Tống Khang Minh gật đầu nói. Vì thế ông dẫn tôi đến Nạp Lan gia để gặp Nạp Lan Dịch, ông vì muốn thăm dò sao? Người chỉ thị cho Tô Cảnh Hàm, có lẽ là Nạp Lan Dịch, nhưng điều này không quan trọng, Tô Thương mới là kẻ thù của chúng ta. Triệu Quý Bình tức giận nói, đêm nay, Tô Thương phải chết. Không sai, anh ta đã giết em trai tôi, nhất định phải đền mạng. Tống Minh Khang lạnh lùng nói. Lúc này, cách đó không xa. Tô Thương nghe rõ ràng câu chuyện của hai người, nhếch miệng cười. Hai người này thực lực không kém, nhưng cũng không phải là đối thủ của tôi. Tôi có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ, nhưng thế thì quá nhàm chán. Bọn họ không phải muốn báo thù cho Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên thôi sao? Rất đơn giản, tôi sẽ tìm cho bọn họ một kẻ thù khác. Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe miệng Tô Thương càng ngày càng bí ẩn. Sau đó anh ấy cải trang nhanh chóng biến thân thành Nạp Lan Dịch, lập kế hoạch mang tai họa về phía đông. Nói là mượn đao giết người, trên thực tế cũng không hoàn toàn đúng. Tối hôm đó, Tô Thương chỉ giết Vương Bình Xuyên, không hề ra tay giết Triệu Văn Bân, chắc là Tô Cảnh Hàm hoặc là người đứng sau anh ta, lo lắng Triệu Văn Bân khai ra bọn họ, cho nên tử sĩ nước Đê mới giết người diệt khẩu. Sau đó, chắc là Tô Cảnh Hàm để chuyện Triệu Văn Bân với Vương Bình Xuyên chết. Đổ hết lên trên đầu Tô Thương, vì vậy Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh, liền hận Tô Thương thấu xương, sau đó muốn nhanh chóng loại bỏ anh ấy, cho nên mới có cái bẫy tối nay. Tô Thương phân tích rất thấu đáo, Nạp Lan thiếu gia 89 phần là Nạp Lan Dịch. Chỉ có điều, Giang Bắc có 4 dòng họ lớn, nhà họ Nạp Lan là một trong 4 dòng họ lớn đó. Nhà họ Tô có Tô Kiền Khôn, là cảnh giới tông sư,
Tô Thương không chắc nhà họ Nạp Lan có cao thủ ở cảnh giới này hay không, cho nên không dám tùy tiện đi giết Nạp Lan Dịch. Bây giờ anh ấy thay đổi diện mạo thành Nạp Lan Dịch, định tạo ra một làn sóng hận thù, như vậy thì đối tượng báo thù của Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh liền biến thành Nạp Lan Dịch. Tuy nhiên bọn họ cũng không chắc sẽ giết được Nạp Lan Dịch, nhưng mà thù ghét Nạp Lan Dịch cũng là tốt rồi. Quan trọng nhất chính là, Triệu Quý Bình với Tống Khang Minh cộng lại, thực lực không hề yếu, có lẽ có thể dụ được cao thủ đang ẩn trốn của nhà họ Nạp Lan. Nói thẳng ra là ném đá dò đường, dùng hai người Triệu Tống, đi thăm dò nhà họ Nạp Lan. Lúc này, Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh đang ẩn núp trong bóng đêm, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Tô Thương sao còn chưa tới, chẳng lẽ kế hoạch của Nạp Lan Dịch thất bại rồi, không dụ được Tô Thương tới sao? Tống Khang Minh nhỏ giọng nói. Chắc không phải đâu, nếu Nạp Lan thiếu gia đã nhận lời với chúng ta, thì nhất định cậu ấy sẽ làm, chúng ta phải tin tưởng Nạp Lan thiếu gia. Triệu Quý Bình nhìn xung quanh, nói tiếp, nhưng thực ra cánh rừng này, nghe nói gần đây ma quỷ đang lộng hành, không biết thật hay giả, đợi giết Tô Thương rồi, chúng ta phải mau rời khỏi mới được. Ông chủ Triệu Anh cẩn thận quá rồi đấy, chuyện ma quỷ, đều là chuyện bịa đặt. Tống Khang Minh bình tĩnh nói, tất nhiên là có vài phần tử bất hợp pháp, làm sằng làm bậy ở chỗ này, ma quỷ chỉ là cái cớ để che giấu tai mắt người khác thôi, anh với tôi đều là cao thủ võ thuật, cớ gì phải sợ sệt những thứ này. Nói cũng đúng. Triệu Quý Bình nhẹ gật đầu, lúc này bỗng nhiên trông thấy một dáng người quen thuộc đi tới, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, anh Khang Minh, mau nhìn này. Đây không phải là Nạp Lan thiếu gia sao? Là cậu ấy, Tống Khang Minh nghi ngờ nói, không phải cậu ấy nói sẽ đưa Tô Thương tới à, sao tự mình lại tới trước? Triệu Quý Bình lắc đầu, ra vẻ cũng không hiểu. Nạp Lan Dịch, này đột nhiên xuất hiện ở rừng cây, đương nhiên là Tô Thương cải trang rồi. Giờ phút này, khuôn mặt của Tô Thương siêu giống Nạp Lan Dịch, dừng bước, lớn tiếng nói, ông chủ Triệu, và đàn anh của Vương Bình Xuyên. Tôi biết các ông ở đây, ra đây đi. Soạt, soạt, vừa dứt lời, Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh đi ra từ trong bóng tối, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Nạp Lan Dịch. Trong đó, Triệu Quý Bình khách sáo dò hỏi, Nạp Lan thiếu gia, sao ngươi lại tới đây, Tô Thương đâu? Sao không tới cùng? Tô Thương gì vậy? Tô Thương nở một nụ cười đều, hai người các ông quá ngây thơ rồi đấy. Thật sự cho rằng tôi sẽ vì các ông mà bày kế giết Tô Thương sao? Triệu Quý Bình nghe vậy, sắc mặt sầm lại ngay lập tức, cau mày nói, Nạp Lan thiếu gia, lời này của cậu là có ý gì? Ha ha! Tô Thương cười lạnh nói, thế này vẫn chưa rõ sao, từ khi mới bắt đầu tôi đã không muốn tính kế Tô Thương rồi, sở dĩ ngoài mặt đồng ý với các ông, là vì muốn dụ các ông tới nơi này. Chuyện cho tới mức này còn không hiểu à, hai thằng ngu các ông. Ha ha! Tô Thương không nhịn được cười to. Dụ chúng tôi tới đây. Triệu Quý Bình càng không hiểu, Nạp Lan thiếu gia, rốt cuộc là cậu có ý gì, dụ chúng tôi tới đây làm cái gì vậy? Đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi. Tô Thương nói bằng giọng điệu của Nạp Lan Dịch. Diệt khẩu, sắc mặt Triệu Quý Bình xám lại, lạnh lùng nói, Nạp Lan thiếu gia, nhà họ Triệu tôi không thủ oán gì với cậu, cho dù cậu không hợp tác với chúng tôi. Cũng không cần thiết đi một đến bước này chứ. Được thôi Triệu Quý Bình, đừng giả bộ nữa, không phải ông đã đoán được rồi sao, không sai, là tôi là người đứng sau xúi dục Tô Cảnh Hàm, để Tô Cảnh Hàm đối phó với Tô Thương. Tô Thương nói tiếp, mà chuyện này, thì không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không dựa vào năng lực của nhà họ Tô, thì kết cục của tôi sẽ rất thảm. Dù sao các ông đều phải chết rồi, tôi cũng không giấu hai người các ông nữa, thực ra tối hôm đó, là tôi cử người giết Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên. Tô Thương thản nhiên nói. Cái gì? Tống Khang Minh nghe vậy, nhất thời không kìm được giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao cậu phải làm như vậy? Ha ha, bọn họ biết quá nhiều thứ, tôi chắc chắn phải giết người diệt khẩu. Tô Thương tiếp tục nói, các ông cho rằng là Tô Thương cử người giết hai người họ à, chuyện này là Tô Cảnh Hàm nói cho các ông biết sao? Ha ha. Nhưng thật ra là tôi bảo Tô Cảnh Hàm nói như vậy đấy, mục đích là muốn để cho các ông hận Tô Thương. Lúc đầu tôi định lợi dụng hai người các ông, để xử lý Tô Thương, không biết tại sao tên ngu xuẩn Tô Cảnh Hàm kia bị bại lộ, thậm chí đem tin tức người đứng sau vụ đó là Nạp Lan thiếu gia, nói cho Tô Thương.
Tô Thương nửa thật nửa giả nói, vẫn may Tô Thương không biết cụ thể là Nạp Lan thiếu gia nào, nếu không tôi chắc chắn chịu không nổi, nhưng anh ta đã có đề phòng với người nhà họ Nạp Lan, tôi căn bản không có cơ hội dụ anh ta tới đây, nếu không thì có thể thật sự mượn đao giết người rồi. Nếu đã không giết được Tô Thương, vậy hai người các ông nhất định phải chết, tôi cũng không muốn để nhà họ Tô biết là tôi muốn giết Tô Thương. Tô Thương nói có đầu có đuôi, lời nói này có thật có giả, đã được suy nghĩ tính toán kỹ. Đương nhiên, lời này cũng có chỗ sơ hở, nhưng Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh đã bị sự tức giận làm choáng váng đầu óc, làm sao mà nghĩ nhiều được như vậy. Ghê tởm. Lúc này, Triệu Quý Bình tức quá hóa giận, trầm giọng nói, Nạp Lan Dịch, thật không ngờ cậu lại có thủ đoạn độc ác như vậy, nhà họ Triệu tôi sẽ đấu với cậu đến hơi thở cuối cùng. Ông chủ Triệu, nói nhiều như vậy làm gì, tôi thấy, xung quanh không có người khác, cậu ta là một mình tới đấy. Ánh mắt Tống Khang Minh sáng lên nham hiểm nói, một tên thiếu gia nhà giàu mà thôi, cũng mơ mộng hão huyền muốn giết hai người chúng tôi để diệt khẩu, thật là buồn cười, bây giờ tôi sẽ giết cậu ta, báo thù rửa hận thay cho đàn em và cả lệnh công tử nữa. Được. Triệu Quý Bình nghe vậy, không chút do dự, dưới cơn thịnh nộ cùng Tống Khang Minh ra tay cùng một lúc, hướng về phía Tô Thương nổi giận đùng đùng, đánh thẳng vào chỗ hiểm. Tô Thương không hề nôn nóng, hai tay bỗng đẩy ra. Linh khí phun trào. Ầm, ầm. Ngay sau đó, từ hiện trường vang một tiếng động lớn, sau đó cả ba người ngã bay ra ngoài. Không ngờ thực lực của hai người các ông lại mạnh như vậy, là tôi quá sơ ý rồi, xem ra tối nay không giết được các ông rồi. Tô Thương đứng chững lại, trên mặt toát ra sự lo lắng, sau đó uy hiếp nói, tôi cảnh cáo các ông, tốt nhất đừng đem chuyện tối nay nói cho Tô ra, nhất là đừng để Tô Thương biết. Nhớ kỹ. Nhà họ Nạp Lan tôi rất nhiều cao thủ, giết hai người các ông, thì cực kỳ đơn giản đấy. Nếu để cho tôi phát hiện các ông cấu kết với Tô Thương, tôi nhất định khiến các ông chết không có chỗ chôn. Để lại một câu nói, Tô Thương dùng khuôn mặt của Nạp Lan Dịch, nhún người biến mất trong bóng đêm, hiện trường chỉ còn Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh ngơ ngác nhìn nhau. Nạp Lan Dịch, bộc lộ thực lực, quả thực khiến cho Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh vô cùng kinh hãi. Qua một hồi lâu thì cả hai người mới kịp phản ứng trở lại. Trong đó thì sắc mặt của Triệu Quý Bình vô cùng nặng nề nói, không ngờ một thiếu gia nhà Nạp Lan thôi vậy mà cũng đã đạt được đến hóa kình trung kỳ rồi, không hổ là gia tộc có gốc gác ở Giang Bắc, lai lịch thật thâm hậu mà. Tên Nạp Lan Dịch này đúng là quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tàn ác, trong thế hệ trẻ thì cũng được xem là một người có tiếng tăm. Ánh mắt Tống Khang Minh u ám nói, nhưng anh ta đã giết em trai của tôi. Cho dù là như thế nào thì tôi cũng sẽ không tha cho anh ta. Đó là điều đương nhiên rồi, con trai tôi cũng không thể chết vô ích như vậy được. Nhưng, anh Khang Minh à, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách trốn khỏi sự truy sát của nhà họ Nạp Lan, chỉ khi còn sống thì mới có thể báo thù rửa hận được. Triệu Quý Bình phân tích nói, dựa vào tính cách của Nạp Lan Dịch, lần này anh ta chạy thoát rồi thì nhất định sẽ sai cao thủ của nhà họ Nạp Lan giết chúng ta để diệt khẩu. Nhà họ Nạp Lan có rất nhiều cao thủ, đồng thời lão già nhà họ Nạp Lan là Nạp Lan tổ sớm đã đặt chân vào cảnh giới hóa kình đỉnh phong rồi, thực lực thâm sâu khó lường, hai chúng ta cộng lại chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của ông ta. Triệu Quý Bình lo lắng nói. Nạp Lan tổ, tôi có nghe nói tới, thực lực vô cùng mạnh. Tống Khang Minh cũng vô cùng lo lắng, nhưng mà ông ta lập tức nghĩ ra một ý tưởng, liền đề nghị nói, ha ha, ông chủ Triệu đừng lo lắng. Nạp Lan Dịch sợ nhất là chúng ta đem những chuyện cậu ta đã làm nói cho Tô Thương biết, vậy thì chúng ta cứ làm như vậy đi, liên kết với Tô Thương, cùng nhau đối phó với Nạp Lan Dịch. Liên kết với Tô Thương sao? Triệu Quý Bình suy nghĩ một lúc rồi hai mắt lập tức sáng lên nói, ý kiến hay, Tô Thương là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô, mà nhà họ Tô có cao thủ giỏi nhất ở Giang Bắc là Tô Kiền Khôn. Chỉ cần chúng ta kể hết cho Tô Thương nghe những việc mà Nạp Lan Dịch đã làm thì Tô Thương nhất định sẽ vô cùng hận Nạp Lan Dịch, cậu ta nhất định sẽ chọn cùng chúng ta giết Nạp Lan Dịch, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà. Dựa vào thực lực của nhà họ Tô thì đối phó với Nạp Lan Dịch quá dễ dàng rồi, cho dù là Nạp Lan Tổ có ra mặt đi nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, dù sao nhà họ Tô còn có Tô Kiền Khôn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Triệu Quý Bình tràn đầy hưng phấn. Thúc giục nói, anh Khang Minh, đi, chúng ta mau rời khỏi nơi này, đi tìm Tô Thương.
quả thực nên đi rồi, hành động của nhà họ Nạp Lan rất nhanh, tôi đã cảm nhận được có người đang tới đây. Tống Khang Minh trả lời. Chắc chắn là cao thủ do Nạp Lan Dịch sai đến, anh ta vốn tưởng có thể tự mình giết chết chúng ta, cho nên mới để mấy tên cao thủ chờ sẵn ở bên ngoài, nhưng anh ta lại không ngờ tới thực lực của chúng ta cũng không hề yếu, do đó sau khi trốn đi liền sai cao thủ đến giết chúng ta. Triệu Quý Bình phân tích nói. Ông nói không sai, thực lực của mấy người đó không yếu, nhanh đi thôi, không thể ở lại đây lâu được. Được. Tiếp theo đó, hai người liền cùng nhau rời khỏi khu rừng, nhanh chóng biến mất tăm hơi. Sau khi Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh rời đi, ở hiện trường đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, chính là Tô Thương đã thay đổi hình dáng thành Nạp Lan Dịch. Ha ha, bị mắc lừa rồi. Tô Thương khẽ cười. Sau đó anh liền tỏa ra thần thức thăm dò bốn phía thì phát hiện thật sự có mấy người đang tiến tới gần. Mấy người đó đều mặc áo quần đi đêm màu đen, có tất cả bốn người, trong đó có ba người là hóa kình trung kỳ, còn một người thậm chí đã đạt đến hóa kình hậu kỳ. Mấy người này, chắc không phải là người của Nạp Lan Dịch, bọn họ là từ sâu bên trong khu rừng đi tới. Khu rừng gần đây có vụ mấy ma quỷ, có lẽ những kẻ này là người tạo ra sự hoảng loạn đó. Tô Thương nhíu mày suy đoán, trước khi làm rõ sự việc anh sẽ chọn ẩn trốn đi, thế là anh nhún người một cái rồi biến mất khỏi chỗ của mình. Khoảng mười mấy giây sau, bốn người mặc áo đen đã tới hiện trường. Kỳ lạ, lúc nãy rõ ràng nghe thấy bên này có tiếng động, sao giờ lại không thấy ai rồi? Một người trong đó nghi ngờ nói. Người mặc áo đen có thực lực hóa kình hậu kỳ thản nhiên nói, vốn dĩ ở đây có hai người. Nhưng sau khi phát hiện ra chúng ta đang tới liền chạy trốn rồi. Thực lực của Triệu Quý Bình không bằng người mặc áo đen này, cho dù là Tống Khang Minh cũng chỉ ngang ngửa với anh ta, cho nên anh ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh. Nhưng mà Tô Thương là người tu chân, từ đầu đến cuối không hề lộ ra khí tức cho nên mấy người này đương nhiên không phát hiện ra, chỉ nghĩ là có hai người kia mà thôi. Đỗ thiếu gia. Hai người đó chắc không phải là thành viên của quốc nhẫn chứ? Một người áo đen lên tiếng hỏi. Người áo đen được gọi là Đỗ Thiếu Gia chính là cao thủ hóa kình hậu kỳ kia. Lúc này anh ta liền lắc đầu nói, không rõ nữa, nhưng mà cũng không sao, quốc nhẫn có gì ghê gớm chưa, tối qua không phải đã cử ba người tới rồi sao, bây giờ thêm hai người nữa cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Đi thôi, nhanh chóng đào cái đống kia lên. Tranh thủ đêm nay hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nước D, chúng ta gây ra mấy vụ ồn ào ma quỷ là để dọa sợ những người dân xung quanh, nhưng đồng thời chuyện đó cũng gây chú ý đến các tầng lớp cao lớn ở nước Hoa, do đó ở lại đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Đỗ Thiếu Gia nói xong thì dẫn theo ba người kia rời khỏi hiện trường. Quốc nhẫn. Tô Thương khẽ nhíu mày, đối với hai chữ quốc nhẫn này thì cũng không phải lần đầu tiên anh nghe thấy. Hai ngày trước Tô Thần Binh còn nói một tuần sau sẽ đưa anh đến quốc nhẫn để rèn luyện, không ngờ hôm nay lại nghe thấy tin tức về quốc nhẫn rồi. Lai lịch của mấy người áo đen này là gì, nước D sao? Tại sao lại muốn bắt mấy người của quốc nhẫn chứ? Cha mình đã quyết tâm, nhất định phải đưa mình đến quốc nhẫn, sau này có lẽ thật sự phải đi một chuyến, nếu như hôm nay đã gặp mặt, vậy chi bằng chuẩn bị trước xem sao? Huống hồ thành viên của quốc nhẫn cũng là anh em của mình, không thể cho cao thủ của nước D làm sằng làm bậy ở nước Hoa được. Tô Thương nhíu mày suy nghĩ, sau cùng quyết định đi qua xem như thế nào. Dựa vào thực lực của anh, thì mấy tên cao thủ nước D đương nhiên sẽ không phát hiện ra được, anh nhanh chóng tiến sâu về phía đông của khu rừng. Nơi đây là chân núi Đông Sơn, ngoại trừ cây cối ra thì còn có một sơn động. Sáu tên cao thủ nước D đang tụ tập lại một chỗ. Ngay cả lửa cũng không nhóm, mà trong sơn động lại vang lên mấy tiếng chửi mắng, rõ ràng là các thành viên quốc nhẫn đang bị giam ở trong sơn động. Lúc này, một người áo đen thân hình vạm vỡ nhìn thấy Đỗ Thiếu Gia dẫn người trở về bèn hỏi, Đỗ Tử Minh, bên đó sao rồi, có phát hiện ra người nào không? Có hai cao thủ nhưng đã đi rồi. Đỗ Tử Minh trả lời, anh Hổ, đừng lo lắng, bọn họ chắc là không phát hiện ra chúng ta. Phát hiện ra thì cũng không sao, tôi nhìn qua tiến trình rồi, đêm nay có thể đào quan tài lên rồi, đến lúc đó lấy hết đồ bên trong rồi thì chúng ta có thể rời khỏi nước Hoa. Lăng Hổ khẽ cười nói, đợi sau khi về đến nước D rồi thì chúng ta nhất định sẽ được đại tướng khen thưởng,
ít nhất các anh em cũng sẽ được thăng lên một cấp. Mọi người đều nhờ vào anh Hổ, nếu như không phải là anh thì chúng tôi ai cũng không thể đánh bại được thành viên hóa kình đỉnh phong của quốc nhẫn kia, tối qua có khi đã bị quốc nhẫn kia giết chết hết rồi. Đỗ Tử Minh nịnh nọt nói, anh Hổ, nếu như tối nay có thể lấy được cái đồ kia rồi, không bằng bây giờ giết hết mấy người quốc nhẫn ở trong sơn động đi. Được, tôi chừa mạng sống cho bọn họ lại vốn dĩ là để ra điều kiện với quốc nhẫn, nhưng mà nếu như quốc nhẫn không sai người đến nữa thì giết bọn họ đi cũng không sao. Ánh mắt Lăng Hổ u ám, dặn dò nói, Đỗ Tử Minh, cậu đi đi, nhớ kỹ, giết sạch hết, một người cũng không được chừa lại. Vâng. Đỗ Tử Minh nhận mệnh lệnh xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi bước nhanh về phía sơn động. Chính ngay lúc này, Tô Thương liền xuất hiện, đồng thời thay đổi hình dáng thành Nạp Lan Dịch. Dù sao cũng đã thay đổi hình dáng rồi nên anh dứt khoát tạo ra sóng gió thù hận cho Nạp Lan Dịch một chút, chắc hẳn Nạp Lan Dịch cũng sẽ không để bụng đâu. Ngay lúc này, Nạp Lan Dịch, mặt mày không có biểu tình gì đứng dưới ánh trăng, trầm giọng nói. Dừng tay! Ở trên đất của nước hoa mà muốn giết anh em của tôi, đã được tôi đồng ý chưa? Soạt soạt soạt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của 10 cao thủ nước đê tại hiện trường đều đổ dồn về phía Tô Thương, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Sau khi dừng lại mấy giây, Lăng Hổ cảnh giác nhìn chăm chú vào Tô Thương, lạnh lùng nói, cậu thanh niên, cậu là ai? Tô Thương nghe thấy như vậy, không hề sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực lên đón nhận ánh mắt của Lăng Hổ. Khí chất vô cùng hiên ngang, giọng điệu lại lạnh lùng trả lời. Ông đây đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, nhị thiếu gia nhà họ Nạp Lan ở Giang Bắc, Nạp Lan Dịch. Gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Dịch. Sau khi Tô Thương nói ra thân phận thì Lăng Hổ và Đỗ Tử Minh cùng liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều hiện lên sự kinh ngạc. Tiếp theo đó, Đỗ Tử Minh bước lên phía trước, nở một nụ cười rồi nói, Nạp Lan thiếu gia, cậu không phải đang đùa với chúng tôi chứ? Chúng tôi có hợp tác với nhà Nạp Lan của cậu mà. Hợp tác? Gia tộc Nạp Lan có hợp tác với người nước Đê. Tô Thương híp mắt lại, không ngờ lại phát hiện ra một bí mật to lớn như vậy. Nước Đê và nước Hoa là hai nước liền kề nhau, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Sở dĩ Tô Kiền Khôn luôn trấn giữ ở biên cương là vì muốn phòng ngừa sự xâm lấn của nước Đê. Nhà họ Nạp Lan vậy mà lại cấu kết với nước Đê. Cái này là thông đồng với kẻ địch phản nước mà. Nhà họ Tô bắt đầu từ Tô Kiền Khôn cho đến Tô Thần Binh, rồi lại tới Tô Cân Dực, người nào cũng là vì nước mà xông pha cống hiến, và bên trong con người của Tô Thương thực chất cũng đầy lòng yêu nước. Bởi vậy sau khi biết được gia tộc Nạp Lan hợp tác với người nước Đê thì trong mắt của Tô Thương hiện lên sát ý vô cùng lạnh lẽo. Nạp Lan Dịch đúng không? Tôi có nghe nói đến, cậu là nhị thiếu gia nhà họ Nạp Lan. Lúc này, Lăng Hổ ở bên cạnh thản nhiên nói, lời nói vừa rồi của cậu, không khác gì đang khiêu khích tôi, vốn nên giết không tha nhưng nể mặt người em trai thứ ba của cậu, tôi tha cho cậu một mạng. Đỗ Tử Minh nói thêm, Nạp Lan thiếu gia, còn không mau đi đi, tối nay chúng tôi xem như chưa xảy ra chuyện gì. Ha ha, Tô Thương cười nhạo liên tục, sau đó mặt mũi lại tràn đầy nghiêm túc nói, tôi không đi. Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi. Bọn họ bán nước của mình, tôi thì không thể. Tô Thương dùng giọng nói của Nạp Lan Dịch để nói, đụng chạm vào người nước hoa của tôi thì xa đến đâu cũng giết, tối hôm nay các người ai cũng đừng hòng chạy thoát. Hừ, không biết tốt xấu. Lăng Hổ không kiềm cơn tức giận nữa, trầm mặt nói, Nạp Lan Dịch, nếu như cậu đã muốn chết thì tôi tác thành cho cậu. Vừa nói dứt lời, Lăng Hổ liền phất cái tay, ra hiệu cho người của mình xử lý Nạp Lan Dịch. Đến vừa đúng lúc, ông đây sẽ dùng thực lực nói cho tụi mày biết, lãnh thổ của nước hoa không thể xâm phạm. Tô Thương dõng dạc nói, sau đó, ánh mắt run lên, không hề sợ hãi lao thẳng ra. Phịch phịch phịch, một vài âm thanh vừa vang lên thì ở hiện trường nhiều hơn 5 thi thể người nước Đê đổ gục xuống, toàn bộ đều bị một chưởng đánh cho vỡ tim. Mấy người này, chẳng qua chỉ là hóa kình trung kỳ, mặc dù có mạnh nhưng cũng chỉ có thể ngang ngửa với Tiêu Đình mà thôi. Còn đối diện với Tô Thương mà nói thì bọn họ không hề có chút sức lực chống trả nào. Lăng Hổ và Đỗ Tử Minh nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời sắc mặt nghiêm nghị lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tô Thương. Cậu là hóa kình đỉnh phong. Trong đó, Lăng Hổ khiếp sợ nói,
không ngờ nhị thiếu gia nhà họ Nạp Lan vậy mà lại là một cao thủ, ha ha, nhà Nạp Lan ẩn giấu thật thâm sâu mà, nói đi, có phải là Nạp Lan Minh Chiết sai cậu qua đây để cướp Hồng Liên Đao phải không? Hồng Liên Đao gì chứ, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tô Thương nửa thật nửa giả nói. Ha ha, đừng giả bộ nữa. Lăng Hổ cười lạnh nói, lần này tôi dẫn người đến Giang Bắc nước Hoa chính là vì muốn tìm vật quý báu Hồng Liên Đao của nước Đê. Thanh đao này mấy trăm năm trước bị một vị cao thủ cao cường đem đến nước Hoa, gần đây chúng tôi điều tra ra, Hồng Liên Đao đã được chôn cùng với cao thủ cao cường đó ở Đông Sơn Giang Bắc. Chúng tôi sử dụng hết mọi thủ đoạn mới tìm được vị trí của huyệt mộ này, tối nay thì có thể lấy được Hồng Liên Đao rồi, kết quả ngay lúc này cậu lại xuất hiện. Lăng Hổ vẻ mặt âm trầm nói, Nạp Lan Dịch, cậu dám nói cậu không phải là đến cướp Hồng Liên Đao sao? Thì ra là như thế. Tô Thương như bừng tỉnh ngộ ra, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, thầm chấp nhận suy đoán của Lăng Hổ, ha ha, xem như anh thông minh, nếu như đã bị anh vạch trần thì tôi cũng không giả bộ nữa, dù sao đêm nay các anh không một ai đừng hòng chạy thoát. Hừ, nhà họ Nạp Lan bằng mặt không bằng lòng, chỗ dựa này chúng ta xem như kết thúc rồi. Lăng Hổ nhìn chăm chú Tô Thương, rồi cười gằn nói, cũng may tôi sớm đã có phòng bị, chỉ biểu hiện ra thực lực hóa kình hậu kỳ, từ đó đã lừa gạt được Nạp Lan Minh Chiết, cho nên anh ta mới sai cậu một mình tới đây, ý đồ giết hết chúng tôi rồi cướp đi Hồng Liên Đao. Nhưng mà đáng tiếc, thực lực thật sự của tôi là hóa kình đỉnh phong, Nạp Lan Dịch, đêm nay tôi sẽ giết chết cậu rồi sau đó sẽ tính sổ với nhà họ Nạp Lan. Nói xong, Lăng Hổ xông lên tấn công trước. Chân khí xung quanh cơ thể bắt đồng phun trào. Mặc dù cùng là hóa kình đỉnh phong nhưng mà thực lực của Lăng Hổ lại yếu hơn so với Thiếu Diện Phật một chút. Tô Thương có thể một chiêu giết chết Thiếu Diện Phật thì đương nhiên cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại được Lăng Hổ. Nhưng mà, Tô Thương hoàn toàn không làm như vậy, mà lại giả bộ như là thực lực ngang bằng với Lăng Hổ. Bởi vì, bây giờ anh không chỉ là muốn gây thù chuốc oán cho Nạp Lan Dịch, mà anh còn muốn cắt đứt luôn quan hệ của nhà họ Nạp Lan với nước Đê. Mà muốn làm được như vậy thì chắc chắn không thể giết hết người nước Đê còn lại ở hiện trường, nếu không thì sẽ không có ai báo tin nữa, như vậy thì việc châm ngòi này cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như nhanh chóng giết chết người mạnh nhất là Lăng Hổ vậy thì những người khác cũng không tiện mà thả đi, cho dù là có thả đi thì bọn họ cũng sẽ nghi ngờ, bởi vì theo như bọn họ nghĩ, Nạp Lan Dịch là người có năng lực giết sạch bọn họ. Vậy thì tại sao lại để bọn họ đi chứ? Nói đơn giản một chút, Tô Thương chính là muốn để cho những người nước Đê còn lại có một cơ hội trốn thoát hợp lý. Ha ha, thực lực của anh quả thật không yếu nhưng muốn so với tôi thì còn cách xa một chút, trong vòng 100 chiêu tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh. Lúc này, Tô Thương khẽ mỉm cười, anh bộc lộ hết thực lực của mình, anh muốn trấn áp Lăng Hổ một chút, để cho Lăng Hổ biết. Cho dù là tất cả người áo đen có mặt ở đây liên kết lại với nhau cũng sẽ không đánh thắng được anh. Cứ như vậy, Lăng Hổ mới sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn. Đúng như dự đoán, Lăng Hổ cảm nhận được thực lực của đối phương mạnh hơn mình một chút thì sắc mặt vô cùng khó coi, vừa đối phó với Tô Thương vừa dặn dò, Đỗ Tử Minh, cậu đem người chạy đi. Anh Hổ, không phải chỉ có mình Nạp Lan Dịch thôi sao, chúng ta cùng lên, đánh chết cậu ta. Đỗ Tử Minh nóng lòng nói, không được, thực lực của Nạp Lan Dịch khá mạnh, các cậu lên cũng chỉ tìm con đường chết thôi. Lăng Hổ nói, tôi có thể cầm chân cậu ta lại, đợi sau khi các cậu chạy đi rồi, tôi sẽ trốn chạy sau. À, anh Hổ, chúng tôi đều đi rồi thì Hồng Liên Đao phải làm sao đây? Đỗ Tử Minh nghiến răng nói. Lúc này, Tô Thương xen vào nói, ha ha, còn mơ tưởng tới Hồng Liên Đao sao, thật không biết sống chết. Tôi nói cho đám chó ngu nước Đê các anh biết, Hồng Liên Đao là của nhà họ Nạp Lan chúng tôi, các anh đừng mơ mộng hão huyền. Đáng chết, Đỗ Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Đỗ Tử Minh, đừng kích động, cậu mau mang người chạy đi, còn Hồng Liên Đao. Lăng Hổ cố nén cơn giận, oán hận nói, thì cứ để Nạp Lan Dịch lấy đi trước đi, sau đó trở về báo cáo với đội trưởng, tìm đến tận nhà để đòi, chỉ là một nhà họ Nạp Lan nhỏ nhoi. Một mình đội trưởng cũng có thể nghiền nát được, món nợ này phải thanh toán sạch hết. Được. Đỗ Tử Minh không do dự nữa, lập tức dẫn theo ba người tung người rời khỏi. Không được đi, đứng lại cho tôi. Nạp Lan Dịch, muốn đuổi theo, kết quả là bị Lăng Hổ chặn lại,
nhất thời thẹn quá hóa giận nói, đáng chết, đuổi không kịp nữa rồi, lần này rắc rối rồi, về đến nhà chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nạp Lan Dịch, xem như hôm nay cậu tự biết mình, nhà Nạp Lan các cậu gây ra chuyện lớn rồi, bây giờ cậu nhanh rời đi, rồi đưa Hồng Liên đao ra thì tất cả vẫn còn kịp. Lăng Hổ uy hiếp nói. Tô Thương lại chỉ khẽ cười, sau khi xác định được Đỗ Tử Minh đã đem người cao chạy xa bay rồi thì anh không còn chút do dự nào nữa, trực tiếp phóng ra một quả cầu nước đánh chết Lăng Hổ. Ặc, mặt mũi Lăng Hổ nhất thời tràn đầy kinh ngạc, cả người ngã thẳng đờ ra mặt đất, hai mắt trừng to ra, chết không nhắm mắt. Tô Thương liếc nhìn Lăng Hổ rồi nhíu mày cười nói, ha ha, tôi chỉ diễn kịch mà thôi, anh còn tưởng là thật sao? Sau khi xóa sổ Lăng Hổ, Tô Thương chuyển ánh mắt nhìn về phía hang động cách đó không xa, lập tức sải bước đi tới. Thành viên quốc Nhật đều là các anh hùng hết mình vì quốc gia, không chạm mặt phải cũng thôi đi, nếu như đã gặp rồi, thì có thể cứu thì cứu vậy, không phải vì những thứ khác, chỉ là vì tấm lòng hết sức nhiệt huyết chân thành của bản thân. Ngoài ra, Tô Thương cũng có chút hứng thú với thanh Hồng Liên đao mà cao thủ nước D nhắc đến. Rất nhanh, Tô Thương vào hang động. Nơi này tối đen như mực, tình cảnh không khác gì mấy tên trộm mộ trong phim truyền hình, giơ tay không thấy được năm ngón. Tuy nhiên Tô Thương là linh hồn của tiên đế, hang động tối tăm trong mắt của anh ấy lại sáng như ban ngày. Lúc này, Tô Thương phát hiện bên cạnh vách động phía tây, có 7-8 người nằm trên mặt đất. Bọn họ bị còng sắt khóa hết tay chân lại, không cách nào động đậy, vết thương chồng chất trên người, nhìn qua khá là thê thảm. Các anh là quốc nhận sao? Tô Thương hỏi với giọng bình tĩnh. Đúng. Giờ phút này, một người đàn ông trung niên cảnh giới hóa kình đỉnh phong phấn khích nói, chuyện vừa xảy ra bên ngoài, chúng tôi đều nghe thấy, cảm ơn ơn cứu mạng của Nạp Lan thiếu gia. Tôi giúp các anh mở còng tay, ra ngoài rồi nói sau. Tô Thương gật đầu, lập tức đi qua đó, nhẹ nhàng gỡ bỏ còng tay cho những thành viên quốc nhận. Cảm ơn Nạp Lan thiếu gia. 8 thành viên quốc nhận hết sức vui mừng. Nhìn về phía Tô Thương bằng ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và kính nể. Tay không bẻ gãy còng sắt, cái này cần đến sức mạnh như thế nào chứ, hóa kình đỉnh phong tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, vừa rồi tuy bọn họ không thấy được cảnh tượng phía ngoài, nhưng lại nghe được vị Nạp Lan thiếu gia này, xóa sổ cao thủ hóa kình đỉnh phong nước D. Mạnh đó nha, chẳng lẽ Nạp Lan thiếu gia là tông sư võ đạo? Nạp Lan thiếu gia, cậu đi ra ngoài trước đi. Chúng tôi còn có chút việc phải xử lý. Lúc này, những cao thủ hóa kình đỉnh phong ở quốc nhận nói, thực ra không dám giấu giếm, sâu trong hang động này, hiện tại có hơn 10 người nước D trộm mộ, bọn họ đang chuẩn bị lấy Hồng Liên đao, chúng ta nhất định phải ngăn lại, đem Hồng Liên đao mang về thành phố. Tôi biết rồi, các anh có cần giúp một tay không? Tô Thương khẽ cười nói. Không cần, những tên trộm mộ đó, đều là người bình thường. Không chịu nổi một chiêu, chúng tôi có thể giải quyết. Vậy thì tốt, tôi ở bên ngoài chờ các anh. Tô Thương nói xong, sau đó nhanh chân đi ra ngoài hang động, chuyện tiếp theo để thành viên quốc nhận tự xử lý thì hay hơn. Sau khoảng 5 phút, anh ấy liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ hang động vọng ra, và khí tức của thành viên quốc nhận vẫn còn, chứng tỏ là tiếng kêu thảm thiết phát ra đó là của người trộm mộ nước D. Vài phút đồng hồ trôi qua. 8 thành viên quốc nhận đi ra từ hang động, mỗi người đều bị thương không nhẹ, đó là do lúc trước bị cao thủ nước D bày mưu tra tấn. Trong đó, trong tay phải của cao thủ hóa kình đỉnh phong quốc nhận kia, đang cầm một vũ khí được bọc trong tấm vải đen, dài khoảng nửa mét, nhìn hình dáng chắc là một thanh đoản đao. Một đoàn người vừa mới ra, thì ánh mắt của Tô Thương liền bị thu hút bởi thanh đoản đao dưới miếng vải đen đó. Sát khí. Bên trong thanh đoản đao này lại có sát khí. Tô Thương bỗng nhiên vui mừng hết sức, khóe miệng nở một nụ cười phấn khích. Nếu như là kiếp trước, sát khí đối với anh ấy mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà bây giờ, anh ấy tu luyện cửu u trấn ngục quyết, hoàn toàn có thể hấp thụ sát khí, từ đó chuyển hóa thành linh khí, tăng tiến tu vi. Sát khí bên trong Hồng Liên đao, đủ khiến cho tôi thăng cấp luyện khí tầng thứ 3, thanh đao này, tôi nhất định phải có được. Giờ phút này, Tô Thương hạ quyết tâm. Nạp Lan thiếu gia, tôi là đội trưởng quốc nhận, Giang Thành Dương, chuyện tối nay, vất vả cho Nạp Lan thiếu gia rồi. Cao thủ hóa kình đỉnh phong trong quốc nhận, chính là đội trưởng Giang Thành Dương,
lúc này anh ta khâm phục nói, Nạp Lan thiếu gia tuổi còn trẻ, không ngờ thực lực lại lớn mạnh như vậy, khiến cho người khác kính nể đó nha. Đương nhiên, càng khó hơn chính là, Nạp Lan thiếu gia có được một tấm lòng yêu nước, đúng là đáng quý đó. Giang Thành Dương chắp hai tay lại, cảm kích trước tiên, sau đó nói, thời gian không còn sớm nữa, Nạp Lan thiếu gia, chúng tôi phải nhanh về thành phố nhận mệnh lệnh, hôm nào có thời gian, nhất định sẽ mang quà đến tận cửa nhà họ Nạp Lan để cảm ơn. Nói xong, Giang Thành Dương liền dẫn thành viên quốc nhận rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Nhưng lúc này, Tô Thương lại ngăn cản bằng giọng lạnh lùng, các anh có thể đi, nhưng Hồng Liên đao nhất định phải để lại, thanh đao này, tôi muốn lấy. Lúc đầu, Tô Thương định cứu người quốc nhận, sau đó gây sốc cho người dẫn đầu, sau đó lại tiết lộ danh tính của mình, và nhận được sự tôn trọng của đối phương. Cứ như vậy, cha mình có ép mình đi quốc nhận đi nữa thì mình cũng có rất nhiều cách để giải quyết. Nhưng bây giờ, Tô Thương nhìn thấy Hồng Liên đao, nhất thời thay đổi chủ định, quyết định lấy Hồng Liên đao trước rồi hãng nói. Dù sao bản thân bây giờ vẫn đang là khuôn mặt của Nạp Lan Dịch, cũng chưa bị bại lộ, cướp đi đồ vật của quốc nhận, cũng không có người nào biết là Tô Thương mình làm. Tiếng oan này cứ đổ lên người Nạp Lan Dịch. Giang Thành Dương sau khi nghe được lời của Tô Thương, trong nháy mắt sắc mặt có vẻ khó coi, bảy tên thành viên quốc nhận xung quanh, cũng đều tập trung tinh thần, bầu không khí bỗng trở nên hết sức căng thẳng. Tôi khuyên các anh tốt nhất đừng kích động, các anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Ánh mắt của Tô Thương lạnh thấu xương, giọng lạnh lùng nói, mục tiêu của tôi chỉ là Hồng Liên đao, đưa thanh đao cho tôi là được, nếu không, đừng trách tôi ra tay cướp đoạt. Nạp Lan thiếu gia, anh muốn Hồng Liên đao làm cái gì? Giang Thành Dương cau mày nói. Cái này không cần anh quản đâu. Tô Thương tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói, bây giờ anh có hai lựa chọn, một là chủ động đưa cho tôi, hai là tự tôi lấy nó, tôi cho anh thời gian 10 giây suy nghĩ. Nạp Lan thiếu gia, Hồng Liên đao là phải nộp cho nhà nước, không thể giao cho anh được. Giang Thành Dương mặt sầm lại, uy hiếp nói, cứ coi như bây giờ anh lấy đi, cũng không thể giữ nó lâu đâu. Nhà nước sẽ cử người đến nhà họ Nạp Lan để đòi lại, đến lúc đó chỉ sợ rất khó để thu xếp việc này đấy. Ha ha, uy hiếp tôi có đúng không, Nạp Lan Dịch tôi, cả đời làm việc, thì sợ gì người khác. Tô Thương nói bằng giọng hùng hồn, hôm nay, tôi phải mang Hồng Liên đao đi, nếu như các ngươi không sợ chết, thì cứ tới nhà họ Nạp Lan lấy về. Nhớ kỹ tên gọi của tôi là Nạp Lan Dịch, đến từ dòng họ Nạp Lan ở Giang Bắc. Tô Thương chỉ sợ những thành viên quốc nhận này sẽ quên mất ba từ Nạp Lan Dịch này, thế là lại nhấn mạnh một lần nữa. Được. Nạp Lan thiếu gia, Nạp Lan Dịch của dòng họ Nạp Lan, Giang Thành Dương tôi nhớ rồi. Giang Thành Dương nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn đem Hồng Liên đao giao cho Tô Thương. Trong lòng của anh ta hết sức rõ ràng, đoàn người của mình, không thể nào là đối thủ của Nạp Lan Dịch, nếu liều mạng vô ích thì chi bằng buông tay. Dù sao cũng biết nhà cửa của đối phương, sau này tới đòi cũng được. Một dòng họ nho nhỏ ở Giang Bắc, làm sao mà chống đối với cơ quan quốc gia được, Hồng Liên đao sớm muộn cũng sẽ một lần nữa trở lại trong tay anh ta. Tôi mang Hồng Liên đao đi, nhất định phải nhớ kỹ, tôi là Nạp Lan Dịch, không được tìm nhầm người đấy. Tô Thương nhận lấy Hồng Liên đao, kiêu ngạo nói với giọng khiêu khích, sau đó liền nhún người biến mất trong bóng đêm. Đội trưởng! Cứ để anh ta đi như vậy sao? Lúc này, một thành viên quốc nhận bên nói. Nạp Lan Dịch, người này đã cứu chúng ta, theo lý mà nói chúng ta nên là cảm ơn anh ta, nhưng anh ta lại không biết tốt xấu, cướp đi Hồng Liên đao, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Giang Thành Dương không kìm được giận nói, cứ để cho anh ta kiêu ngạo hai ngày trước đi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, hồi phục lại vết thương, đồng thời liên lạc với sĩ quan huấn luyện. Mời sĩ quan huấn luyện ra mặt, đến lúc đó nhất định sẽ khiến anh ta không còn thoải mái mà đi nữa. Vâng, một thành viên quốc nhận gật đầu, sau đó hỏi, đội trưởng, lúc trước đại tướng Tô từng nói, muốn tiếp đón chúng ta thật chu đáo, chỉ bằng chúng ta đến trang viên nhà họ Tô đi. Nhắc đến Tô thần binh, mặt mũi Giang Thành Dương tràn đầy sự kính nể, quay lại gật đầu nói. Được, từ lần tạm biệt trước, rất lâu rồi tôi chưa gặp đại tướng Tô. Nhân cơ hội lần này, đúng lúc đi hỏi thăm một chút. Sau đó, Giang Thành Dương liền dẫn đầu bảy thành viên quốc nhận, rời khỏi hiện trường,
dự định dừng chân ở trang viên nhà họ Tô. Sau khi rời khỏi rừng cây, Tô Thương tẩy trang trở về là chính mình, cầm hồng liên đao, trực tiếp lái xe trở về biệt thự ven sông. Trong khi đó, trong đại sảnh của trang viên nhà họ Nạp Lan, một lão già mặc áo choàng nâu, ngồi trên ghế cao với vẻ mặt rất nghiêm túc. Đó là người lãnh đạo thực sự của gia đình họ Nạp Lan, Nạp Lan Tổ. Bên cạnh có một thanh niên khôi ngô mặc Âu phục đi giày da, trưởng thành chững chạc, đó chính là Nạp Lan Minh Chiết. Và ngay bên dưới, một gương mặt quen thuộc khoác áo đội tuyển Anh đang quỳ gối, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Nạp Lan Dịch. Đêm nay, Nạp Lan Dịch ngấm ngầm mưu tính hãm hại Tô Đại Thiếu Gia, nhưng bị Nạp Lan Tổ phát hiện, cho nên nửa đêm gọi Nạp Lan Dịch đến đại sảnh để trách mắng cho một trận. Ngu dốt, ai bảo mày tự mình đối phó với Tô Thương, mày có biết một khi có sơ hở gì, sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào cho Nạp Lan gia hay không? Nạp Lan Tổ tức giận nói. Ông nội, sẽ không có sai sót đâu, Tô Thương phái người đến giết Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên, đã gây thù với Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang. Nếu bọn họ thấy Tô Thương ở trong rừng cây, nhất định sẽ chém Tô Thương thành trăm mảnh. Nạp Lan Dịch cười giải thích nói, huống hồ, cháu đã chuẩn bị chu đáo, bất kể Triệu Quý Bình với Tống Minh Khang có thể giết chết Tô Thương hay không thì cháu cũng có thể giải quyết được chuyện này, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến Nạp Lan ra đâu ạ. Ai nói Triệu Văn Bân với Vương Bình Xuyên là do Tô Thương sai người giết? Lúc này, Nạp Lan Minh Chiết xen vào nói, chuyện này tương đối phức tạp, nhất thời sẽ nói không rõ ràng được. Tóm lại, anh hai, anh làm như thế này là quá hấp tấp. Chú ba, Nạp Lan Dịch không phục, nói xong liền muốn đứng lên. Nhưng Nạp Lan Tổ nặng giọng nói, ngu dốt, mày quỳ xuống cho tao. Nạp Lan Dịch đành phải quỳ xuống một lần nữa, tức giận nói, chú ba, em dựa vào cái gì mà nói anh hấp tấp? Theo như anh thấy, có phải vì em thấy Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang hợp tác với anh mà không hợp tác với em nên em mới ghen ghét anh đúng không? Nạp Lan Dịch tức giận nói. Anh hai, lời này của anh thật là quá đáng. Hai người bọn họ tuy rằng không yếu, nhưng nếu là hợp tác với anh thì cũng là phục vụ cho nhà họ Nạp Lan chúng ta. Nạp Lan Minh Chiết nhẹ nhàng cười nói, với lại chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, em có lý do gì để ghen tị với anh? Hừ, hoang đường. Nạp Lan Dịch đắc ý, cười lạnh nói, bây giờ anh có được một người hóa kình trung kỳ và một người hóa kình hậu kỳ hỗ trợ, thế lực của em bây giờ không thể so sánh với anh được, cái cảm giác tự cho mình là nhất của em đã mất rồi, như vậy ghen tị với anh không phải là chuyện bình thường sao? Nạp Lan Minh Chiết nghe vậy, cười lắc đầu, cũng không có giải thích gì. Đủ rồi. Nạp Lan Tổ trên ghế cao nói, chuyện này mày thực sự quá lỗ mãng, vì sao không bàn bạc với chúng ta sớm hơn? Ông nội, cháu muốn tạo cho ông một điều bất ngờ. Một khi Tô Thương chết, Tô gia sẽ hỗn loạn, và sau đó Nạp Lan gia của chúng ta sẽ có thể phất lên như diều gặp gió. Mày chắc chắn Tô Thương sẽ chết sao? Đó là điều đương nhiên, Triệu Quý Bình với Tống Minh Khang hận Tô Thương đến xương tủy, chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Nạp Lan Dịch chắc chắn nói, có lẽ bây giờ Tô Thương đã bị giết rồi. Nhưng vì sao Tô gia bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Chắc bây giờ Tô gia vẫn chưa biết, tin tức không thể lan nhanh như vậy được. Nạp Lan Dịch tự tin nói, ông nội, ông cứ chờ tin tốt đi. Được, ông tin cháu một lần, nếu Tô Thương bị giết, cháu không những không bị phạt, mà còn có công lớn. Nạp Lan Tổ trầm tư một lát rồi nói, đến lúc đó, ông sẽ giao dự án phát triển thành phố mới Nam giao cho cháu phụ trách, cháu đứng lên đi. Cảm ơn ông nội. Nạp Lan Dịch vô cùng kích động. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, anh ta nghĩ rằng nước cờ này của mình đi không hề sai, do đó rất nhanh thì anh ta có thể tiếp nhận được các dự án cốt lõi của nhà họ Nạp Lan rồi. Ông nội. Nạp Lan Minh Chiết cười cười rồi nhắc tới một chuyện khác. Ông nội, hôm nay cháu nhận được tin tức của Lăng Hổ, đêm nay xác định là có thể lấy được Hồng Liên Đao, nên cháu đã sắp xếp tàu chở hàng loại lớn, sáng sớm ngày mai đúng giờ sẽ đưa bọn họ rời khỏi Giang Bắc. Nạp Lan Tổ gật đầu nói, nhớ kỹ, tất cả những người tham gia vào, toàn bộ đều phải giết chết, tin tức Nạp Lan gia chúng ta hợp tác với nước Đê tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không Nạp Lan gia sẽ lâm vào cảnh muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Cháu hiểu rồi, cháu đã sắp xếp hết rồi, sẽ có người giải quyết sạch sẽ. Nạp Lan Minh Chiết nói tiếp,
nhưng mà cháu nhớ là ông nội với huấn luyện viên Quốc Nhận là bạn thân, từng gọi điện thoại tới để ông ra tay hỗ trợ vào thời khắc mấu chốt, nhất định phải giữ lại Hồng Liên Đao. Nếu Hồng Liên Đao bị bọn Lăng Hổ mang đi, ông định trả lời thế nào với huấn luyện viên Quốc Nhận? Chuyện này đơn giản, quan hệ của ông với ông ấy rất tốt, lúc đó sẽ tìm một lý do tùy tiện cho qua là được. Nạp Lan Tổ nhẹ nhàng cười nói, Nạp Lan gia chúng ta, mọi việc đều thuận lợi, quan hệ thân thiết khắp nơi, sau này chắc chắn càng ngày càng lớn mạnh, ha ha. Tất cả đều dựa vào sự khôn ngoan của ông nội, bạn tốt nhiều trong thiên hạ, nước Đê, Quốc Nhận, đều là sợi dây kết nối của Nạp Lan gia chúng ta. Qua thời gian này, Nạp Lan gia chúng ta nhất định sẽ trở về là đệ nhất Giang Bắc. Nạp Lan Minh Chiết cười nói, Nạp Lan Dịch là công tử của Nạp Lan gia, nên có tư cách để biết mấy cái chuyện cơ mật này. Tuy nhiên, trước đây anh ta chỉ biết lắng nghe những chuyện bên lề và hiếm khi phát biểu. Cũng không phải là do Nạp Lan Tổ với Nạp Lan Minh Chiết không cho hắn mở miệng, chủ yếu là anh ta không lấy ra đề tài xen vào, luôn có cảm giác không dung nhập được. Thế nhưng, hiện tại Nạp Lan Dịch đang được Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh nhờ vả, bản thân anh ta cũng có võ công cao cường nên tự tin thêm vài lần. Ông nội, nếu có việc gì cần hỗ trợ, ông cứ bảo cháu sẽ sai Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang làm ngay. Bọn họ bây giờ rất nghe lời cháu, Nạp Lan Dịch khoe khoang nói. Được, cháu và Minh Chiết đều là cháu trai tốt của ông nội. Nạp Lan Tổ vui mừng gật đầu rồi nói, được rồi, không còn sớm nữa, quay về nghỉ ngơi đi, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy Tô gia tổ chức tang sự. Vâng, Nạp Lan Dịch với Nạp Lan Minh Chiết trả lời, sau đó rời khỏi đại sảnh. Đêm nay tán gẫu như vậy, mấy người Nạp Lan gia đặc biệt vui vẻ, không chỉ có Triệu Quý Bình cùng Tống Khang Minh hai gã cao thủ nương tựa, còn quan hệ tốt với cả nước Đê. Hơn nữa ngay cả huấn luyện viên Quốc Nhận, đều là bạn tốt của Nạp Lan gia muốn không thăng tiến cũng khó. Đáng tiếc, bọn họ không biết chính là, hiện tại ba thế lực này, toàn bộ đối với Nạp Lan gia hận thấu xương. Lúc này, Tô Thương lái xe trở về biệt thự ven sông. Đại thiếu gia, Quách Ý lễ phép chào hỏi, sau đó nói, ông chủ gọi điện thoại đến, bảo thiếu gia ngày mai quay về trang viên Tô gia. Nghe nói có một vài người từ Quốc Nhận đến, trong đó có một người là Giang Thành Dương, người này có quan hệ với ông chủ không tồi. Ông chủ muốn đại thiếu gia trở về gặp Giang Thành Dương một lần để sau này có đến Quốc Nhận cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Giang Thành Dương sao? Khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười, đây không phải là cao thủ hóa kình đỉnh phong trong rừng cây sao, không nghĩ tới bọn họ lại đến Tô gia. Tôi biết rồi. Tô Thương gật gật đầu, cũng không có để ý việc này, hiện tại việc tăng lên thực lực là quan trọng nhất. Vì thế anh ấy đi lên tầng 3, lấy Hồng Liên Đao với sự chờ đợi. Trong phòng, Tô Thương cởi bỏ tấm vải đen, một con dao ngắn toàn thân màu đỏ thẫm đập ra trước mắt. Con dao ngắn này, trên thân có hoa văn màu đỏ rực như hoa sen, ánh lên tia sáng đỏ mờ nhạt, nhìn phi thường mê người. Điều kỳ quái nhất là con dao này toát ra khí chất đáng sợ và nham hiểm, mê người, nếu người thường nhìn thấy, e rằng thần trí của bọn họ sẽ bị loạn. Đây chính là Hồng Liên Đao. Ở nước Đê, Hồng Liên Đao là quỷ kiếm nổi tiếng, khi nhìn thấy ánh sáng sẽ uống máu, nếu không đủ tập trung chủ nhân sẽ rất dễ bị thanh kiếm khống chế. Ngay khi Tô Thương quan sát Hồng Liên Đao, thanh đao này đột nhiên bay lên trời, ở giữa không trung tản ra khí tức kinh người. Nhất thời, trong phòng tràn ngập ánh sáng đỏ chói mắt, trực tiếp bao phủ Tô Thương. Ha ha, mà đao thật ta đều nhìn thấy qua, thanh đoản đao Hồng Liên ở trái đất này còn không được xếp hạng trong tiên vực, mà còn dám làm rối loạn tâm trí của ta sao? Tô Thương thấy vậy, mắt hơi nhắm lại. Ngay sau đó, anh ấy đột nhiên mở to mắt ra, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, dừng lại ngay cho ta. Trong phút chốc, Hồng Liên đao run rẩy, sau đó tia sáng thu lại, rơi vào trong tay của Tô Thương, rồi trở nên mộc mạc tự nhiên không khác gì đao bình thường. Cửu U Trấn Ngục Quyết, hấp thu cho ta. Tô Thương không do dự, lập tức khoanh chân ngồi, vận khí luyện Cửu U Trấn Ngục Quyết, bắt đầu hấp thu sát khí của Hồng Liên đao. Chớp mắt đã đến sáng hôm sau. Cuối cùng cũng đã hấp thu xong. Tô Thương kết thúc trạng thái tu luyện, nhếch miệng cười, Hồng Liên đao này sát khí không ít, ta cảm thấy sau khi tu luyện xong,
thực lực đã đạt tới luyện khí tầng 3, thậm chí có cơ hội đạt được luyện khí tầng 4. Sát khí với linh khí vẫn có khác nhau, bây giờ Tô Thương đem sát khí hấp thu cất giữ vào trong cơ thể, cũng không có chuyển hóa thành linh khí, cho nên trước mắt thực lực cũng không được tăng lên. Bởi vì quá trình chuyển hóa sát khí thành linh khí này tương đối dài, ít nhất cũng cần đến 3 năm, hơn nữa không thể bị quấy rầy. Tuy nhiên, tối hôm qua anh ấy đã giết cao thủ nước Đê, lại còn cướp hồng liên đao trong tay Quốc Nhật. Hơn nữa còn chuyện của Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang, chắc chắn mấy ngày tới sẽ không được yên ổn. Cho nên, Tô Thương tính đợi vài ngày nữa mới đem sát khí chuyển thành linh khí. Lúc này, ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên hồng liên đao. Hiện giờ thanh yêu đao này đã mất đi sát khí, trở nên bình thường, đã không còn là yêu đao nữa. Lúc trước một cổ võ giả hóa kình trung kỳ, tay cầm hồng liên đao, có lẽ có thể giải quyết được hóa kình hậu kỳ, thậm chí còn có thể nghênh chiến với hóa kình đỉnh phong, nhưng hiện tại lại không có hiệu quả như vậy. Nói trắng ra là hồng liên đao bây giờ không tăng thêm sức chiến đấu, mà chỉ là một cây đao bằng thép bình thường. Giữ lại cái chuôi đao này, có lẽ sau này có thể còn dùng đến. Tô Thương cười nhẹ, lập tức thu hồi hồng liên đao mất đi ánh sáng sát khí, quay người đi xuống lầu. Đại thiếu gia, bên ngoài có hai người đến, thực lực cũng không kém, đang đứng ở ngoài biệt thự, không rời đi mà cũng không đi vào. Tô Thương vừa đi xuống, Quách Ý với vẻ mặt cứng lại nói, hai người kia, trong đó một người là Triệu ông chủ Triệu Quý Bình, người còn lại là người có bàn chân đá Tống Minh Khang. Mấy ngày trước Triệu công tử của Triệu gia, Triệu Văn Bân với Vương Bình Xuyên đã mất mạng. Quách Ý nhìn không được mà đoán, đại thiếu gia, bọn họ không phải là đang nghi ngờ cậu giết Triệu Văn Bân với Vương Bình Xuyên, cho nên mới tìm đến đây để báo thù đấy chứ? Không phải. Tô Thương lắc đầu, thoải mái cười nói, Quách Ý, cậu không cần phải căng thẳng như vậy, chẳng lẽ cậu quên thực lực của tôi rồi sao? Cũng đúng, là tôi lo xa rồi. Quách Ý nghe vậy liền lộ ra một nụ cười, đại thiếu gia, cậu tính thế nào để giết chết hai người này? Không cần. Tô Thương cười nhẹ nói, cậu đi ra ngoài bảo bọn họ vào đây. Vâng. Quách Ý lễ phép trả lời, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng khách đưa Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang trở vào. Đại thiếu gia, người đã tới. Quách Ý kính nể nói rồi đứng ở sau lưng Tô Thương. Ừm. Tô Thương hơi gật đầu. Ánh mắt dừng lại nhìn Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang. Tối hôm qua, trước khi rời đi, anh ấy đã dùng giọng điệu của Nạp Lan Dịch để nhấn mạnh rằng hai người không nên đi tìm Tô Đại Thiếu Gia, nhưng thực ra đó chỉ là để nhắc nhở họ. Cho nên hiện tại Tô Thương vẫn không thể biết được mục đích họ đến tìm anh ấy hôm nay là gì. Có điều là Tô Thương ở ngoài mặt thì giả vờ như không biết chuyện gì, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, hai người là ai? Vì sao lại đến đây? Tôi là Triệu gia chủ, Triệu Quý Bình. Tôi là bàn chân đá Tống Minh Khang. Sau khi nghe Tô Thương hỏi, Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang liền quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, chào Tô Đại Thiếu gia. Triệu Quý Bình, Tống Minh Khang. Tô Thương nhíu mày, khó hiểu nói, tôi cũng không biết hai người tìm tôi có việc gì. Tô Thương không nói gì, hai người không dám đứng lên. Lúc đó, Triệu Quý Bình trả lời, Tô Đại Thiếu gia. Thời gian trước con chó Triệu Văn Bân nghe lời của kẻ xấu mà gài bẫy hãm hại cậu. Hôm nay, tôi đến đây với hai mục đích, một là muốn xin lỗi cậu, hai là muốn vạch trần kẻ chủ mưu phía sau chuyện này. Cái gì, ông biết ai hãm hại bổn thiếu gia? Tô Thương nghe vậy, liền tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, là người nào, là ai, mau nói cho tôi biết, tôi nhất định phải lột da hắn ra. Tô Đại Thiếu gia, hẳn là cậu cũng đã biết phần nào. Đúng vậy, kẻ chủ mưu đứng sau chính là một công tử nhà họ Nạp nào đó. Triệu Quý Bình nói tiếp, là Nạp Lan công tử, chính là Nạp Lan Dịch, là hắn âm thầm cấu kết với Tô Cảnh Hàm, sau đó Tô Cảnh Hàm lại sai con chó Triệu Văn Bân mấy lần định giết cậu. Triệu Quý Bình nói rõ, Nạp Lan Dịch, ghê tởm, thứ chó má này không muốn sống nữa sao? Tô Thương tức giận, khí chất ăn chơi trác táng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chăm chú nhìn Triệu Quý Bình rồi lạnh lùng nói, Triệu gia chủ, tôi nhớ ra rồi, con trai của ông cấu kết với người khác hãm hại tôi còn chưa tính sổ với ông mà ông lại tự tìm đến đây sao? Tô Đại Thiếu gia bớt giận, chó con Triệu Văn Bân còn trẻ người non dạ, không biết đúng sai mới phạm phải tội lớn như vậy.
Triệu Quý Bình còn nói, tôi thay nó xin lỗi cậu, nếu như cậu muốn đối phó với Nạp Lan Dịch thì tôi sẽ giúp cậu. Tôi cũng vậy, Tống Minh Khang đứng bên cạnh nói, nguyện vì Tô đại thiếu gia mà làm trâu làm ngựa. Nguyện làm trâu làm ngựa. Tô Thương trong lòng hết sức đắc ý, ngoài mặt lại nói, các người muốn đến nhờ cậy tôi sao? Vâng, Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang đồng thanh. Tại sao? Tô Thương biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì con trai tôi chết trong tay Nạp Lan Dịch, người em của Tống Minh Khang cũng chết trong tay hắn, thậm chí Nạp Lan Dịch còn muốn giết cả chúng tôi để diệt khẩu. Triệu Quý Bình thật thà nói, bây giờ, chúng tôi chỉ có nhờ cậy vào cậu mới có thể tránh được sự truy sát của Nạp Lan gia. Hơn nữa, chúng ta còn có chung một kẻ thù là Nạp Lan Dịch, đi theo cậu thì chúng tôi mới có cơ hội để báo thù. Triệu Quý Bình chắp tay nói, cầu xin Tô đại thiếu gia giúp đỡ. Cầu xin Tô đại thiếu gia giúp đỡ. Tống Minh Khang cũng chắp tay, vì để được Tô Thương chấp thuận mà hai người phải hạ tư thái. Tôi ăn chơi lêu lỏng nhưng tôi không phải là đồ ngốc. Nếu tôi đồng ý với hai người thì đồng nghĩa với việc tôi đoạn tuyệt quan hệ với Nạp Lan Dịch, hai người làm tôi thực sự khó xử quá. Tô Thương giả vờ do dự, cuối cùng quyết định, được rồi, Nạp Lan Dịch chết tiệt thật, giết con trai và em trai của các ông rồi thì thôi đi. Bây giờ ngay cả các ông mà anh ta cũng muốn đuổi cùng giết tận nữa, thật quá tàn ác, không phải người nữa mà. Hai ông đứng lên đi, từ nay về sau hai ông chính là người của Tô đại thiếu gia tôi, có tôi ở đây, Nạp Lan gia không dám động đến một sợi tóc của hai người, tôi sẽ bảo vệ các ông. Nạp Lan Dịch thật là chó má mà, nỗi đau mất con, nỗi đau này không thể nguôi ngoai, tình anh em sâu nặng, mất đi người em cũng sẽ rất xót xa. Cho dù là vì hai người thì tôi cũng muốn giết chết tên cặn bã Nạp Lan Dịch đó. Những lời này vừa nói ra, Triệu Quý Bình cùng Tống Minh Khang nhất thời cảm động khóc nức nở, vốn chỉ định đến nhờ vả vào Tô Thương trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ lại đối với Tô Thương thiện cảm tăng gấp đôi, thậm chí còn có ý nghĩ vì Tô Thương mà dốc sức cả đời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.